Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 15. Quỷ thủ biến mất trong hư không, tiểu hồ ly lập tức thoát khỏi giam giữ, nó vừa rơi xuống mặt đất, liền cắn lên đùi Long Trường Không bị dọa mất mật một cái, lúc này mới hết giận nhanh chóng nhảy lên vai Mạc Phàm. Mộc Đầu, nhanh liếc tên đó một cái, đốt chết tên đó đi. Tiểu hồ ly hung dữ nói. Mạc Phàm vỗ tiểu hồ ly, cười nhẹ. Đối phó với một tên gia hỏa khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú như vậy sẽ không đơn giản. Ông còn gì để nói, không nói vậy ông chuẩn bị đi chết đi. Long Trường Không nhíu chặt mày, cuối cùng không tìm được đắc ý trên mặt lúc trước. Tiểu tử, cậu chớ đắc ý, cậu thực sự nghĩ cậu có thể giết được tôi sao, đừng quên nơi này là địa bàn của Âm Sơn Tông chúng tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, những lời này chỉ có thể lừa gạt được trẻ con, còn kém xa mới lừa được hắn. Ngay cả cái này ông cũng không có, dựa vào cái gì nói đây là địa bàn của Âm Sơn Tông ông. Mạc Phàm lấy ngọc phù kia ra nói. Long Trường Không nhìn thấy miếng ngọc phù kia mắt nheo lại, lộ ra tham lam và vẻ không cam lòng. Chỉ cần lấy được ngọc phù này, ông ta có thể đi vào đảo giữa hồ, mở phòng ấn của Âm Sơn Tông. Đến lúc đó tất cả đều là của ông ta. Hiện giờ còn thiếu ngọc phù trong tay Mạc Phàm. Cho dù cậu có trấn sơn phù thì sao chứ? Cậu căn bản không vào được đảo giữa hồ, hay là như vậy đi, hai người chúng ta hợp tác, cùng cởi bỏ phong ấn của Âm Sơn Tông, những thứ đạt được chúng ta chia đều, thế nào? Tiến vào đảo giữa hồ nhất định phải có ấn ký trấn phủ của Âm Sơn Tông, ông ta thân là hậu nhân của Âm Sơn Tông, tất nhiên có thứ này. Nếu không có ấn ký trấn phủ, cho dù cậu ta đi 100 năm cũng đừng nghĩ đến được đảo giữa hồ. Mộc Đầu, đừng đồng ý với kẻ đó, nhanh giết tên cầm thú kia đi. Kẻ đó giết cả nhà ta, người đã đồng ý báo thù giúp ta rồi. Tiểu hồ ly vội vàng nói. Người này giết cả nhà nó, tuyệt đối không thể tha thứ. Mạc tiên sinh, không thể tha cho người này, nếu cậu giết cậu ta giúp tôi nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô. Chu Trường Hoàng quỳ phịch xuống đất, trầm giọng nói. Cái chết của sư phụ ông ta hơi kỳ lạ, sư phụ ông ta đã đến cảnh giới chân nhân, tuổi thọ dài hơn người bình thường một chút, nhưng đột nhiên lại mất. Không để lại một pháp bảo nào bên người. Những lời Long Trường Không nói lúc trước đã giải toàn bộ nghi ngờ của ông ta. Nếu biết sư phụ do Long Trường Không giết, ông ta lại còn hợp tác với Long Trường Không, như vậy chẳng khác gì cầm thú. Mạc Phàm không để ý đến hai người, lấy một chiếc nhẫn ra. Ông nói cái này sao? Long Trường Không nhìn thấy cái này mắt mở to, vô cùng khiếp sợ. Ông ta vốn tưởng rằng có thể dựa vào ấn ký trấn phủ trong tay. Cùng Mạc Phàm tiến vào Âm Sơn Tông, vào bên trong lại nhân cơ hội giết Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm cũng có ấn ký trấn phủ, cấp bậc còn cao hơn ông ta nữa. Sao cậu có nhẫn trấn phủ của Âm Sơn Tông chúng tôi, đây là của Âm Sơn Tông chúng tôi. Ở đâu ra thì ông không cần biết, tôi còn cần hợp tác với ông sao? Mạc Phàm hỏi. Không, bên trong Âm Sơn Tông có rất nhiều cơ quan, cậu đi vào chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Có tôi ở đây mọi người sẽ bình yên vô sự, không thì như vậy, cậu chia cho tôi 3 phần, tôi mang mọi người tiến vào, thế nào? Long Trường Không có chút ăn nói khép nép. Ông cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Long Trường Không nhướng mày, mắt vô cùng âm trầm, giống như nước trong minh hồ. Tiểu tử, cậu có thể tự mình cởi bỏ phong ấn Âm Sơn Tông, nhưng tôi sẽ lập tức đến thành phố Đông Hải giết cả nhà cậu. Tôi không giết được cậu nhưng tôi muốn đi thì đi, cậu căn bản không ngăn được. Mạc Phàm giải phong ấn Âm Sơn Tông cần chút thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để ông ta làm một chuyện. Những lời này vừa vang lên mắt Mạc Phàm nheo lại, ngọn lửa trong mắt lại cháy mạnh lên. Tôi nói rồi, người sắp chết chỉ có một, đó chính là ông. Giết cả nhà tiểu hồ ly, người này đáng tội chết. Khi sư diệt tổ, không cần Chu Trường Hoàng cầu hắn. Hắn cũng sẽ giết chết không thể nghi ngờ. Ba đao trên người A Hào, tuyệt đối sẽ không chịu uổng công. Uy hiếp người nhà hắn, cho dù là tổ sư gia Âm Sơn Tông đến đây, hắn cũng phải giết Long Trường Không này. Ha ha, cậu sợ rồi sao, sợ thì giao trấn sơn phủ và nhẫn trấn phủ ra đây, nếu không đợi tôi rời đi rồi, lúc cậu quay về Đông Hải sẽ nhìn thấy một đống thi thể, lúc đó cậu đừng hối hận. Long Trường Không cười âm hiểm nói. Mộc Đầu, đừng nói nhiều với tên đó như vậy, giết tên đó đi. Tiểu hồ ly kêu lên. Giết tôi, cậu ta cũng phải có bản lĩnh này.
Long Trường không cười đắc ý nói. Như vậy đi, ông chạy cho tôi xem ông chạy thế nào. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Long Trường không cười ha ha, pháp thuật khác thì ông ta không học nhiều, nhưng pháp thuật ẩn thân chạy trốn thì học nhiều lắm. Nếu vậy tôi đi đây. Ông ta bóp pháp ấn, thân thể lập tức biến mất trong hư không. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng và Tiểu Hồ Ly sửng sốt, vội vàng nhìn bốn phía, trên mặt xuất hiện thêm lo lắng. Nếu để Long Trường không chạy mất, vậy thật sự nguy hiểm rồi. Chỉ là tiểu thuật, còn dám giả thần giả quỷ trước mặt tôi sẽ cho ông xem cái gì gọi là pháp thuật chân chính. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ lên mặt đất, một trận kình phong bay ra bốn phía. Kình phong đến chỗ nào, cỏ trên mặt đất lập tức lay động. Trong đó có một chỗ cỏ điên cuồng phát triển, rất nhanh liền hiện ra một người, ngoại trừ Long Trường không ra thì còn ai? Cậu, sao cậu làm được? Vẻ mặt Long Trường không vô cùng khiếp sợ, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Những pháp thuật của Mạc Phàm là gì đây? Trong mắt có thể phóng hỏa, chỉ một pháp thuật tùy ý ngay cả cỏ bình thường cũng nghe cậu ta, cỏ phát triển điên cuồng. Làm như thế nào ông không có cơ hội biết, ông chỉ cần biết có một số việc ông không nên làm thì đừng làm. Có một số người ông không thể trêu chọc thì đừng trêu chọc, nếu không sẽ chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cầm thanh đao của A Hào đi về phía Long Trường Không. Mắt Long Trường Không mở to, cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, vừa thi pháp loại bỏ đám cỏ chết tiệt trên người, vừa ra lệnh cho quỷ vương. Tiểu quỷ, giúp tôi giết cậu ta, nhanh lên. Nếu Mạc Phàm đi tới, ông ta sẽ chết không thể nghi ngờ. Quỷ vương nghe thấy mệnh lệnh của Long Trường Không. Do dự một lát liền xông về phía Mạc Phàm. Ngươi còn muốn nếm thử đau đớn nghiệp hỏa đốt người sao? Mạc Phàm nheo mắt, lạnh lùng liếc quỷ vương một cái nói. Hu hu, quỷ vương lập tức dừng lại, nhìn xung quanh một chút, nó kêu hai tiếng đáng thương, cuối cùng trực tiếp quay về trong pháp bàn. Long Trường Không và Chu Trường Hoàng lập tức sửng sốt, sắc mặt khác nhau. Vậy mà Mạc Phàm có thể dọa quỷ vương tương đương với cảnh giới tiên thiên quay về. Sư phụ bọn họ còn không làm được. Mạc Phàm bước ba bước đến trước mặt Long Trường Không, hàn quang trong mắt lóe lên. Bây giờ ông có thể đi chết đi. Không, không, đừng giết tôi biết mấy bảo địa, với thực lực của cậu hoàn toàn có thể đi vào, tôi đều nói cho cậu biết, rất nhiều pháp thuật của Gia Cát Gia tôi cũng nói cho cậu, cậu đừng giết tôi, bảo tôi làm nô lệ cho cậu cũng được, tôi đều nguyện ý. Long Trường Không vô cùng hoảng sợ cầu xin. Mạc Phàm lắc đầu. Bảo địa, hắn có tay có chân, muốn có thể đi tìm. Pháp thuật, thần nông tông có muôn vàn thuật pháp, đều nằm trong đầu hắn cần pháp thuật Gia Cát Gia sao? Nô lệ của y tiên bất tử hắn, ai cũng làm được chắc. Ông vẫn nên chết đi thì tốt hơn. Sát ý lập tức xuất hiện. Không phải ông nói bị đao đâm rất sảng khoái sao, ông cũng thử xem. Đoạn đao được Mạc Phàm rút ra. Lại đâm vào chỗ khiến Long Trường Không đau đớn nhưng không chí mạng. Làm y tiên, hắn biết hết mọi nơi trên cơ thể. A, một đao đâm vào, tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong miệng Long Trường Không ra. Đừng giết tôi, nếu cậu giết tôi, người Âm Sơn Tông chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Âm Sơn Tông chúng tôi còn rất nhiều người còn sống, thực lực đều rất mạnh. Khóe miệng Long Trường Không chảy máu, vẻ mặt hung dữ kêu lên. Sau bạo loạn lần đó, Âm Sơn Tông đã chết không ít người, nhưng người còn sống trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thực lực không thể khinh thường. Để bọn họ tới tìm tôi đi, tôi sẽ ở Âm Sơn đợi bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn muốn chỗ của Âm Sơn Tông rồi, nếu có người muốn tìm hắn gây phiền phức mà nói, cứ việc tới. Hắn lại rút đoạn đao ra, cho Long Trường Không mấy đao nữa. Cậu là ác ma, có bản lĩnh cậu giết tôi đi. Long Trường Không kêu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Giết ông, ha ha. Mạc Phàm cười mỉa. Không phải vừa rồi Long Trường Không thích chơi như vậy à, trước sau làm ba người bị thương, không chơi với ông ta một lát, sao có thể để ông ta chết? Phập. Chỉ trong phút chốc, trên người Long Trường Không xuất hiện 30 cái độc, giống như huyết nhân. Tiểu tử, nếu vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Long Trường Không thấy Mạc Phàm quyết tâm muốn chơi đùa ông ta đến chết, nghiến răng, trong mắt hiện lên điên cuồng. Vận khởi pháp lực, miệng niệm thần chú. Một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ xung quanh Long Trường Không, giống như bom sắp nổ tung.
Nghe chú ngữ Long Trường Không niệm, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi. Mạc tiên sinh, nhanh ngăn cậu ta lại, cậu ta muốn tự bảo. Đây là bảo nguyên thuật của Âm Quỷ Tông, thuộc loại pháp thuật hai bên đều tổn hại, kẻ làm phép tự bảo đạo cơ, phóng ra lực sát thương cường đại. Trái lại ông ta không nhìn thấy uy lực của pháp thuật này, nhưng sư phụ ông ta từng nói qua về bảo nguyên thuật đáng sợ. Một vị sư thúc của ông ta đạt được một kiện pháp khí, bị một vị tông sư nhìn trúng, bị buộc rơi vào đường cùng liền dùng bảo nguyên thuật đồng quy vu tận với vị tông sư này. Lúc ấy sư thúc ông ta chỉ tới trúc cơ sơ kỳ, trái lại không thể nổ chết vị tông sư kia cũng không khá hơn chỗ nào, tứ chi bị nổ nát thành phế nhân. Lúc ấy sư thúc ông ta mới tới trúc cơ sơ kỳ, Long Trường Không đã tới trúc cơ hậu kỳ, uy lực tự bạo đạo cơ khó mà tưởng tượng nổi, có lẽ không khác mấy tấn TNT đột nhiên nổ tung, cả sơn cốc cũng bị hủy, chắc chắn bọn họ đều phải chết. Ông ta không ngờ Long Trường Không sẽ thi triển pháp thuật này. Ngăn cản tôi sao, cùng đi chết đi. Long Trường Không kêu lên một cách điên cuồng, nắm lấy bả vai Mạc Phàm. Ở trước mặt tôi, ngay cả cơ hội tự bảo ông cũng không có. Mạc Phàm bình tĩnh nói, một trường vỗ lên đầu Long Trường Không. Hắn thấy nhiều tự bạo thuật rồi, để một tiểu tu sĩ tự bạo trước mặt hắn, có khả năng sao? Vẻ mặt Long Trường Không ngẩn ra, trong chớp mắt khí tức nguy hiểm trên người biến mất, giống như một trái bom đang châm lửa bị người ta dập tắt. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Vậy mà bạo nguyên thuật có thể bị gián đoạn. Không chỉ bạo nguyên thuật bị gián đoạn, một trường của Mạc Phàm cũng phong bế tu vi của ông ta. Tiểu tử này thật đáng sợ. Mạc Phàm không trả lời, một tay đặt trước mặt Long Trường Không. Vừa rồi ông bảo Quỷ Vương rút khí huyết của Chu Trường Hoàng, đúng không? Lời này vừa nói ra, một lực hút mạnh xuất hiện. Khí thể đỏ như máu bay từ trong miệng Long Trường Không ra, bay về phía bàn tay Mạc Phàm, ngưng tụ thành một viên cầu đỏ như máu. Miệng Long Trường Không mở to, muốn nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh hu hu, biểu cảm vô cùng thống khổ. Chỉ trong phút chốc ông ta liền già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một khí huyết đan cỡ quả trứng xuất hiện trong tay Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Giết tôi đi, giết tôi đi. Trong mắt Long Trường Không đều là vẻ sợ hãi, cầu xin. Ông ta không muốn còn sống nữa, chỉ cầu Mạc Phàm lập tức giết ông ta. Người này thật đáng sợ, ông ta đánh không lại, trốn không thoát, tự bảo thì không thành, còn không chết được. Ông ta từng gặp không ít cường giả, nhưng tuyệt đối không có ai đáng sợ như Mạc Phàm. Nhất là Mạc Phàm chỉ có 16 tuổi. Giết ông sao? Mạc Phàm lắc đầu. Vừa rồi ông còn bắt nạt tiểu hồ ly đúng không? Là tôi bắt nạt nó, tôi còn giết cả nhà nó nữa, nhanh giết tôi đi. Mạc Phàm bóp một pháp ấn, một ký hiệu cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Vậy ông thử hóa mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc xem. Tay hắn vỗ lên người Long Trường Không, làn da Long Trường Không lập tức biến thành màu khô vàng, như cây chết đi, cảm giác vô cảm khuếch tán toàn thân ông ta. Mắt Long Trường Không mở to, nhìn tay mình chậm rãi mất đi cảm giác với vẻ khó mà tin, trong mắt đều là sợ hãi. Thanh Khâu nhất tộc có một pháp thuật, một khi chúng pháp thuật này thân thể sẽ chậm rãi biến thành cọc gỗ, chết cũng không được mà sống cũng chẳng được, mãi đến khi cơ thể bị mục nát, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Pháp thuật này dùng để trừng phạt người có ấn ký của Thanh Khâu nhất tộc, vô cùng đáng sợ, biết rõ mình là người, nhưng không khác gì cọc gỗ. Mạc Phàm đâm ông ta 30 đao, lại rút huyết khí của ông ta, còn thi triển pháp thuật này với ông ta nữa. Mạc Phàm, mày là ác ma, mày đợi đó, Âm Sơn Tông chúng tao không dễ bắt nạt như vậy đâu, tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Long Trường Không kêu lên như bệnh tâm thần, gương mặt dữ tợn còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ông không làm quỷ được, bởi vì linh hồn và thân thể ông đều bị lửa đốt sạch. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đốt. Một chữ vang lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trường Không, ngọn lửa màu cam sáng lên. Ngọn lửa màu cam giấy lên trên người Long Trường Không, khói đen cuồn cuộn tỏa ra. Tàn sát Thanh Khâu nhất tộc, khi sư diệt tổ, đốt nghiệp hỏa là trừng phạt tốt nhất. Nghiệp hỏa không chỉ đốt người, còn có thể đốt hồn. Nếu là linh hồn tinh thuần thì sẽ không sao. Nhưng nếu làm việc ác, trong quá trình linh hồn bị đốt cháy vô cùng thống khổ, còn có thể bị đốt không còn chút gì. Ngọn lửa màu cam vừa xuất hiện trên người Long Trường Không, rất nhanh bao trùm toàn thân ông ta. A,
Tiếng kêu như giết heo vang lên, truyền khắp cả sơn cốc, vô cùng thê lương. Tiểu tử, mày đợi đó, Long gia chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, tuyệt đối sẽ không, mày đợi đấy, rất nhanh mày sẽ biết, Long gia chúng tao sẽ khiến chúng mày chọn đời không thể siêu sinh. Giọng nói như lệ quỷ ở cửu u nguyền rủa. Tiếng kêu không kéo dài bao lâu, ngọn lửa đốt cháy xong, Long Trường không nhanh chóng biến thành tro tàn. Ngọn lửa màu cam trong mắt Mạc Phàm lóe lên một phen, chậm rãi ẩn vào đáy mắt hắn, biến mất không thấy. Trong chớp mắt khuôn mặt hắn khó coi như tờ giấy vàng, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Đúng lúc này, một ấn ký màu đen xuất hiện từ chỗ Long Trường không biến mất. Ấn ký bằng ngón cái, như một con rắn độc tà khí lẫm nhiên, mới vừa xuất hiện liền bay về phía Mạc Phàm nhanh như tia chớp. Không để Mạc Phàm phản ứng kịp. Ấn ký đã chui vào trong cơ thể Mạc Phàm, một ấn ký hình rắn màu đen xuất hiện ở mi tâm hắn, lại nhanh chóng biến mất. Biến hóa đột nhiên này làm sắc mặt Chu Trường Hoàng và Tiểu Hồ Ly thay đổi. Ấn ký này vừa thấy là tà khí lẫm nhiên, không giống thứ gì tốt. Trong lúc Mạc Phàm không cẩn thận bị trúng ấn ký này, chỉ sợ không ổn. Mạc Phàm cũng nhíu mày, vì thoát khỏi quỷ la đằng, hắn sử dụng một loại thần thuật viễn cổ có thể kích phát huyết mạch chi lực. Tu giả ngoại trừ linh căn, ngộ tính, thể chất khác nhau ra, còn có huyết mạch khác biệt. Nếu kích phát huyết mạch chi lực, có thể phát huy thần thông trong huyết mạch. Những thần thông này, không có huyết mạch đặc biệt thì không thể thi triển. Hắn là hồng liên huyết mạch, một khi kích hoạt huyết mạch chi lực có thể phóng ra hồng liên nghiệp hỏa. Thứ này gần như có thể đốt cháy tất cả vật sống, uy lực rất mạnh, nhưng với thực lực hiện giờ của hắn phóng thích hỏa diễm này, khí huyết trong cơ thể gần như bị đốt 3/4. Khí huyết tiêu hao nhiều như vậy, đổi lại là người bình thường chắc chắn đã chết. Cho dù là hắn, có khả năng hiện giờ cũng không phải là đối thủ của Chu Trường Hoàng, cho dù có huyết linh chi chưa được vài ngày cũng khó mà khôi phục hoàn toàn. Chỉ là hắn không ngờ tới, lúc hắn suy yếu nhất, vậy mà trên người Long Trường không này còn có phương pháp nguyền rủa. Hắn nhắm mắt lại, trong giây lát lại mở mắt ra, lông mày không giãn ra. Mộc đầu, người sẽ không chết chứ? Tiểu Hồ Ly ân cần hỏi han. Sắc mặt Chu Trường Hoàng cũng không khá hơn, tràn đầy vẻ lo lắng, nguyền rủa là pháp thuật khó đối phó nhất, giống như hủ cốt độc. Chỉ là nguyền rủa bình thường thôi, không có vấn đề gì, giải là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Luận về huyền diệu nguyền rủa này còn không bằng ấn ký của Thanh Khâu, nhưng mà ấn ký này tương tự với nguyền rủa của một gia tộc ở tu chân giới. Nếu người gia tộc này bị giết chết, sẽ lưu lại nguyền rủa ngũ quỷ phệ thần trên người hung thủ. Giải nguyền rủa này cũng không khó, chỉ cần tiêu phí một chút mưu tính là được, căn bản không làm khó được Y Tiên Bất Tử hắn. Trái lại gia tộc này có vẻ phiền phức. Chỉ là nghĩ một lát hắn không lo lắng chuyện này nữa. Hắn cần một thời gian nữa mới về tu chân giới, chỉ cần giải trừ nguyền rủa trước đó là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn tộc nhân của Long Trường không trên địa cầu, muốn đến thì đến, không có gì phải sợ. Thực sự không có việc gì chứ? Tiểu Hồ Ly chớp mắt, hỏi. Mạc Phàm không trả lời Tiểu Hồ Ly, ngưng tụ huyết khí thành khí huyết đan ném cho Chu Trường Hoàng. Khí huyết đan này và pháp bàn quỷ vương ông đều thu lại đi, lúc nào đó tôi sẽ truyền thụ vài loại pháp môn ngự quỷ, dưỡng quỷ cho ông, sau này ông đi theo tôi. Chu Trường Hoàng sửng sốt, vội vàng lại Mạc Phàm vài cái. Cường đại của Mạc Phàm đã không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cường đại, pháp bàn quỷ vương tương đương với một cường giả tiên thiên, Mạc Phàm đưa cho ông ta mà không nhăn mày một cái, đủ để thấy Mạc Phàm rất hào phóng. Quan trọng hơn là trên người Mạc Phàm giống như vĩnh viễn có thứ gì bọn họ không tưởng tượng nổi. Nếu có thể đi theo hắn, tiền đồ của ông ta tuyệt đối sẽ vượt qua giới hạn trước mắt này. Cảm ơn Mạc tiên sinh thành toàn, Chu Trường Hoàng tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho Mạc tiên sinh. Tuyệt không hài lòng, nếu làm trái lời thề, tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Được rồi, đi khôi phục khí huyết đi, một lần ăn một ít huyết linh chi. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Hắn đã cho Chu Trường Hoàng cơ hội, nếu Chu Trường Hoàng còn dám phản bội, hắn sẽ cho Chu Trường Hoàng trở thành Long Trường không thứ hai, thậm chí còn thảm hại hơn. Dạ, Chu Trường Hoàng cất khí huyết đan và pháp bàn, lấy một khối huyết linh chi ra phục dùng một chút, liền nhắm mắt lại. Cái này cho ngươi, chắc đủ để ngươi ăn vài ngày. Mạc Phàm lấy ra một khối huyết linh chi cỡ to cho Tiểu Hồ Ly. Mộc đầu,
người thật hào phóng, bổn đại tiểu thư sẽ lăn lộn theo ngươi. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, khen tặng Mạc Phàm một câu, cầm lấy huyết linh chi chạy đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến tiểu hồ ly. Hắn ngồi lên chiếu lấy ra một khối huyết linh chi, bẻ một chút cho vào trong miệng, vận khởi thái thượng hóa linh kinh, nhanh chóng tiêu hóa dược lực của huyết linh chi, khôi phục khí huyết tiêu hao quá nhiều. Lúc này vẫn nên khôi phục khí huyết tốt hơn, nếu không nhỡ đâu có kẻ địch đến, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn giải phong ấn âm sơn, dù sao đã đến đây rồi, đợi một lúc cũng không sao. Hắn ngồi xuống là 6, 7 tiếng, lúc sắc trời ảm đạm mới mở to mắt. Hắn kiểm tra cơ thể mình, lúc này mày mới hơi giãn ra, huyết linh chi không hổ là bảo vật bổ sung khí huyết tổn thất 3/4 đã quay lại một nửa. Sắc mặt hắn vẫn trắng xanh như trước, nhưng đỡ hơn lúc mới thi triển thần thông xong. Lần đầu tiên nhanh như vậy, còn lại không dễ dàng rồi. Mạc Phàm ngầm lắc đầu. Lúc này A Hào sớm đã tỉnh lại, vết thương trên người đã không có gì đáng ngại. Anh ta và Tiểu Hồ Ly lên núi bắt mấy con thỏ hoang, đang chuẩn bị ăn, Chu Trường Hoàng ở bên cạnh giúp đỡ, cũng khôi phục gần xong rồi. Mạc tiên sinh, một lát nữa sẽ ăn được, cậu đợi một chút. Chu Trường Hoàng thấy Mạc Phàm mở to mắt, cung kính nói. Tuy chỉ là mấy tiếng ngắn ngủi, Chu Trường Hoàng kính sợ Mạc Phàm thêm vài phần. Mạc Phàm ừ một tiếng, đứng dậy nhìn thoáng qua tiểu hồ phía xa. Nếu khí huyết của hắn đã khôi phục một chút, vẫn nên nhanh chóng kích hoạt phong ấn của Âm Sơn Tông. Hắn cầm trấn sơn phù, kích hoạt phong ấn của Âm Sơn Tông, nơi này chính là địa bàn của hắn, hộ sơn đại trận mở ra, không nói đến xông vào không dễ như trước, xông vào tương đương với vào đầm rồng hang hổ, mặc cho hắn bố trí. Xung quanh tiểu hồ này có thứ gì tương tự pháp đàn không? Giải phong ấn Âm Sơn Tông chắc chắn cần tới đảo giữa hồ, trên đảo giữa hồ này chắc chắn có thứ gì đó tương tự với pháp đàn, chỉ người cầm vật có khắc chữ trấn phủ mới có thể tiến vào. Nếu không đảo giữa hồ này sẽ như hải thị thận lâu, vẫn là nơi có thể nhìn thấy nhưng không đi tới được. Chu Trường Hoàng từng ở trong này, nếu biết chỗ như vậy, hắn không cần tốn công đi tìm. Pháp đàn sao? Chu Trường Hoàng nghĩ một lát, hai mắt sáng lên. Trái lại có một nơi như vậy, nhưng không ở bờ hồ, không biết có phải là nơi cậu nói hay không. Mang tôi qua đó xem. Mạc Phàm nói, loại pháp đàn này làm thành bộ dạng gì đều có. Hiệu quả đều như nhau. Được, ở bên cạnh. Chu Trường Hoàng đi trước dẫn đường, mang theo Mạc Phàm đến một thạch bích. To con, người cứ tiếp tục ở đây, ta cũng qua đó xem, nướng 9 con thỏ cho bản đại tiểu thư, nếu không lát nữa ta sẽ bảo mộc đầu phạt ngươi. Tiểu hồ ly vênh mặt hất hàm sai khiến, nói xong lại đuổi theo Mạc Phàm. A Hào cười, tiếp tục nướng thịt thỏ. Hai người một hồ nhanh chóng đi đến trước một khối thạch bích. Thạch bích có một cổng vòng lớn, quay về giữa hồ. Bên trên có khắc một số phù văn như nòng nọc, trải qua gió thổi nắng chiếu, phù văn đã bị mài mòn nghiêm trọng, không thấy rõ là khắc cái gì. Là ở đây sao, Mạc tiên sinh? Chu Trường Hoàng kéo dây trên thạch bích, hỏi. Thử xem thì biết. Hắn rút nhẫn trên tay ra, rót một chút linh khí vào trong nhẫn. Phù văn bị tàn phá trên thạch bích đột nhiên phát sáng, tỏa ra ngân quang nhàn nhạt. Sau đó, xèo xèo, vậy mà thạch bích không hề có khe hở chậm rãi mở ra, lộ ra một tảng đá thủy tinh cỡ đầu người, hào quang trên đá thủy tinh chớp lóe, một dòng bạch quang từ giữa bắn ra. Trong bạch quang, một con đường dải đá xanh thần kỳ xuất hiện trên tiểu hồ, nối thẳng đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Đây là bia trấn phủ sao? Chu Trường Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Sư phụ ông ta cũng từng suy đoán, tông phái này bị phong ấn ở nơi khác. Nhưng sư phụ ông ta dùng rất nhiều loại phương pháp, cũng từng thử rất nhiều chiếc thạch bích này, nhưng cho đến bây giờ cái thạch bích này không có phản ứng gì, cuối cùng mới từ bỏ. Mạc Phàm vừa tới đường thông tới đảo giữa hồ xuất hiện rồi. Ừm, Mạc Phàm gật đầu. Cho tôi mượn pháp bàn quỷ vương của ông dùng một chút. Hiện giờ thực lực của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, mang theo quỷ vương này còn có thể giúp được chút gì đó. Được. Chu Trường Hoàng lấy pháp bàn quỷ vương ra không chút do dự. Hai người đợi ở chỗ này, tôi vào xem. Mạc Phàm nhận lấy pháp bàn, dặn dò một câu liền muốn theo bạch quang lên đảo. Không đợi hắn đi hai bước, tiểu hồ ly nhảy lên vai hắn, híp đôi mắt ân cần nói. Mộc đầu, ta đi với ngươi,
dù sao bản tiểu thư cũng đến trúc cơ trung kỳ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Phong ấn vừa mở ra, chắc chắn bên trong có rất nhiều thứ tốt, đi vào cùng Mạc Phàm, như vậy có thể cướp trước mấy thứ tốt nhất. Chắc chắn bên trong có không ít cơ quan, ngươi muốn đi vào cùng ta sao? Mạc Phàm cười hỏi. Cơ quan? Tiểu hồ ly sửng sốt, nhảy xuống bả vai Mạc Phàm không chút do dự, dùng chân trước vẫy vẫy với Mạc Phàm. Ta không liên lụy đến ngươi nữa, ta ở bên ngoài đợi ngươi, nhớ mang đồ ăn ngon cho bổn đại tiểu thư. Mạc Phàm lắc đầu cười, lập tức đi về phía tiểu hồ. Hai tiếng trôi qua, đường Mạc Phàm đi xuất hiện thềm đá, đến trên đảo giữa hồ. Ở giữa có một số cơ quan, nếu thực lực hơi yếu một chút hay người bình thường chắc chắn không thể tiến vào. Hắn mang theo quỷ vương cũng hao phí nhiều khí lực, mới loại được tất cả cơ quan. Hắn nhìn tiểu đảo trước mắt, diện tích đảo giữa hồ không lớn, bằng 6 sân bóng cộng lại. Bên trên ngoại trừ một kim tự tháp hình đài cao thì không còn gì khác. Kim tự tháp cao khoảng 9 mét, do từng khối cự thạch dựng thành, bên trên khắc đầy phù văn nòng nọc phức tạp, bạch quang tỏa ra trên thạch bích là từ đỉnh tháp chiếu xuống. Mạc Phàm phóng ra cảm ứng quét một vòng xung quanh, hắn nhíu mày, lúc này mới lên tháp. Trên tháp có cái máng khảm, hình dạng giống trấn sơn phù trong tay hắn, nhưng lớn hơn trấn sơn phù rất nhiều. Trấn sơn phù chỉ to bằng nắm tay đứa bé, cái máng khảm này thì bằng cái bát to. Hắn nhíu mày lấy trấn sơn phù ra, rót linh khí vào bên trong. Hào quang trên trấn sơn phù chớp lóe, ngọc phù lập tức biến thành bằng cái máng khảm. Hắn thu hồi linh khí, vừa định để trấn sơn phù vào trong máng khảm, trấn sơn phù lại biến thành hình dạng ban đầu. Hắn nhướng mày thử lại vài lần, cũng đều như vậy. Rót linh khí vào bên trong trấn sơn phù lập tức biến lớn, chỉ cần hắn dừng đưa linh khí vào trấn sơn phù lập tức nhỏ đi. Không phải hắn chưa từng dùng trấn sơn phù, kiếp trước thân là y tiên bất tử, hắn có mấy chục động phủ, nhưng không có một cái trấn sơn phù giống như cái này. Do dự một lát, hắn vừa rót linh khí vào vừa để trấn sơn phù vào trong máng khảm. Mới bỏ vào máng khảm, một lực hút cường đại từ trấn sơn phù dâng lên, vậy mà linh khí trong cơ thể hắn không thể khống chế được dũng mãnh lao vào trong trấn sơn phù. Sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong cơ thể giống như căn bản không do hắn khống chế, ngay cả cửu chuyển hỗn nguyên công đều không có tác dụng gì. Theo linh khí rót vào, một đạo bạch quang phóng từ trong kim tự tháp lên trời. Trời vốn đã tối thui không có ánh sáng lập tức sáng như ban ngày, bạch quang chia ra làm 8, như sao băng xẹt qua bầu trời rơi xuống 8 nơi trong sơn cốc, một nơi trong đó là phòng luyện khí Mạc Phàm mới vào lúc trước. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cả sơn cốc giống như bị động đất, sóc nảy kịch liệt. Đất rung núi chuyển, mặt hồ sôi trào. Rắc rắc, chỗ bạch quang rơi xuống, mặt đất nứt ra. Một đám sơn động mở ra. Hay là một kiến trúc cổ xưa có phong cách như miếu thờ, lóe lên phù văn sáng bóng, chậm rãi từ dưới đất lên. Chu Trường Hoàng, Tiểu Hồ Ly và A Hào nhìn một màn kinh người này, tất cả sợ ngây người. Đây là tông phái chân chính sao? Tuy Chu Trường Hoàng là người của Âm Quỷ Tông, coi như là tông phái nhưng chỉ có cái miếu nhỏ, sau này bị đám thổ phỉ diệt môn. Dáng vẻ không giống như Âm Sơn Tông, tính là dựa vào sơn cốc được nước bao quanh. Động lại là mảng lớn kiến trúc từ dưới đất, từ trong núi ra, vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tuy Âm Quỷ Tông và Âm Sơn Tông chỉ khác một chữ, nhưng so với Âm Sơn Tông thì không đáng là gì. Đây mới là tông phái. Mắt Chu Trường Hoàng mở to, ngơ ngẩn nói. Trong mắt Tiểu Hồ Ly lóe sáng, cũng vô cùng kích động. Tuy nó được truyền thừa trí nhớ về Thanh Khâu nhất tộc, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tòa nhà và động phủ dưới nền đất. Hiện ra trong núi. Phải biết rằng cảm giác xem phim và xem ở hiện trường tuyệt đối không giống nhau. A Hào như đang xem phim điện ảnh Hollywood, kinh ngạc một lúc lâu mà không nói nên lời. Anh ta đi theo Mạc Phàm cũng coi như nhìn thấy không ít thế diện, pháp thuật thiên kỳ bách quái, hồ ly có thể nói, lúc này cũng không nhịn được nói. Đây là thật sao? Anh ta hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Không chỉ bốn phía sơn cốc không ngừng xuất hiện tòa nhà, kiến trúc như măng mọc sau mưa cũng nhanh chóng hiện lên trên đảo nhỏ. Rất nhanh đảo nhỏ trụi lùi xuất hiện cao ốc như rừng, xa hoa, hơi thở tang thương của đại tông phái biểu lộ ra. Những kiến trúc này vừa xuất hiện, linh khí nồng đậm từ trong hồ nước bốc lên. Chỉ trong vài phút,
sơn cốc vốn nồng đậm linh khí lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Linh khí nồng đậm bay tới trên không sơn cốc, bị một đạo quầng sáng trong suốt ngăn lại, hình thành một vùng giống như mây giống như sương. Bạch quang lóe lên, mây mù lượn lờ, giống như một phủ đệ của tiên gia. Nhưng mà Mạc Phàm ở trên kim tự tháp cảm nhận được khác thường xung quanh, lông mày hắn nhíu chặt lại. Phong ấn mở ra nhưng linh khí của hắn không có dừng lại. Trấn sơn phù bình thường chỉ cần chút linh khí kích hoạt trận pháp, có thể giải trừ phong sơn đại trận. Trấn sơn phù này lại giống như hắc động, điên cuồng hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc linh khí trong cơ thể hắn đã thấy đáy, khuôn mặt hắn vốn khó coi càng khó coi hơn. Hắn thử rút tay ra, nhưng tay hắn giống như dính ở bên trên, không nhúc nhích được. Mãi đến khi chút linh khí cuối cùng trong cơ thể hắn bị hút vào trong trấn sơn phù, lúc này lực hút trên trấn sơn phù mới biến mất. Hắn vội vàng rút tay ra, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công khôi phục linh khí bị rút đi. Trấn sơn phù này quá quỷ dị, hắn không thể không cẩn thận, không có linh khí hắn không thể dùng bất cứ pháp thuật nào. Không để hắn khôi phục một chút linh khí, lúc này một giọng nói âm trầm truyền từ trong trấn sơn phù ra. Lão tử đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được một người đi tới nơi này, tiểu tử, tư chất của cậu không tệ, 16, 17 tuổi đã có tu vi cỡ này, cho dù là lão tử năm đó cũng kém xa cậu nhiều, cậu đã đến đây thì là có duyên, thân thể của cậu tôi muốn. Nói xong một bóng đen bay từ trong trấn sơn phù ra, lập tức bay về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, thầm kêu không hay. Hắn vội vàng muốn thi triển pháp thuật, nhưng linh khí bị trấn sơn phù hấp thu không còn. Lôi tiêu thuật trên tay căn bản không thể thi triển ra, bóng đen kia đã chui vào trong thức hải của hắn. Tiểu tử còn muốn phản kháng à, pháp lực đã bị rút sạch, cậu không làm gì được đâu, ngoan ngoãn để tôi đoạt xác đi, kha kha. Một bóng đen tiên phong đạo cốt xuất hiện trong thức hải của Mạc Phàm, vẻ mặt đắc ý cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, hai chữ xuất hiện trong đầu hắn. Đoạt xác. Sau khi con người chết, thân thể hủy diệt. Linh hồn có thể đầu thai chuyển thế, cũng có thể mượn xác hoàn hồn, cái sau cũng có thể gọi là đoạt xác. Sau khi thân thể của một số tu sĩ cường đại bị hủy sẽ lựa chọn cái sau. Dù sao sau khi luân hồi chuyển thế, tu vi và trí nhớ đều biến mất toàn bộ, rất có khả năng còn vô duyên với tiên đạo. Cho nên một số người tự phong ấn thần hồn của mình vào đồ nào đó, một khi tìm được thân thể thích hợp sẽ mạnh mẽ đoạt xác, bóng đen này là như vậy. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kim tự tháp kia và trấn sơn phù hơi cổ quái, chỉ là không ngờ tới sẽ là một cái bẫy như vậy. Ánh sáng lạnh trong mắt Mạc Phàm lóe lên, nhắm mắt lại mở mắt ra. Hắn đã đến trong một biển lớn mênh mông sóng xanh, ngồi khoanh chân, dưới người là đạo cơ của hắn, một tiểu tháp chỉ có 4 tầng. Không gian biển lớn mênh mông này đúng là thức hải trong linh đài của hắn. Trước khi đến trúc cơ, rất khó tiến vào trong thức hải của mình. Hiện giờ hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, đối với hắn mà nói không có bất luận độ khó gì. Lúc này trong thức hải ngoại trừ hắn ra, còn có một lão giả hắc y đứng đối diện, mắt nheo lại, đôi mắt như độc xà, khóe miệng nhếch lên tươi cười tà mị. Ông là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm bóng đen này hỏi, sắc mặt không có một chút e sợ. Hô hô, bóng đen này cười, thức hải vốn yên ả lập tức nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tôi là Long Trấn Thiên trưởng môn của Âm Sơn Tông, tiểu tử, cậu vô cùng may mắn có thể đi đến đây, lão tử nhìn chúng thân thể của cậu rồi, cậu giao thân xác ra đây, trước khi cậu biến mất, cậu có thể nói một nguyện vọng của cậu cho tôi. Ví dụ như cậu có mấy người phụ nữ muốn ngủ nhưng chưa ngủ được, nữ minh tinh, tổng giám đốc, hoa hậu giảng đường gì gì đó đều không sao, tôi có thể giúp cậu hoàn thành, đảm bảo sẽ cho chất lỏng của cậu ở trong cơ thể bọn họ, tốt nhất là đã kết hôn hay có bạn trai rồi. Tôi thích loại này. Long Trấn Thiên nhìn Mạc Phàm chăm chú, cười dâm nói. Khi ông ta còn là trưởng môn của Âm Sơn Tông có một ham mê, đó là chơi phụ nữ có chủ. Bị nhốt ở trong này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thân thể không tệ đi tới, đợi chiếm được thân thể tiểu tử này, chơi phụ nữ tiểu tử này muốn chơi đùa trước, coi như là làm chuyện tốt. Long Trấn Thiên. Mạc Phàm nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước. Hình như ở thành phố Nam Sơn có một tên ác đồ danh chấn Giang Nam, tên là Long Trấn Thiên. Có một đoạn thời gian, mỗi ngày thành phố Nam Hải đều có một người phụ nữ báo cảnh sát mình bị người ta cưỡng bức. Những người phụ nữ này không phải là người đã có chồng thì có bạn trai,
tuổi từ 18 đến 40, không có một ai là độc thân, diện mạo đều không tệ. Vì thế cảnh sát phái nữ cảnh sát đã kết hôn răng bẫy bắt Long Trấn Thiên. Long Trấn Thiên này thật sự mắc câu, kết quả không chỉ chơi nữ cảnh sát này trong cục cảnh sát thật sảng khoái, còn nghênh ngang thoát khỏi cạm bẫy cảnh sát bố trí, đạn cũng không dùng, lúc đi còn mang mấy nữ cảnh sát. Vài ngày sau mấy nữ cảnh sát này được đưa về, ngoại trừ một người độc thân tránh thoát một kiếp, tất cả những người khác bị chơi đùa mấy lần. Ông xã nữ cảnh sát đầu tiên bị Long Trấn Thiên cưỡng bức không chịu được lời đồn nhảm, không lâu sau liền tự sát. Nữ cảnh sát này mới kết hôn không lâu, đang chuẩn bị sinh đứa bé, hạnh phúc lập tức không còn nữa, vài ngày sau thi thể của cô được phát hiện ở nhà. Lúc đó chuyện này lan truyền điên cuồng ở tỉnh Giang Nam. Rất nhiều nữ khách hành hương đến thành phố Nam Sơn thắp hương bái Phật sợ tới mức không dám đến đó. Phụ nữ có chồng và có bạn trai hoàn toàn sống trong sợ hãi. Sợ buổi sáng tỉnh dậy mình trần truồng nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ. Lúc ấy lão mẹ nghe nói thân thể bà ngoại không thoải mái muốn đi thăm, vì chuyện này mà không đi nữa. Chuyện này rằng có hơn một tháng, sau đó có tin tức nói Long Trấn Thiên bị đặc công vây quét mà chết trong núi, cụ thể thế nào hắn cũng không biết, phía chính phủ giải thích rất mơ hồ, dù sao cuối cùng Long Trấn Thiên cũng chết. Tên giống, thực lực cảnh sát cũng không làm gì được, yêu thích giống hệt. Nếu hắn đoán không sai, 89 phần 10 Long Trấn Thiên kia đoạt xác Long Trường Không. Nếu không phải hắn xuất hiện, Trấn Sơn Phù đã ở trong tay Long Trường Không rồi. Long Trường Không cầm hai thứ Trấn Phù và Trấn Sơn Phù này, thực lực đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mang theo quỷ vương đi đến đây cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ông ta không thể ngờ mở phòng ấn âm Sơn ra, chiếm được một tông phái phúc địa là chuyện tốt, nhưng là cạm bẫy. Chỉ là cũng ác giả ác bảo. Một cầm thú bị một xúc sinh tu hú khác chiếm tổ chim khách. Là ông phong ấn sơn cốc này. Mạc Phàm hỏi. Không sai, ha ha. Long Trấn Thiên cười âm hiểm nói. Trận bạo loạn năm đó, ông ta bị người ta hủy đi thân thể. May mà thần hồn của ông ta có vẻ cường đại, liền phong ấn sơn cốc này, lấy linh khí trong sơn cốc ôn dưỡng thần hồn của ông ta, đợi hậu nhân âm sơn tông mở phong ấn này ra, ông ta có thể nhân cơ hội đoạt xác. Thế nào, tiểu tử cậu giơ tay chịu trói, hay là tôi cắn nuốt cậu? Long Trấn Thiên nhìn Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Lúc thân thể ông ta bị hủy là cao thủ tiên thiên võ pháp song tu, thần hồn cường đại hơn người bình thường nhiều. Trải qua mấy năm ôn dưỡng, thần hồn không hao tổn một chút nào, trái lại càng cường đại hơn chút. Thức hải của tiểu tử này chỉ có 4 tầng đạo cơ, chỉ là trúc cơ trung kỳ, tuy không biết tại sao lại có màu tím. Nhưng thần hồn có thể mạnh hơn ông ta sao? Nếu tiểu tử này dám phản kháng, ông ta cắn nuốt thần hồn là được rồi, sớm hay muộn thân thể này cũng là của ông ta. 16 tuổi đã tới trúc cơ trung kỳ, thiên phú nghịch thiên như vậy, đợi một thời gian nữa, cả hoa hạ này còn ai là đối thủ của cậu ta? Phải biết rằng ông ta 30 tuổi mới tới trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó ông ta không những giết được toàn bộ đám bạo loạn kia, còn có thể tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt. Muốn chơi người phụ nữ nào thì chơi người đó. Giơ tay chịu trói, vậy không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Long Trấn Thiên nhướng mày, lắc đầu cười, hàn quang trong mắt như kiếm mang. Nếu Mạc Phàm không phản kháng, mặc cho ông ta cắn nuốt, rất nhanh ông ta sẽ nắm giữ được thân thể Mạc Phàm, không xuất hiện hiện tượng bài xích. Nếu Mạc Phàm có một chút tâm tư phản kháng, vậy phiền phức rồi, cho dù thần hồn ông ta mạnh hơn Mạc Phàm rất nhiều. Nhưng dù sao đây là thân thể Mạc Phàm, cần thời gian dài mới dung hợp hoàn toàn thân thể này. Tiểu tử, tôi có thực lực phong ấn sơn cốc này, thì có nắm chắc cướp được thân thể cậu, tôi khuyên cậu đừng phản kháng thì tốt hơn, nếu không tôi đoạt thân thể cậu xong thì nuốt trí nhớ của cậu, đến lúc đó sẽ về nhà cậu, nam thì giết chết toàn bộ, nữ thì đẩy ngã, cậu cảm thấy bọn họ nhìn thấy cậu như vậy, sẽ có biểu cảm gì? Long Trấn Thiên cười quỷ dị nói, bay về phía Mạc Phàm. Bộ dạng như muốn ra tay. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt sắc bén gấp bội, như hàn băng lợi kiếm. Nếu hắn thật sự bị đoạt xác, hậu quả thật sự đáng sợ, chỉ là... Vậy ông thử xem. Mạc Phàm đứng dậy, lạnh lùng nói. Gương mặt bình tĩnh, lãnh khốc làm Long Trấn Thiên hơi ngẩn ra, thế đi không khỏi bị kiềm hãm, đứng ở chỗ cách Mạc Phàm 3 mét. Tiểu tử, cậu không sợ tôi thật sự đến nhà cậu, chơi tất cả phụ nữ nhà cậu một lần sao? Sợ sao? Mạc Phàm cười mỉa.
Chuyện tôi sợ không nhiều lắm, không sợ nhất là bị đoạt xác. Hô hô, Long Chấn Thiên lại nở nụ cười. Không sợ đoạt xác, đúng là nghé con mới đẻ không sợ hổ, chắc là sư phụ cậu không nói cho cậu biết chỗ đáng sợ của đoạt xác đâu nhỉ, cũng được, để lão tử tới dạy cậu. Nếu tiểu tử này còn có thể sử dụng pháp thuật, tất nhiên ông ta phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng ông ta đã động tay động chân lên Trấn Sơn Phù, linh khí của Mạc Phàm đã bị rút đi, Mạc Phàm không làm được gì nữa, cũng lắm thì vùng vẫy được một lát. Tiểu tử, tôi lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, dâng thân thể của cậu ra đây, tôi còn có thể giúp cậu làm vài chuyện, nếu không tôi chỉ có thể tự mình tới cướp. Thân hình ông ta chấn động, thần hồn vốn không kém Mạc Phàm nhiều hoàn toàn bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành cự nhân hơn 10 trượng, cướp đạp thức hải, đầu khả kình thiên, kình phong làm tóc dài và áo bào đen ông ta tung bay, bộ dạng uy phong lẫm liệt. Mạc Phàm và đạo cơ của hắn ở trước mặt Long Chấn Thiên như Tôn Ngộ Không và Cự Linh Thần. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Long Chấn Thiên một cái, cười mà không nói. Thế nào, tiểu tử, cậu nghĩ kỹ chưa? Long Chấn Thiên thấy Mạc Phàm không trả lời, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Giọng nói như chuông lớn vang lên trong thức hải của Mạc Phàm, gợn sóng ở bốn phía nổi lên. Lúc nói chuyện một tay có thể che trời giơ lên, đánh về phía Mạc Phàm. Còn chưa đụng vào người Mạc Phàm, kình phong vô hình đã áp về phía hắn, nước biển xung quanh hắn nhao nhao chạy đi bốn phía. Tôi nghĩ kỹ rồi, thân thể này vẫn là của tôi, sau này phủ đệ Âm Sơn Tông cũng là của tôi, ông có thể ngủ yên rồi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Quả thật thần hồn của Long Chấn Thiên cường đại hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, xem ra cũng biết một chút pháp môn tu luyện thần hồn. Nếu lựa chọn người khác, hơn phân nửa là không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao linh khí bị rút đi, chỉ dựa vào thần niệm rất khó ngăn cản đoạt xác. Nhưng đụng phải hắn chỉ có thể nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Kiếp trước Long Chấn Thiên hại nhiều người phụ nữ, hủy đi nhiều gia đình như vậy, ông ta thật sự đáng chết. Phủ đệ Âm Sơn Tông này, hắn muốn rồi. Mạng của Long Chấn Thiên, hắn cũng lấy rồi. Ngủ yên, sắc mặt Long Chấn Thiên trầm xuống, trong mắt lộ ra hàn quang âm độc, giống như độc xà. Nếu tiểu tử này cầu xin ông ta, nói không chừng ông ta có thể để lại cho tiểu tử này một chút thần hồn. Sau này hai người xài chung một cơ thể, tương đương với lúc ông ta chơi phụ nữ, mang theo một người đi xem, loại chuyện này chỉ nghĩ thôi đã vô cùng sảng khoái. Nếu tiểu tử này không biết điều như vậy, ông ta càng muốn để lại một chút thần hồn của tiểu tử này. Tiểu tử, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu đã không nghe khuyên bảo, vậy tôi tự tới lấy, tôi sẽ để lại cho cậu một chút thần hồn cho cậu xem tôi giết cả nhà cậu thế nào, ngủ với tất cả phụ nữ nhà cậu nữa, kha kha. Ông ta nói xong bàn tay giơ lên như thiên thạch rơi xuống, nhanh chóng hạ xuống, khí tức khủng bố dập dờn trong thức hải của Mạc Phàm. Thổ địa xung quanh Mạc Phàm đều bắt đầu nứt ra, lún xuống, trong thức hải xuất hiện một đại thủ ấn lõm xuống. Một trường đánh xuống, khóe miệng Long Chấn Thiên nhếch lên lộ ra tươi cười đắc ý, giống như ông ta đã thấy lúc ông ta đùa giỡn cả nhà Mạc Phàm, còn cả biểu cảm đặc sắc của Mạc Phàm. Gương mặt Mạc Phàm lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn Long Chấn Thiên chăm chú. Ông không làm gì được đâu. Thấy một trường hủy thiên diệt địa sắp đánh xuống, tay Mạc Phàm giơ lên. Tay vô cùng nhỏ bé đón lấy Long Chấn Thiên. Rầm, một tiếng thật lớn vang lên, kình phong cuồng liệt từ giữa tay hai người tùy ý mà ra. Thức hải của Mạc Phàm chấn động, sóng biển tung bay, từng khe hở xuất hiện trên không ở thức hải hắn, giống như thức hải có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Lúc này sắc mặt Long Chấn Thiên cũng thay đổi theo, tươi cười trên mặt cứng đờ, kình thiên nhất trưởng của ông ta bị tay nhỏ của Mạc Phàm cản rồi sao? Thần hồn càng mạnh. Lực lượng trong thức hải cũng càng mạnh. Chẳng lẽ thần hồn của tiểu tử này bằng ông ta? Ý niệm này mới xuất hiện đã bị ông ta phủ định. Thần hồn tu luyện vô cùng khó khăn, không khác gì gậy sắt mài kim. Ông ta có thần hồn cường đại như vậy, một là tầm bổ các loại thiên tài địa bảo, hai là tích lũy theo thời gian. Mạc Phàm chỉ là đứa bé 16 tuổi, đến trúc cơ trung kỳ đã vô cùng kinh người, sao có thể có thần hồn cường đại như vậy? Chuyện này không khoa học. Ha ha, ông cho rằng chỉ mình ông có thể biến lớn sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Ngay sau đó thân thể hắn nhanh chóng to hơn, trong chớp mắt cao hơn Long Chấn Thiên một cái đầu. Lần này sắc mặt Long Chấn Thiên hoàn toàn khó coi.
thần hồn càng mạnh, cũng có thể biến càng lớn. Nếu cưỡng ép biến hóa, sẽ như quả bóng bay thổi to, chính mình sẽ nổ tung. Thần hồn này của Mạc Phàm ngưng thực như vậy, thấy thế nào cũng không giống khí cầu cưỡng ép chống đỡ. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Long Trấn Thiên hỏi, giọng điệu không còn cao cao tại thượng như trước. 16 tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ, thần hồn còn cường đại hơn tu vi, ông ta sống trăm năm cũng chưa thấy ai nghịch thiên như thế. Tôi là ai ông không có tư cách biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Biết một số phương pháp luyện hồn đã muốn đoạt xác hắn. Phải biết rằng hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, được xưng là công pháp luyện thần số 1 ở tu chân giới. Hàng năm có không biết bao nhiêu tu sĩ đến vì bộ công pháp này, nhưng chân chính có được truyền thừa công pháp này thì trong vạn người cũng không nhất định có một người. Thần bí của diễn thiên thần quyết, công pháp luyện hồn ở địa cầu có thể so được sao? Khác biệt này giống như kim cương tâm kinh thế gian và công pháp đại nhật Như Lai thần công của Phật Tông tối cao. 100 năm cũng không nhất định có thể thành La Hán, một người nhất niệm thành Phật. Tiểu tử, cậu đừng quá đắc ý, cho dù thần hồn của cậu cường đại thì thế nào, đấu với tôi thức hải của cậu sẽ bị hủy một nửa, tôi không đoạt xác được thân thể cậu, thì còn những người khác cậu mang đến, một ông già, một tiểu hồ ly, còn có gã hán tử nữa, thân thể của gã hán tử kia sẽ là của tôi. Cho dù cậu ta là người bình thường, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng đến cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó còn ai là đối thủ của tôi? Long Trấn Thiên nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói. Không dễ dàng gì mới lại thấy ánh mặt trời, ông ta không muốn thất bại trong gang tấc. Mạc Phàm lắc đầu cười, tiên thiên tông sư này rất dễ thỏa mãn. Bảo hắn đưa thân thể A Hào cho Long Trấn Thiên, không có khả năng. Hắn tình nguyện để một A Hào bình thường đi theo hắn, cũng không cần một tên tiên thiên tông sư cầm thú. Tôi nói rồi, tôi không sợ nhất là đoạt xác. Mạc Phàm khinh thường, nói. Hắn nói xong ý niệm khẽ động, từng đạo kinh văn màu vàng xuất hiện trong thức hải hắn. Kinh văn này vừa xuất hiện, khe hở thức hải lập tức khép lại, mặt biển khôi phục lại yên ả, thổ địa dưới đạo cơ lên cao, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trái lại Long Trấn Thiên thân cao hơn 10 trượng. Dưới kinh văn màu vàng bốc lên từng cơn khói trắng, giống như tuyết trắng nhìn thấy ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan. Mắt Long Trấn Thiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là tình huống gì, có chuyện gì thế này? Tiểu tử, cậu đã làm gì lão tử? Không có gì, chỉ vì ông tìm lầm người rồi. Mạc Phàm cười khẽ, tuy thần Nông Tông không am hiểu chiến đấu, nhưng ở tu chân giới có một loại người không thể đoạt xác, là vì diễn thiên thần tuyệt. Không, không có khả năng, cậu không có linh lực, lấy đâu ra pháp thuật. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ. Có diễn thiên thần tuyệt thì không cần pháp thuật gì, chỉ cần toàn bộ hồn lực bên ngoài thần hồn của hắn chưa bị phai mờ. Không, không. Long Trấn Thiên hoàn toàn luống cuống, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, muốn rời khỏi thức hải của Mạc Phàm. Đã tới rồi còn muốn chạy trốn, ông nghĩ chỗ của tôi là xe bus công cộng sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Kim quang trong thức hải đại phóng, Long Trấn Thiên còn chưa bay xa liền gặp phải quang bích. Quang bích nhoáng lên một cái, Long Trấn Thiên bị bắn trở về, khói xanh trên người nồng đậm hơn vừa rồi. Không, không thể như vậy, lão tử liều mạng với cậu. Long Trấn Thiên thét chói tai, kế hoạch nhiều năm của ông ta cứ thất bại trong gang tấc như vậy. Ông ta còn chuẩn bị chơi mấy ngàn phụ nữ, sao có thể cứ chết như thế? Vẻ mặt ông ta hung dữ, lộ ra hung ác xông tới chỗ Mạc Phàm. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, bàn tay to vung lên. Thần hồn của hắn không kém Long Trấn Thiên một chút nào, nơi này còn là địa bàn của hắn. Thần niệm khuấy động, khắp thức hải lập tức bắt đầu chuyển động. Sóng to gió lớn ngập trời mà đi, trên bầu trời có từng tia chớp màu xám đánh xuống, theo bàn tay Mạc Phàm, tất cả đánh về phía Long Trấn Thiên. Giống như toàn bộ thế giới đều phải trừng phạt Long Trấn Thiên. Dầm, Long Trấn Thiên không có bất luận năng lực chống cự gì, trực tiếp bay ra ngoài, thân thể nứt ra giống như đồ sứ bị vỡ. Chỉ trong chớp mắt thần hồn của ông ta nhỏ đi một vòng. Long Trấn Thiên hoàn toàn sợ hãi, chạy không thoát, đánh không lại. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, Âm Sơn Tông tôi còn một đại tông phái ở giới khác, nếu cậu giết tôi, cậu đừng mơ sống sót ở giới đó. Dựa theo Âm Sơn Tông bọn họ ghi lại, Âm Sơn Tông bọn họ chỉ là một chi nhánh ở địa cầu, chỉ cần tấn thăng đến Kim Đan Kỳ có thể đến một giới khác.
Âm Sơn Tông bọn họ từng có tu sĩ kim đan kỳ, phá toại hư không tiến vào nơi đó. Phàm là người giết chính thống Âm Sơn Tông bọn họ, trên người đều để lại nguyên rủa, nếu tiểu tử này đến đó nhất định bị đuổi giết. Cho dù cậu lợi hại, đến đó cũng không khác gì người bình thường, căn bản không đấu lại được người giới đó, cho nên cậu nên thả tôi tốt hơn. Ông nói cái này sao? Mạc Phàm giơ tay lên, một con tiểu xà màu đen xuất hiện trong tay hắn, đúng là con rắn nhỏ sau khi Long Trường không bị giết tiến vào thức hải của hắn. Cậu đã giết người của Âm Sơn Tông chúng tôi. Long Trấn Thiên sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Mạc Phàm không trả lời Long Trấn Thiên, buông con tiểu xà màu đen ra, hiện giờ hắn bắt được con rắn nhỏ này, nhưng vẫn không có biện pháp loại bỏ. Tông phái ông nói tên là Ngạo Nhật Sơn Tông đúng không, có cơ hội tôi sẽ đi tìm bọn họ. Nguyên rủa ngũ quỷ phệ thần là bảng hiệu của Ngạo Nhật Sơn Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông là tông phái tương đương với Thần Nông Tông ở tu chân giới, đệ tử của bọn họ đều là võ pháp song tu, vô cùng am hiểu chiến đấu. Sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông ở ngay trên một hành tinh khổng lồ, kẻ có thực lực yếu căn bản không thể tiến vào, kiếp trước hắn từng có xung đột với người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Một thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông nhìn chúng Yến Thủ Huyền Nguyệt Tiên Tử, Yến Thủ một lòng với hắn nên từ chối. Người nọ muốn ép cưới, còn đả thương Yến Thủ, sau khi hắn biết chuyện này liền lấy giá một thần đan, bảo người ta giết thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông. Cuối cùng chuyện này kinh động sư phụ hắn và tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông, hai người ra mặt nói chuyện nhiều lần, đến cuối cùng còn chưa giải quyết chuyện này. Nếu hắn đoán không sai, Âm Sơn Tông này là một nhánh trong Ngạo Nhật Sơn Tông. Lời này vừa nói ra, mắt Long Trấn Thiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Quả thật tông phái đứng sau Âm Sơn Tông bọn họ là Ngạo Nhật Sơn Tông, toàn bộ trong sơn cốc này đều do người Ngạo Nhật Sơn Tông thành lập. Những bí mật này chỉ có các thế hệ trưởng môn mới biết, sao tiểu tử này biết được? Tiểu tử, cậu là người tiên giới tới. Long Trấn Thiên chớp mắt, vô cùng khiếp sợ nói. 16 tuổi đã có tu vi và kiến thức như vậy, tuyệt đối không có khả năng là tu giả trên địa cầu, nhất định là từ nơi đó tới. Mạc Phàm vẫn không trả lời, chỉ cười. Còn có một việc cần nói với ông, cho dù ông có thể đoạt xác ra ngoài, cũng chỉ có thể sống hơn một tháng. Tôi chỉ để chuyện này đến sớm hơn, cho nên ông vẫn an tâm đi chết đi. Lúc này Long Trấn Thiên không thể dùng kinh ngạc để hình dung, rốt cuộc tiểu tử này là ai. Biết Ngạo Nhật Sơn Tông đã làm người ta khó mà tưởng tượng nổi, vậy mà còn thông hiểu chuyện tương lai, vì sao cậu ta biết nhiều như vậy? Tiểu tử, sao cậu có thể biết nhiều như vậy? Long Trấn Thiên hoàn toàn sụp đổ, quát ầm lên. Người đáng chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cố gắng vận chuyển diễn thiên thần tuyệt. Trong thức hải, kim quang lập tức đại phóng, trong chớp mắt bao phủ Long Trấn Thiên trong đó. Tiểu tử, dừng tay, nếu không Âm Sơn Tông chúng tôi sẽ không. Một tiếng kêu thảm thiết và nguyền rủa thê lương vang lên. Mạc Phàm không để ý đến, muốn đoạt xác hắn, còn muốn sống sót, có khả năng sao? Chỉ sau một chén trà nhỏ, thức hải khôi phục như lúc ban đầu. Long Trấn Thiên hoàn toàn biến mất không để lại một chút cặn. Một tảng đá màu đỏ tím to bằng nắm tay trẻ con rơi xuống chỗ Long Trấn Thiên biến mất. Đồng thời một nguyền rủa hình rắn xuất hiện trong thức hải Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy, tảng đá kia xuất hiện trong tay hắn, hắn nhíu mày. Chẳng trách sau khi thân thể Long Trấn Thiên bị hủy, thần hồn không tổn hại phản cường chút nào. Tảng đá này tên là Huyết Hồn Thạch, là một thiên tài địa bảo rất hiếm thấy. Còn chân quý hơn hoàng tuyền thạch trong tay hắn. Nhân thể tuần hoàn là luyện khí vận huyết, hấp thu linh khí hóa thành khí huyết, lấy máu dưỡng hồn. Thần hồn ký thác trong đó, tất nhiên sẽ không hao tổn. Có bảo bối này, trái lại hắn có thể làm một chuyện trước. Mạc Phàm cười nắm lấy khối huyết hồn thạch kia, thần thức khôi phục như ban đầu, hắn ngồi trên đạo cơ nhắm hai mắt lại. Khi mở mắt ra hắn đã quay về kim tự tháp, trong tay cũng có thêm khối huyết hồn thạch. Hắn cất huyết hồn thạch, dùng ngón tay cắt vào ngón trỏ, một giọt máu nhỏ xuống trấn sơn phù. Máu rơi vào trấn sơn phù cũng không chảy xuống, lập tức dung hòa vào bên trong. Ngay sau đó một đạo bạch quang tỏa ra từ trấn sơn phù, bắn vào mi tâm hắn. Thân hình hắn chấn động, giống như bị đạn pháo bắn trúng, một đống tin tức cường bạo xuất hiện trong đầu hắn. Nếu không phải trải qua trọng sinh, lần này đúng là chịu khổ sở. Chỉ trong chớp mắt,
cảm giác thân thiết xuất hiện trong tim, khắp sơn cốc đều giống như ở trong tay hắn. Hắn vốn chỉ có cảm ứng một cây em, nhưng ở trong sơn cốc này thì là cả sơn cốc. Tiểu hồ ly, Chu Trường Hoàng và A Hào đang làm gì, hắn đều có thể dễ dàng cảm ứng được, cảm giác vô cùng thoải mái. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười khẽ, từ nay về sau sơn cốc này là của tôi. Lúc này trong một biệt thự xa hoa ở Bán Sơn Thự thành phố Nam Sơn. Một lão giả đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nhẫn trên tay sáng lên. Vẻ mặt lão giả này khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Ông ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hai mắt lóe sáng tinh quang nhìn về phía tây. Lúc này một mỹ phụ mặc váy ngủ màu trắng thêu hoa đi tới. Mỹ phụ khoảng gần 30 tuổi, tóc dài màu rượu đỏ để ở trên ngực bên phải, dáng người vô cùng nóng bỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm, cái mũi cao gầy, đôi môi khiêu gợi, hai mắt mỹ nhân giống như hàm chứa xuân thủy, vô cùng diêm dúa lòe loẹt. Vạt chiếc áo ngủ mở rộng ra, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, khi cô ta bước tới đôi chân trắng nõn trong váy ngủ như ẩn như hiện. Thân ái, sao thế? Mỹ phụ ôm lấy lão giả từ phía sau, thở một hơi bên tai lão giả. Phong ấn được người ta mở ra rồi. Lão giả nói. Mắt Mỹ phụ mở to, xuân ý trong mắt lập tức biến mất, nhìn về phía tây theo lão giả. Ai có bản lĩnh này? Không biết, có khả năng là Long Trường Không luyện khí nhất mạch, mấy năm nay cậu ta luôn tìm Trấn Sơn Phù, có mấy lần đánh chủ ý lên Trấn Sơn Phù nhà chúng ta. Lão giả nói. Ông ta sao? Trong mắt Mỹ phụ hiện lên dị sắc. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu phong ấn mở ra, tuy bên trong đã không còn gì, nhưng nơi đó không thể thiếu một phần của chúng ta. Em lập tức đi triệu tập nhân thủ. Mỹ phụ rời khỏi người lão giả, hỏi. Không cần phải gấp, có người sẽ càng sốt ruột hơn chúng ta làm chuyện chính sự của chúng ta trước đã. Lão giả xoay người cười dâm nói, hai tay chui vào trong váy ngủ của Mỹ phụ. Âm Sơn Tông tách ra không chỉ mình nhà ông ta, bọn họ không cần sốt ruột. Anh thật hư hỏng, như vậy cũng được, bảo những người đó lăn qua lăn lại với Long Trường Không trước, chúng ta lăn qua lăn lại của chúng ta, đêm nay em ở đây. Mỹ phụ cười mắng. Cùng lúc đó, mấy nơi khác ở thành phố Nam Sơn, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ cùng nhìn về phía tây Nam Sơn, biểu cảm không khác lão giả và Mỹ phụ vừa rồi. Trong sơn cốc, Mạc Phàm đứng trên đài cao, tâm niệm hắn khẽ động, tiến vào khe hở sơn cốc, phù văn trên thạch bích sáng lên. Sơn cốc lại chấn động. Thạch bích hai bên sơn cốc phát ra tiếng xèo xèo, giống như tảng đá ma sát nhau, hai bên thạch bích hội tụ về giữa. Dầm một tiếng thật lớn, thạch bích đụng vào nhau, cửa sơn cốc hoàn toàn bị phong kín. Nơi này bị che lại, cho dù có người leo lên đỉnh núi cũng không vào được sơn cốc, trừ phi có người có thực lực phá được hộ sơn đại trận. Không ai có thể tiến vào quấy rầy, hắn có thể chuyên tâm khôi phục thực lực. Hiện giờ khí huyết của hắn hao tổn, linh khí bị rút đi, bất luận là thứ nào đều vô cùng nguy hiểm với tu sĩ, huống chi hắn chiếm lấy hai thứ, một viên đạn cũng có thể lấy được mạng hắn. Hắn bỏ Trấn Sơn Phù vào trong nhẫn, ngồi khoanh chân trên đài cao, nuốt một khối huyết linh chi lớn, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí nồng đậm như nước ở xung quanh dũng mãnh điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn. Ngồi xuống này là một đêm, mãi đến khi bình minh hắn mới mắt. Bên cạnh hắn có thêm hai người một hồ. Mộc Đầu, chúng ta nhanh đi tìm bảo bối đi. Tiểu hồ ly thấy Mạc Phàm tỉnh lại, lập tức nhảy vào trong lòng hắn, cắn quần áo Mạc Phàm kéo ra ngoài, bộ dạng rất gấp. Bọn họ thấy phong ấn sơn cốc mở ra, Mạc Phàm thì mãi không quay về, liền tìm đến. Không lâu sau liền tìm thấy Mạc Phàm trên đài cao, bọn họ đợi một đêm bên cạnh Mạc Phàm. Ở đây ngoại trừ động phủ, chắc không có bảo vật khác. Mạc Phàm cười nói, khi hắn đạt được sơn cốc đã kiểm tra một lần, hình như trước khi nơi này bị phong ấn đã bị người ta cướp sạch. Ngoại trừ những nguyên liệu luyện khí trong phòng luyện khí ra, không có thiên tài địa bảo khác. Nhưng hắn cũng không thất vọng, có thể được một nơi như vậy, đã vô cùng vui mừng bất ngờ rồi. Ở đây không chỉ có đủ linh khí, còn có đủ hộ sơn đại trận, phòng luyện khí, phòng luyện đan, phòng luyện công, dược điền. Chỉ một phòng luyện đan đã hao tốn rất nhiều tâm huyết, càng không nói đến hộ sơn đại trận. Hắn có một nơi tu luyện đầy đủ. Thiên tài địa bảo kém xa rất nhiều so với sơn cốc này. Không có bảo bối, ngươi không gạt ta chứ? Tiểu hồ ly sửng sốt.
nơi này nhiều động phủ như vậy, sao có thể không có chút gì? Mạc Phàm vẽ trên không một phù văn trấn phủ cho tiểu hồ ly. Tuy phòng ấn sơn cốc được mở ra, nhưng tiến vào động phủ, lầu các cần đồ trấn phủ. Tự ngươi đi xem đi, tìm được đều là của ngươi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Nếu có hồ ly chưa tới Hoàng Hà sẽ chưa từ bỏ ý định, chắc chắn là hồ ly trước mặt hắn, không cho nó tìm xem, nó chắc chắn không tin. Ngươi nói rồi đó, không được đổi ý. Tiểu hồ ly vội vàng chạy đi. Đuổi tiểu hồ ly đi rồi, Mạc Phàm đi đến bên cạnh Chu Trường Hoàng. Diễn luyện một phen công pháp của ông cho tôi xem. Chu Trường Hoàng sửng sốt, mãi mới lấy lại tinh thần. Mạc tiên sinh, đây là... Không thể dễ dàng cho người ta biết công pháp, đây là lẽ thường của tu sĩ. Thế nào, ông sợ tôi học trộm công pháp của âm quỷ tông ông sao? Mạc Phàm nhíu mày. Không dám. Chu Trường Hoàng do dự, ông ta thuật lại một bộ công pháp của âm quỷ tông tên là âm quỷ tuyệt cho Mạc Phàm. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, lúc âm quỷ tuyệt này tu luyện cần âm khí chi địa rất nặng, dẫn âm khí nhập thể, trái lại phương pháp tu luyện rất giống quỷ thần sơn. Kinh văn và nội dung quan trọng trong âm quỷ tuyệt có chỗ tương tự quỷ thần tuyệt của quỷ thần sơn. Chỗ không giống như người ta khâu lại, hoàn toàn là một trời một vực với quỷ thần tuyệt. Dựa theo âm quỷ tuyệt tu luyện, cho dù là thiên tài cùng lắm chỉ luyện đến cảnh giới tiên thiên, khó có khả năng đến kim đan. Bộ công pháp này, ông lấy đi tu luyện đi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ điểm lên trán Chu Trường Hoàng, nói. Sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi. Ông ta tu luyện vài chục năm cũng coi như có chút kiến thức. Vừa rồi Mạc Phàm truyền công bằng thần niệm trong truyền thuyết thì không nói, còn truyền cho ông ta một bộ công pháp mạnh gấp ngàn lần âm quỷ tuyệt. Ông ta vốn là người mang tội, lại đạt được công pháp cao nhất. Mạc tiên sinh, chuyện này. Đi tìm hiểu đi. Mạc Phàm khoát tay nói. Chu Trường Hoàng đã có căn cơ, bảo ông ta tu luyện cái khác có chút bỏ gốc lấy ngọn, quỷ thần tuyệt này thích hợp với ông ta nhất. Chu Trường Hoàng thiên ân vạn tạ lại Mạc Phàm, tìm nơi tu luyện. Mạc Phàm rời mắt nhìn A Hào. Tôi có vạn thiên y thuật, thiên thiên pháp thuật, bách thiên võ đạo, cậu muốn học cái nào? Hắn ngoại trừ có cửu oán tất báo, cũng có công nhất định phải thưởng, A Hào vất vả suốt hành trình rồi. Vẻ mặt A Hào sửng sốt, anh ta rất hâm mộ Chu Trường Hoàng và Tiểu Hồ Ly, nhưng không ngờ sẽ có cơ hội bái Mạc Phàm làm sư. Tôi muốn học quyền thuật. Một người đánh vài trăm người là được, có thể chứ? A Hào nghiêm túc hỏi. Anh ta đã 30, cho dù học cũng không có khả năng lợi hại như Mạc Phàm, có thể đánh vài trăm người là được, gặp phải người như Long Trường không, không đến mức quá thảm. Vài trăm người. Mạc Phàm cười, cũng điểm lên trán A Hào. Bộ công pháp tên là Âm Dương Long Quyền xuất hiện trong đầu A Hào. Bộ công pháp này là khi hắn chữa thương cho quyền thần vô địch đưa cho hắn. Cho dù vô địch không bằng võ thần quân Khương Lâm, nhưng quân Khương Lâm không dám đắc tội vô địch. Theo như lời vô địch nói, nếu có thể nắm giữ một phần công pháp này, đánh bại trên trăm tôi luyện không thành vấn đề, xem A Hào có thể phát huy mấy phần. Đi tìm hiểu đi, không hiểu có thể đến hỏi tôi. Mạc Phàm nói, A Hào thất thần hồi lâu, anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy, đột nhiên trong đầu có thêm một số bóng dáng. A, ngơ ngẩn lên tiếng. Anh ta tìm một chỗ bắt chước bóng dáng trong đầu. A Hào vừa đi, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nhìn về phía phòng luyện khí. Khí huyết không thể bổ sung trong chốc lát, là lúc luyện chế pháp bàn tụ linh trận. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này là tìm pháp bàn luyện chế tụ linh đại trận. Cho dù sơn cốc này tốt, cũng ở thành phố Nam Sơn, hắn không có khả năng luôn ở đây. Tụ linh đại trận ở trong biệt thự số 9, bất luận thế nào cũng phải xây. Hiện giờ có hàn thiết trăm năm, có sẵn phòng luyện khí rồi. Hơn 10 ngày kế tiếp, hắn cơ bản đều ở trong phòng luyện khí. Hàn thiết trăm năm có mấy khối quặng thô, không biết vì sao đám người cướp sạch Âm Sơn Tông lại để lại, đủ để hắn luyện chế hơn 70 pháp bàn. Chẳng qua cần rèn luyện một phen, lấy tạp chất bên trong ra, nếu không sau khi khắc vào trận pháp sẽ ảnh hưởng đến vận hành của trận pháp. Phòng luyện khí đã có sẵn khí cụ, người cũng đã có sẵn. Bây giờ A Hào còn ở cảnh giới tôi thể, hắn dạy A Hào một bộ phương pháp tôi thể thần tốc, tên là Phi Phong Truy Pháp. Nghe nói bộ truy pháp này do một luyện khí sư phát minh, trong quá trình rèn luyện nguyên thạch, mỗi lần hạ xuống một búa, mượn búa phản chấn, cũng rèn luyện thân thể của mình.
đặc biệt thích hợp người như A Hào, 30 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Phương pháp tôi thể này không chỉ có thể luyện thể, cũng là một bộ truy pháp, thi triển ra truy sau có lực hơn truy trước, uy lực không thể khinh thường. Hắn vừa mới nói với A Hào muốn dạy anh ta bộ tôi thể này, A Hào không chút suy nghĩ liền đồng ý, cao hứng mấy ngày không ngủ được. Mỗi lần A Hào rèn được một pháp bàn, hắn liền khắc vào trận pháp sớm đã dự tính. Lúc đó Chu Trường Hoằng cũng có ý định đến giúp đỡ, nhìn thủ pháp của Mạc Phàm liền cảm thấy không bằng. Đi tu luyện quỷ thần tuyệt Mạc Phàm truyền cho ông ta thì hơn. Trong 15 ngày, 77 khối trận bàn được luyện chế ra. Trong mười mấy ngày nay, ngoại trừ luyện chế trận bàn, hắn cũng luyện chế một phần huyết linh chi thành bồi nguyên đan và thọ dương đan. Huyết linh chi trên người Chu Trường Hoằng và A Hào cũng được hắn luyện chế thành đan dược, hai người có đan dược phụ trợ, thực lực như nước lên thì thuyền lên. Luyện chế trận bàn xong, hắn lấy ra bộ khô mộc châm và mấy khối huyết linh chi. Từ sau lần hắn dùng hồi xuân châm thi triển thứ huyết châm một lần, thì không có rèn luyện nữa. Cửu chuyển hỗn nguyên công đệ nhất chuyển của hắn đã gần đại thành, với thân thể hiện giờ của hắn, quả thật không có biện pháp thừa nhận đệ nhị chuyển khi linh khí tràn đầy. Khi nào thì cửu chuyển hỗn nguyên công sẽ đệ nhị chuyển, không phải hắn có khả năng khống chế. Rất có khả năng bên này hắn mới ra tay với người ta, đệ nhị chuyển yên lặng bắt đầu. Hiện giờ hắn có khô mộc châm và huyết linh chi, không bằng thừa cơ hội này giao thân xác để thăng một tầng tốt hơn, tránh để đến lúc đó trở tay không kịp. Hắn thở dài mấy hơi, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, lúc này mới cầm khô mộc châm. Cửu đoạn luyện thể châm thứ huyết châm lần hai. Tuy có thể sử dụng hai lần, nhưng phương pháp và nguyên lý của hai lần trái ngược nhau. Lần đầu tiên hắn dùng hồi xuân châm ẩn chứa sóng sinh công trong tử vong, thường thấy trên khô mộc. Khô mộc châm lần này thì trái ngược, khô mộc châu thông thường trên cây già trăm năm sinh cơ bừng bừng, trong sinh cơ ẩn chứa tử khí vô tận. So với hồi xuân châm, khô mộc châm này nguy hiểm hơn nhiều. Nếu người bình thường dùng khô mộc châm này hành châm, không chỉ không thể chữa bệnh, trái lại sẽ chết. Cho dù là hắn, cũng phải dè dặt cẩn thận. Hắn nghĩ lại châm mấy huyệt vị thứ huyết châm lần hai, xác nhận không có lầm, mắt hắn lóe lên tinh quang. Khô mộc châm dài hơn một ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong mấy tử huyệt trên người hắn. Châm này mới hạ xuống, sắc mặt Mạc Phàm trở nên trắng xanh, giống như mất máu quá nhiều. Thứ huyết châm thứ nhất là vinh, lấy sóng sinh cơ cường hóa khí huyết. Châm thứ hai này là khô, lấy tử khí khô kiệt khí huyết. Một vinh một khô, cả đời vừa chết, cùng vinh khô sinh tử, đẩy khí huyết của hắn lên đỉnh cao. Mạc Phàm nhíu mày, kiếp trước hắn từng dùng thứ huyết châm, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, châm thứ hai này cũng quá thống khổ. Trong cơ thể giống như có một cơ co rút, đang không ngừng rút huyết dịch của hắn. Thân thể mất đi chi giác từng chút một, lục phủ ngũ tạng run rẩy một cách điên cuồng, cảm giác mê muội mãnh liệt liên tục trùng kích phần đầu của hắn. Cảm giác suy yếu không gì sánh nổi, xuất hiện ở khắp nơi trên người hắn. Chỉ sau một chén trà, làn da vốn no đủ, sáng bóng, trắng nõn của hắn biến thành màu khô vàng như vỏ cây. Nếu không quan sát cẩn thận, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi. Chu Trường Hoằng, A Hào và Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh nhận thấy được khác thường, vội vàng đi tới, nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi. Mộc đầu làm sao vậy, thật sự biến thành cọc gỗ rồi sao? Tiểu Hồ Ly lo lắng nói. Vừa rồi Mạc Phàm còn khí thế như hồng, sao đột nhiên biến thành như vậy? Hẳn là Mạc tiên sinh đang tu luyện, ngươi xem trên người cậu ấy còn đâm châm đấy. Chu Trường Hoằng tinh mắt hơn, lập tức thấy được khô mộc châm trên người Mạc Phàm. Đây là phương pháp tu luyện gì, thật đáng sợ. Tiểu Hồ Ly nghiêng cái đầu đầy lông lá, hỏi. Lần này Chu Trường Hoằng cũng lắc đầu cười khổ, chuyện về Mạc Phàm luôn là những thứ bọn họ không nghĩ tới. Ba người bọn họ không rời đi, Chu Trường Hoằng thả quỷ vương ra, hình thành một tam giác bên cạnh Mạc Phàm, bảo vệ hắn. Hiện giờ Mạc Phàm như vậy, nhỡ đâu có người xông tới quấy rầy thì đại sự không ổn. Mạc Phàm đang tập trung vào tu luyện, sẽ không để ý tới những chuyện này. Mãi đến khi huyết dịch toàn thân hắn cô quạnh, một dòng sinh cơ xuất hiện ở vị trí tim hắn, sóng sinh cơ tràn ra toàn thân như sóng biển. Huyết linh chi hóa thành khí huyết. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, thấm nhuận thân thể hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn không ngừng chuyển hoán từ héo rũ và tươi tốt. Mãi đến ngày thứ bảy, rầm,
thân thể héo rũ chấn động, giống như có một trái bom nổ tung trong cơ thể hắn. Hắn cầm lấy hết huyết linh chi trên đất, nuốt xuống toàn bộ. Ngay sau đó khí huyết ngưng tụ đến mức tận cùng trong người ầm ầm mở ra, từ cốt tủy đến lục phủ ngũ tạng, đến bắp thịt, rồi đến làn da, kế tiếp lại kéo lên, không có dấu hiệu dừng lại. Khí huyết vô cùng cường đại dao động, hóa thành một cỗ sóng khí, lấy Mạc Phàm làm trung tâm, gió cuốn mây tan thổi quét xung quanh mà đi, thổi ba người kia không mở mắt ra được. Khí huyết của những người khác thì không thể cảm ứng được. Nhưng lúc này bọn họ cảm nhận được rõ ràng khí huyết của Mạc Phàm như thuốc nổ, cho bọn họ cảm giác áp bách vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đều như vậy, quỷ vương trực tiếp trốn rất xa, toàn thân không ngừng run rẩy. Khí huyết là thuốc bổ với quỷ vật, còn là độc dược, cho nên quỷ vật bình thường không dám đến gần người đàn ông khí huyết cường đại. Lúc này khí tức của Mạc Phàm làm nó không chịu được. Sóng khí khuếch tán ra xa 20 mét, lúc này mới dừng lại. Giống. Một tiếng như long ngâm vang lên, khí huyết trong cơ thể Mạc Phàm giống như đã đến cực hạn. Một hư ảnh hình rồng màu đỏ xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, bay quanh Mạc Phàm một vòng, rồi bay vào trong cơ thể hắn, sóng khí xung quanh cũng biến mất theo. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khí huyết như long, cuối cùng cũng thành. Khí huyết tựa như điện trong cơ thể người máy, điện lực càng mạnh, động lực càng đầy đủ. Nếu không cũng chỉ như một khối phế liệu, không có tác dụng gì. Tuy khí huyết như long không đến mức khiến thân thể hắn đỡ nổi đạn, giống như tường đồng vách sắt. Nhưng hiện giờ cho dù đạn bắn thủng trái tim hắn, hắn cũng có thể sống sót như thường. Không chỉ như vậy, hiện giờ luận về lực lượng, tốc độ, thân thể của hắn đều cường đại hơn trước không ít. Hắn nhìn thoáng qua tay mình, mạch máu bên trong màu lục, cơ bản mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lực cường đại. Hắn giơ tay đẩy tới trước một cái, không có bất luận linh khí gì dao động. Nhưng không khí giống như bị đẩy mạnh, nhanh chóng bay về phía trước. Rầm, chỗ cách Mạc Phàm 5 thước, không khí trực tiếp nổ tung, giống như một quả bom nổ mạnh. Chuyện này, đám Chu Trường Hoàng lập tức sửng sốt, khí huyết Mạc Phàm cường đại còn chưa tính, vậy mà cánh tay có thể đẩy không khí, sản sinh nổ mạnh. A Hào tò mò thử, lấy tốc độ cực nhanh đấm ra, ngoại trừ có kình phong. Hoàn toàn không khủng bố như Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu đây là Hoành Luyện Tông sư sao? Chu Trường Hoàng nhìn Mạc Phàm chăm chú, vô cùng khiếp sợ hỏi. Nghe nói thân thể luyện đến Hoành Luyện Tông sư có thể xuất hiện một số kỹ năng tương tự pháp sư. Ví dụ như đạp nước mà đi, nhảy vút thang mây, các loại không khí kỹ. Vừa rồi Mạc Phàm nén khí trong khoảng thời gian, thuộc loại không khí kỹ. Có thể sử dụng không khí kỹ. Cho dù không phải Hoành Luyện Tông sư, ít nhất cũng phải đến Hoành Luyện Đại sư đỉnh phong. Tôi luyện hạ cốt, chắc là Hoành Luyện Tông sư ông nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hiện giờ hắn thi triển thủ đoạn của Hoành Luyện Tông sư không có vấn đề gì, nhưng thân thể còn chưa tới mình đồng ra sắt. Đợi tìm được bạch cốt châm, trái qua tôi luyện cốt châm lần nữa, đỡ đạn sẽ không thành vấn đề. Chỉ là có thể đỡ đạn hay không hắn chưa để ở trong lòng. Cho dù hắn rèn luyện thân thể đến cực mạnh, đạn đối với hắn cũng vô dụng. Hắn quan tâm chính là thân thể như vậy có thể trải qua cửu chuyển hỗn nguyên công đệ nhị chuyển không? Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, thân thể hắn lập tức biến thành một hắc động, linh khí nồng đậm trong sơn cốc chen chúc vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, linh khí trong cơ thể hắn tăng gấp đôi. Những linh khí dư thừa này đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Nhưng rất nhanh được khí huyết vận chuyển đến khắp nơi trên toàn thân. Gấp đôi không có vấn đề, hắn hít một hơi thật dài, như nuốt trôi biển lớn, linh khí trong cơ thể lại nhiều gấp đôi. Linh khí gấp ba, sắc mặt hắn trầm xuống, có chút ăn không tiêu, làn da trở nên trong suốt, gần như có thể nhìn thấy huyết quản bên trong, nhưng còn chưa đến mức tan vỡ. Tâm niệm hắn khẽ động, ngón tay bóp pháp thuật, lại có lượng lớn linh khí rót vào trong cơ thể hắn. Linh khí nhiều gấp ba tiến vào trong cơ thể hắn, ra chỗ bả vai như vỡ ra, vết thương xuất hiện trên người hắn, có dấu hiệu tan vỡ. Hắn thở hắt ra, tán linh khí dư thừa trên người, vết thương nhanh chóng khép lại. Cửu chuyển hỗn nguyên công đệ nhị chuyển, linh khí trong cơ thể sẽ nhiều gấp đôi. Hiện giờ thân thể hắn có thể thừa nhận linh khí gấp ba, khi nhị chuyển hẳn là không có vấn đề. Pháp bàn và cửu chuyển hỗn nguyên công đều đã được giải quyết. Hắn vẫn không rời đi như trước.
mấy ngày kế tiếp hắn lấy hoàng tuyền thạch và huyết hồn thạch đạt được ra. Hắn khắc tụ linh trận, ngũ hành huyền linh trận và thanh tâm quyết trên hoàng tuyền thạch. Ngũ hành huyền linh trận là một phòng ngự trận, mạnh hơn kim cương chú một cấp bậc. Còn thanh tâm quyết dùng để ôn dưỡng thần hồn của hắn, chỉ cần hắn mang theo hoàng tuyền thạch, tảng đá này có thể khiến thần hồn hắn càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ khắc một thông linh trận ở trong huyết hồn thạch, hắn nhỏ ba giọt tinh huyết trong tim bỏ vào bên trong. Huyết dịch nhỏ vào trên huyết hồn thạch liền bị hấp thu, hắn dùng phương pháp tố hồn, đắp nặn ba giọt máu thành ba hồn của hắn, sau đó để huyết hồn thạch vào trong thức hải hắn ôn dưỡng. Ba hồn này tương đương với phần hồn của hắn, cho dù bản thể của hắn tử vong, ba hồn ở trong huyết hồn thạch cũng có thể sống sót, tương đương với mạng thứ hai của hắn. Ngoài ra nếu đặt khối huyết hồn thạch này bên cạnh Tiểu Vũ, nếu Tiểu Vũ nguy hiểm, cho dù hắn ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được. Hắn có thể thông qua thông linh trận trong huyết hồn thạch, hàng lâm thần hồn bản thể trong huyết hồn thạch đối phó với kẻ địch có vẻ cường đại, ngoại trừ luyện chế hai kiện pháp bảo, hắn còn sửa trận pháp trong cốc. Nếu nơi này là phủ đệ của hắn, đồ trấn sơn, trấn phủ lúc trước không thể dùng nữa. Nếu như có người có thể dùng đồ trấn phủ lúc trước ra vào sơn cốc tùy ý, đây còn là địa bàn của hắn sao? Hắn còn sửa hộ sơn đại trận, bởi vì sơn cốc từng bị người ta cướp. Rất nhiều trận pháp tấn công và mê trận đều bị phá, hiện giờ tất cả được hắn đổi thành trận pháp càng thích hợp hơn. Hiện giờ cho dù hắn mở cửa, tiến vào một người thì bị nhốt một người, dù là người vô cùng quen thuộc trận pháp sơn cốc này cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt bọn họ ở lại sơn cốc đã một tháng. Chúng ta đi thôi, Mạc Phàm nói. Vấn đề trận bàn, cửu chuyển hỗn nguyên công nhị chuyển, chuyện pháp khí và cả sơn cốc đều đã giải quyết. Cũng là lúc về Đông Hải. Sơn cốc này vì có từ trường, động cơ đều dừng lại, di động lại càng không có tín hiệu, cũng không biết một tháng này thành phố Đông Hải thế nào. Hắn ấn pháp ấn trên tay, phù văn trước khe sâu sáng lên. Rầm, hai tòa núi cao xuyên mây chậm rãi mở ra thành một khe hở. Mấy người đi qua khe sâu, ra khỏi sơn cốc. Thuyền kayak lúc trước còn ở đây, chẳng qua ngoại trừ thuyền kayak của bọn họ. Ngoài sơn môn còn có thêm huyền phù, bên trên có vô số người đang đứng. Bên trong đều có nam nữ già trẻ, còn có hai người mặc tăng y đầu bóng loáng, khoảng chừng hơn 20 người. Trong mắt mỗi người đều lộ ra tinh quang, lạnh lùng nhìn đám Mạc Phàm chăm chú, bộ dạng lai giả bất thiện. Qua, Chu đại sư cũng ở trong đó. Có người nhận ra Chu Trường Hoàng, ngạc nhiên hỏi. Quản Chu đại sư hay Vương đại sư làm gì, cuối cùng bọn họ cũng đi ra. Đồ danh con, Long Trường không đâu. Một thanh niên hơn 20 tuổi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, không kiên nhẫn hỏi Mạc Phàm. Phòng ấn được mở ra, bọn họ nhanh chóng đến nơi này, ai biết sơn môn lại bị người ta khóa chặt. Sơn môn đóng cửa, cho dù bọn họ có đồ trấn phủ cũng không có tác dụng, chỉ có thể đợi sơn môn mở ra. Cứ chờ đợi một tháng, vẻ mặt ai cũng không được tốt lắm. Các người là tộc nhân của Long Trường không? Mắt Mạc Phàm nheo lại, hỏi. Chu Trường Hoàng nhìn thấy đám người này, sắc mặt trầm xuống, tiến đến bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, đám người này là Long gia Nam Sơn, là một gia tộc có vẻ thần bí ở Nam Sơn, tổng cộng có 8 mạch, mỗi mạch làm chức nghiệp khác biệt, thế lực cũng không thể khinh thường, nghe nói bên trong rất bất hòa, nhưng nếu có kẻ thù bên ngoài thì không biết được. Chu Trường Hoàng giải thích. Long gia Nam Sơn. Mạc Phàm nhíu mày. Mạc Phàm gật đầu. Xua tay ý bảo Chu Trường Hoàng lui ra. Tiểu tử, chúng tôi là ai cậu không có tư cách biết, nhanh tránh ra, chúng tôi có việc muốn tìm Long Trường không nói chuyện. Người thanh niên tên Long Trường Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ, tức giận nói. Theo ý anh ta, chắc chắn Mạc Phàm là thuộc hạ, đồ đệ gì đó của Long Trường không. Anh ta nhỏ tuổi hơn Long Trường không một chút, nhưng ngang hàng với Long Trường không, anh ta đợi bên ngoài sơn cốc lâu như vậy. Tất nhiên không muốn nhiều lời với tiểu bối như Mạc Phàm. Các người không nói chuyện với Long Trường không được đâu, bởi vì ông ta đã chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Trước sơn môn, sắc mặt không ít người thay đổi. Bí mật sơn cốc này chỉ có Long gia bọn họ biết. Mấy năm nay bọn họ đều từ bỏ ý định mở núi này, chỉ có Long Trường không vẫn cố gắng mở phong ấn. Phong ấn mở, Long Trường không chết rồi sao? Không ít người cười nham hiểm, lắc đầu, rõ ràng là không tin lời Mạc Phàm.
Long Trường không muốn lấy cớ này né tránh bọn họ, đúng là quá ngây thơ. Tiểu soái ca, em đừng nói linh tinh, nếu không sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, bọn họ không ôn nhu giống như chị đâu, đều vô cùng hung hãn, nhanh vụng trộm nói cho chị biết Long Trường không ở đâu, chị đảm bảo không nói cho bọn họ. Một mỹ phụ lắc lắc vòng eo như rắn nước đi tới, bàn tay như ngọc lần mò mặt Mạc Phàm, trượt dần xuống dưới. Hôm nay mỹ phụ này mặc áo da bó sát, quần da, ủng da, quấn chặt lấy toàn thân. Nhưng làm dáng người nóng bỏng của cô ta càng thêm dễ thấy, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quần áo quá nhỏ. Mỹ phụ này vừa đi lên trước, không ít người nhìn chằm chằm mỹ phụ duyên dáng, mắt nóng hơn nhiều. Cũng có người nhíu mày, nhìn mỹ phụ đầy bất mãn. Mạc Phàm hơi nhíu mày, gương mặt lãnh khốc vô cùng bình tĩnh, dán sát vào tai mỹ phụ nói. Tôi khuyên cô, tốt nhất là lấy tay cô ra, nếu không có khả năng cô sẽ biến thành cọc gỗ. Vẻ mặt mỹ phụ hơi ngẩn ra, trong đôi mắt hiện lên dị sắc. Tiểu tử độ tuổi Mạc Phàm, người nào nhìn thấy cô ta mà chẳng nhìn chằm chằm, miệng khô lưỡi đắng. Vậy mà tiểu tử này không động tâm. Tiểu soái ca, nộ khí thật lớn đó. Chị sợ tới mức tâm đều run rồi, nếu em thích tán gẫu với bọn họ, vậy như em mong muốn. Cô ta thu tay, cười quyến rũ, trong đôi mắt hiện lên lửa giận. Cô ta định dựa vào sắc đẹp hấp dẫn, moi một chút thông tin trước, ai ngờ lại thất bại rồi. Cô ta lớn như vậy, chưa từng thất bại quyến rũ người đàn ông nào. Cơ bản cô ta vừa ra tay đàn ông đều quỳ gối dưới váy, liếm ngón chân cô ta, dù đi tất chân cũng nguyện ý. Nếu tiểu tử này cuồng vọng như vậy, để đám người này dẹp cậu ta trước. Đám người thấy mỹ phụ kinh ngạc, một lão giả sắc mặt trầm xuống, phần lớn mọi người đều vui vẻ. Tiểu tử, Long Trường không bảo cậu nói như vậy sao? Long Trường Phong lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi nói rồi, ông ta đã chết. Không biết tốt xấu, đợi lát nữa sẽ thu thập cậu. Long Trường Phong nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang, rời mắt nhìn Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng, ông nhớ rõ Long Trường không là sư đệ ông đúng không? Ông nói cho tôi biết hiện giờ ông ta ở đâu. Chuyện Long Trường không bái nhập Âm Quỷ Tông, mượn Âm Quỷ Tông bắt quỷ là bí mật với Chu Trường Hoàng, nhưng bọn họ lại mở một mắt nhắm một mắt chuyện này, trên cơ bản bọn họ đều biết. Ngoài ra Chu Trường Hoàng được xưng tụng là đại sư ở Nam Sơn, trước mặt Âm Sơn Tông bọn họ chỉ là tu sĩ tiểu tông phái xua quỷ mà thôi, không có gì hơn người, căn bản không đáng để bọn họ coi trọng. Ha ha! Long Trường Phong vừa nhắc tới quan hệ giữa Long Trường Không và Chu Trường Hoàng, ngoại trừ hai hòa thượng ra, không ít người nở nụ cười. Sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, giống như bị người ta sát muối lên vết thương. Tên phản đồ kia bị Mạc Tiên Sinh chúng tôi giết ngay cả linh hồn cũng không còn, sơn cốc này cũng là của Mạc Tiên Sinh chúng tôi, các người muốn gì thì đi tìm Mạc Tiên Sinh ấy. Chu Trường Hoàng trầm giọng nói. Những lời này vừa vang lên, không ít người thay đổi vẻ mặt, đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Âm Sơn Tông bọn họ có nhiều võ pháp song tu, thực lực đều mạnh hơn tu sĩ cùng cấp khác, Long Trường không có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không ít người cười khinh thường. Đứa bé nhỏ như vậy, có thể đến trúc cơ đã không tệ, sao có thể giết Long Trường không? Trừ phi Long Trường không đưa cổ ra cho giết, nếu không thì người bên cạnh giết Long Trường không, ví dụ như Chu Trường Hoàng và Đại Hán kia. Chu Trường Hoàng mạnh hơn trước một chút, trên người không còn quỷ khí âm trầm như trước, trái lại cảm giác khí phách thần khí lăng nhiên. A Hào ở bên cạnh Mạc Phàm, hai tay lộ ra ngoài, bắp thịt trên cánh tay rắn chắc như dán thép lên, tràn ngập lực lượng nổ mạnh, vừa nhìn là biết bất phàm. Hai người này hợp sức lại, không phải không có khả năng giết chết Long Trường không? Chỉ là nhìn biểu cảm phẫn nộ của Chu Trường Hoàng, cùng với hiểu biết của bọn họ về Long Trường không, chắc là Long Trường không đã chết. Bọn họ không có tức giận, Long Trường không chết thì càng tốt, cướp địa bàn với người ngoài dễ dàng hơn cướp với Long Trường không nhiều. Tiểu tử, vậy mà cậu giết người Long gia, còn chiếm sơn cốc của Long gia chúng tôi, giao trấn sơn phủ ra đây, chúng tôi có thể không so đo chuyện cậu giết người Long gia. Long Trường Thiên lão giả bên cạnh mỹ phụ cười mỉa nói. Cho dù Mạc Phàm có thể giết Long Trường không, cũng không có khả năng đối đầu với đám bọn họ. Trong số bọn họ có 3 người đến trúc cơ hậu kỳ, 10 người trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ, không chỉ như vậy, xung quanh còn có súng bắn tỉa mai phục,
cho dù có mấy mạc phàm cũng không chắp cánh bay được. Bảo tiểu tử này giao Trấn Sơn phù ra trước, xử trí tiểu tử này thế nào thì nói sau. Giết người Long gia bọn họ, tuy không cùng một mạch, cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Không sai, tiểu tử, đồ của Long gia chúng tôi, tốt nhất là cậu nên giao ra đây, nếu không cậu sẽ biết hậu quả lòng tham không đáy rắn nuốt voi là gì, sơn cốc này không phải là nơi một mình cậu có thể chiếm. Một người đàn ông trung niên khác nói theo. Tiểu soái ca, chị đã nói rồi mà, tuy bọn họ ngực nhỏ nhưng hung hãn hơn chị nhiều, nếu vừa rồi em ôn nhu với chị một chút, chắc chắn sẽ không như vậy. Mỹ phụ mị nhãn như tơ, nhìn Mạc Phàm với vẻ đắc ý, cười mỉa nói. Những người khác nói theo, cả đám híp mắt, hoàn toàn coi Mạc Phàm là dê béo đến miệng. Không chỉ người Long gia đứng ra, hai hòa thượng ở trong đám người cũng đi ra, nói A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, Mạc thí chủ này có chút ân oán với thiếu lâm tự chúng tôi, đợi cậu ta giao Trấn Sơn phù ra, có thể giao cậu ta cho thiếu lâm tự chúng tôi không? Phổ Độ bình tĩnh nói. Hai hòa thượng này vừa đi ra, vẻ mặt không ít người thay đổi. Ngay cả Mạc Phàm cũng nhíu mày, sắc mặt Chu Trường Hoàng lại càng khó coi, vô cùng rõ ràng, nhất định vô tâm quay về thiếu lâm tự không bẩm báo chi tiết. Chuyện này, trên mặt ông ta hiện lên lo lắng. Long Trường Thiên nhíu mày, nghĩ một lát, hai mắt sáng lên. Xin hỏi Phổ Độ Đại Sư, có phải tiểu tử này liên quan đến chuyện Phổ Hoàng Đại Sư hay không? Một tháng trước Phổ Hoàng Đại Sư đến Hoa Gia chữa bệnh cho Hoa Lão Gia Tử. Sau đó truyền ra tin tức Phổ Hoàng Đại Sư bị thương nặng. Chuyện này không có nhiều người biết lắm, đúng lúc ông ta là một trong số đó. Nghe nói chuyện này liên quan đến một tiểu tử họ Mạc, hai hòa thượng Phổ Độ và Phổ Đà mở miệng là muốn dẫn tiểu tử này về thiếu lâm, chuyện của Phổ Hoàng hơn phân nửa là có liên quan đến tiểu tử này. Chuyện gì cũng không thể tránh khỏi tai mắt của Long Thí Chủ, quả thật là như vậy. Phổ Độ lạnh nhạt nói, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không kiêu ngạo không nóng này. Phổ Độ Đại Sư quá khen, tôi chỉ trùng hợp nghe được mà thôi. Long Trường Thiên khiêm tốn nói. Khiêm tốn này không phải là ông ta giả vờ, cho dù sau lưng ông ta là Âm Sơn Tông, ông ta cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng không dám vô lễ với hai người Phổ Độ và Phổ Đà. Bọn họ không dám chọc vào thiếu lâm tự cổ tháp ngàn năm, Phổ Độ và Phổ Hoàng cũng không phải là người bọn họ có thể đối phó. Nghe nói hai vị đại sư này gần đến Hoành Luyện Tông Sư, dựa theo cách nói của Phật Tông, là cảnh giới Kim Thân La Hán. Đúng như lời đồn đại, Long gia bọn họ có nhiều người như vậy, cũng chưa hẳn là đối thủ của hai vị đại sư này. Nếu Phổ Độ mở miệng, mặt mũi của thiếu lâm tự không thể không cho. Nếu Phổ Độ đại sư đã nói vậy, chỉ cần tiểu tử này giao Trấn Sơn phù của Long gia chúng tôi ra, sẽ giao cho hai vị xử lý. Cảm ơn Long Thí Chủ. Từ bi của ông Bần Tăng sẽ ghi nhớ. Phổ Độ hơi gật đầu với Long Trường Thiên, nói. Long Trường Thiên nhếch miệng, cười đắc ý. Giết tiểu tử này cũng không khó, nhưng muốn một ân tình của Phổ Độ và thiếu lâm tự thì không dễ dàng như vậy. Dùng mạng một người không quan trọng đổi lấy một nhân tình, rất đáng. Tiểu tử, cậu tự mình giao Trấn Sơn phù của Long ra chúng tôi, sau đó đi đến thiếu lâm tự với Phổ Độ đại sư, hay là muốn chúng tôi ra tay? Long Trường Thiên nheo mắt, cười khinh thường nói. Ngay cả hai vị đại sư Phổ Độ và Phổ Hoàng cũng tìm tiểu tử Mạc Phàm này, hôm nay còn ai cứu được cậu ta? Mạc tiên sinh, để chúng tôi đi giáo huấn bọn họ một chút. Chu Trường Hoàng cau mày, bất mãn nói. Không cần, tôi tự mình ra tay. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Đám người này muốn cướp phủ đệ của hắn, hai hòa thượng kia cũng tìm hắn, vậy thì tự hắn ra tay. Hắn muốn xem đám người này có bản lĩnh gì áp hắn. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Trấn Sơn phù xuất hiện trong tay hắn. Các người muốn thứ này sao? Trấn Sơn phù vừa xuất hiện, mắt đám Long gia sáng lên. Trên tay cậu ta là nhẫn chữ vật của tông chủ chúng ta sao? Có người tinh mắt, nhìn chằm chằm nhẫn trên tay Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói. Trấn Sơn phù cũng là thật. Một người khác mặt trầm xuống nói theo. Thứ chân quý nhất trong Âm Sơn Tông lại nằm trong tay một người ngoài. Chuyện này. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm càng nhiều tham lam hơn. Trấn Sơn phù là bảo vật, nhẫn chữ vật cũng là pháp khí gần như mất sạch trên địa cầu, vô giá, nếu đều là đồ của Long gia bọn họ, nhất định phải cầm về. Tiểu tử,
giao trấn sơn phù và nhẫn chữ vật trong tay cậu ra đây, chúng tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết. Long Trường Phong người thanh niên kia ra lệnh. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa. Trấn sơn phù có thể cho các người, nhẫn này cũng có thể cho các người luôn. Nghe câu này, khóe miệng đám người Long gia đều nhếch lên, cười đắc ý. Không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, còn chưa động võ tiểu tử này đã muốn giao ra hai bảo bối. Tiểu tử này cũng quá nhát gan rồi. Một thanh niên Long gia cười khinh bỉ nói. Mỹ phụ đứng bên cạnh Long Trường Thiên cũng nhếch môi. Cô ta thấy Mạc Phàm đối mặt với nhiều người Long gia như vậy còn rất bình tĩnh, vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ khác, ai biết đều là giả vờ, cứng rắn chỉ được 3 giây, tiểu thịt tươi như vậy còn không bằng lão già nhà cô ta. Phổ Độ và Phổ Đà cũng kêu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tiểu tử, giao ra đây. Long Trường Phong khẽ nâng cằm, ngạo nghễ tiêu sái đến trước người Mạc Phàm, vươn tay nói. Cho các người cũng được, các người nói sơn cốc này là của Long gia các người, chỉ cần các người gọi ngọn núi này có thể đáp lại một tiếng, nhẫn và trấn sơn phù đều cho các người. Mạc Phàm yên lặng nói. Những lời này vừa vang lên, cả đám người Long gia cười cứng ngắc, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Nhất là Long Trường Phong, tay anh ta đã vươn ra rồi, sắc mặt khó coi như bị người ta tát mạnh mấy cái. Tiểu tử! Con mẹ nó mày đang đùa tao à? Đùa anh là cái thá gì? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đám người này nói muốn hắn liền cho, coi hắn là cửa hàng tiện lợi sao? Đừng nói đồ không phải của Long gia, cho dù phải cũng nên hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Tiểu tử, cậu đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Long Trường Thiên trầm giọng nói. Long gia bọn họ không nổi danh bằng Khổng gia, Lý gia, Tiền gia. Hoa gia ở thành phố Nam Sơn, chỉ vì bọn họ hơi khiêm tốn. Nếu như bọn họ nguyện ý, gia tộc đứng đầu Nam Sơn đổi thành Long gia bọn họ cũng không phải không có khả năng. Cho dù tám mạch Long gia bọn họ luôn bất hòa, cũng không đến mức để một tên tiểu tử ỉa trên đầu bọn họ. Tôi không uống rượu mời và rượu phạt, tôi chỉ cho các người một lựa chọn, từ nay về sau nơi này là địa bàn của tôi, cho các người 3 phút, lập tức rời khỏi nơi này, nếu không tôi tiễn các người rời đi. Bọn họ cảm thấy y tiên bất tử hắn dễ bắt nạt như vậy sao, cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ. Đám người Long gia sửng sốt, có người cười hỏi. Tươi cười này giống như nghe có người nói, cho ta một cái kim cô bổng ta có thể phá ngũ chỉ sơn. Tiểu tử, khẩu khí của mày cũng quá lớn rồi đó. Long Trường Phong cười nói. Không nói đến những thứ khác, thiếu lâm tự cổ tháp ngàn năm muốn động vào bọn họ cũng phải suy xét. Trên người chính thống Long gia bọn họ có nguyền rủa, không phải là đùa giỡn. Không chỉ bị người Long gia đuổi giết, ngũ quỷ phệ thần lâu năm, không biến thành kẻ điên cũng sẽ thành kẻ ngốc. Cho đến bây giờ chưa có ai may mắn thoát khỏi, đây cũng là một trong những điểm Long gia bọn họ dựa vào. Khẩu khí lớn. Mạc Phàm lắc đầu cười. Khi ở tu chân giới, hắn phát ngôn bừa bãi muốn giết thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông bắt nạt yến thù. Không có ai dám nói y tiên bất tử hắn khẩu khí lớn. Chỉ diệt một nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông trên địa cầu, đây gọi là khẩu khí lớn sao? Hắn lấy di động chị họ mua cho hắn nhìn thoáng qua, di động không có tín hiệu nhưng thời gian thì đúng. Các người còn 2 phút rưỡi. Ha ha, 2 phút rưỡi, con mẹ nó tao thấy mày bị thần kinh rồi, mày đã không giao đồ ra, vậy tao tự tới lấy. Long Trường Phong nhếch miệng cười gằn, vận nội khí. Tay vươn ra như đao chém về phía tay Mạc Phàm cầm trấn sơn phù và nhẫn chữ vật. Quỷ trảm. Anh ta là người trẻ tuổi nhất cùng chữ trường ở Long Gia, thiên phú cũng cao nhất. 23 tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ. Quỷ trảm là một trong những võ pháp của Âm Sơn Tông, hóa nội tụ ở trên tay, tàng khí vi đao. Dùng võ pháp này, anh ta đã chém đứt tay 99 người có gan khiêu khích anh ta, trong đó có võ giả và người bình thường, Mạc Phàm là người thứ 100. Chém nước tay Mạc Phàm, trấn sơn phù và nhẫn chữ vật sẽ tới tay. Thấy Long Trường Phong ra tay, người Long gia khác cười. Khẩu khí của tiểu tử này lớn như vậy, hoàn toàn không để Long gia bọn họ vào mắt, chém nước một tay coi như là giáo huấn, chắc chắn hai vị đại sư kia sẽ không ngăn cản. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn tay Long Trường Phong chăm chú. Một trường đao này chém vào tay người bình thường, chắc chắn bàn tay bị chém nứt, vừa ra tay đã độc ác như vậy. Nghĩ đến chuyện này,
hàn quang trong mắt hắn lại rét lạnh thêm vài phần. Chỉ sợ anh không có bản lĩnh này. Đầu ngón tay hắn sáng lên, chấn sơn phù được hắn cất vào trong nhẫn, cây quạt khổng ra đưa cho xuất hiện trong tay hắn. Kiện pháp khí này ở trong tay hắn hơn một tháng, hắn vẫn chưa từng thử uy lực, hôm nay mượn đám long ra thử xem vậy. Hắn không mở cây quạt ra mà rót linh khí vào bên trong, một chữ phun từ trong miệng hắn ra. Tú. Chữ này vừa bay ra, chữ đầu tiên trên bài thơ trong cây quạt sáng lên. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén tỏa ra từ cây quạt, giống như bảo kiếm yên lặng ngàn năm, giống như rút từ trong vỏ kiếm ra, kiếm khí như hồng chém tới trường đao của Long Trường Phong. Một trường đao một kiếm khí, trong chớp mắt chạm vào nhau. Phập. Bàn tay Long Trường Phong gần như không có bất luận thứ gì ngăn cản, tất cả bị cắt xuống, máu tươi phun ra như suối. Anh ta chém 99 lần tay người khác, không ngờ lần này lại là anh ta. Long Trường Phong vốn sửng sốt khó mà tin, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng thay đổi, sau đó ôm tay kêu thê lương, giống như heo bị chọc tiết. Sắc mặt đám người Long gia ở xung quanh, Phổ Độ và Phổ Đà đều thay đổi. Long Trường Phong có thực lực trúc cơ trung kỳ, một kích vừa rồi hẳn là chắc chắn thắng lợi, ai biết lại bị Mạc Phàm chém đứt tay. Đối với đám Long gia này mà nói, rõ ràng là vả mặt liên tục. Tiểu tử, mày muốn chết à? Có mấy người giận dữ hét lên, vội vàng chạy tới kéo Long Trường Phong về, xem xét tình hình. Đó là quạt của Khổng gia sao? Tuy Mạc Phàm không mở cây quạt ra, nhưng vẫn có người nhận ra được. Cái quạt của Khổng gia là một kiện pháp khí thượng phẩm, nghe nói đạt được trong động phủ một tiên gia, lúc trước tranh đoạt một trận trong phạm vi thành phố Nam Sơn, cuối cùng rơi vào tay Khổng gia. Pháp khí thượng phẩm, ngay cả thân thể cường giả trúc cơ hậu kỳ đều có thể phá vỡ, càng không cần nói đến tu sĩ trúc cơ trung kỳ như Long Trường Phong. Tiểu tử, mày ra tay thật độc ác, mày lấy cây quạt này từ đâu ra, mày có quan hệ gì với Khổng gia? Long Trường Thiên trầm giọng hỏi. Không có quan hệ gì, tôi họ Mạc, ông chỉ cần biết Khổng gia không thể trêu chọc tôi là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khổng gia không thể trêu chọc mày sao? Không ít người cười khinh thường. Khổng gia ở thành phố Nam Sơn có người không thể trêu vào sao? Cho dù có, cũng không phải tiểu tử này. Tao thấy mày trộm cây quạt này từ Khổng gia đúng không? Nếu là như vậy, tao sẽ thay Khổng gia lấy lại cây quạt này. Long Trường Thiên lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra tham lam. Tiểu tử này không nhiều tuổi lắm, vậy mà trên người đầy bảo bối. Ngoại trừ trấn sơn phù và nhẫn chữ vật ra, vậy mà còn cầm cả chiếc quạt này. Bất luận là thứ nào đều vô giá. Tuy có không ít pháp khí, nhưng pháp khí thượng phẩm thì chỉ có mấy cái. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Rõ ràng là muốn lấy đồ của hắn, còn tự mình lấy cớ, cho dù chơi gái điếm cũng nói mình đi cứu vớt con gái sẩy chân lỡ bước. Nếu ông gọi núi này nó đồng ý, cây quạt này cũng là của ông. Được lắm, tao xem ngoại trừ cây quạt này ra, mày có bao nhiêu bản lĩnh, dám liều lĩnh trước mặt Long gia chúng tao như vậy. Long Trường Thiên tức giận nói, nếu cây quạt này ở trong tay tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, uy lực khó mà tưởng tượng nổi. Một trúc cơ hậu kỳ của Khổng gia từng cầm cây quạt này đối phó với một tiên thiên tông sư, kết quả thiếu chút nữa tiên thiên tông sư bị chém. Tuy trong đám tiên thiên tông sư cũng có tốt xấu lẫn lộn, nhưng đủ để chứng minh uy lực của cây quạt này. Nhưng cây quạt này nằm trong tay một đứa con nít thì phát huy được bao nhiêu uy lực? Không đợi Long Trường Thiên ra tay. Một người đàn ông trung niên đi từ trong đám người ra. Long Trường Thiên, không cần ông ra tay, tôi sẽ diệt tên nhóc này. Người đàn ông trung niên này có vài phần tương tự với Long Trường Phong bị chém đứt tay, khí tức trên người mạnh hơn không ít, mặt xanh đen, mắt gần như phun ra lửa, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, lão tử là Long Trấn Vân, mày chém một tay của con tao, tao phải nghiền nát xương cốt toàn thân mày. Long Trấn Vân nổi giận nói. Có thể nói Long Trường Phong gần như là hy vọng tương lai của nhà bọn họ, còn trẻ tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ, 8-9 phần 10 sau này có thể đến cảnh giới tiên thiên. Ai biết chuyện vừa ầm ĩ như vậy, đã bị Mạc Phàm chém đứt tay. Chuyện này không chỉ là sỉ nhục với ông ta, còn cắt đứt hy vọng. Y thuật của Âm Sơn Tông bọn họ có thể nối tay lại, nhưng muốn giống như trước kia thì gần như không thể. Hôm nay không giết Mạc Phàm, ông ta chắc chắn không rời đi. Đám Long gia thấy Long Trấn Vân ra tay, không ít người vui vẻ.
Long Trấn Vân là một trong ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng là một người rất mạnh. Am hiểu sơn pháp âm sơn tông nhất, một khi thi triển không chỉ vô cùng mạnh, toàn thân còn như hòn đá cứng rắn. Long Trấn Vân từng dựa vào sơn pháp của ông ta tấn công toàn lực với tiên thiên tông sư, còn không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng đánh nát xương cốt toàn thân tiên thiên tông sư, người đó hoàn toàn biến thành phế nhân, ở bệnh viện một năm mới giữ được tính mạng. Cho dù Mạc Phàm có quạt, cũng không hẳn chém được thân thể Long Trấn Vân. Long Trường Phong là con của ông ta, để ông ta đối phó với Mạc Phàm là thích hợp nhất. Chú Trấn Vân, tiểu tử này ra tay độc ác như vậy, chú đánh nát hạ thể tiểu tử này trước, để cậu ta biết lợi hại của Long gia chúng ta. Một thanh niên Long gia hay đi quán bar với Long Trường Phong lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Long Trấn Vân lạnh lùng lên tiếng, vận chuyển nội khí. Hào quang màu vàng đất xuất hiện trên người hắn, bắp thịt toàn thân ông ta như biến thành kim cương màu vàng đất, làm cho người ta cảm thấy rất nặng, cứng rắn, sắc bén. Chu Trường Hoàng thấy Long Trấn Vân ra tay, trong mắt hiện lên lo lắng. Mạc tiên sinh, cậu cẩn thận một chút. Người này rất lợi hại ở thành phố Nam Sơn, có danh hiệu Kim Cương Bất Hoại. Kim Cương Bất Hoại. Mạc Phàm nhếch miệng cười khinh thường. Kim Cương Bất Hoại là một cảnh giới tu thể, nếu thật sự đến Kim Cương Bất Hoại, đừng nói là pháp khí không làm gì được, ngay cả pháp bảo rất cao cũng không thể làm thương tổn, Long Trấn Vân này cách cảnh giới đó xa. Người khác cho rằng ông ta là Kim Cương Bất Hoại, nhưng không lừa được hắn. Long Trấn Vân này chỉ sử dụng một võ pháp cấp trung của Ngạo Nhật Sơn Tôn, tên là Phá Sơn Giáp mà thôi. Võ pháp này thông qua nội lực hình thành một tầng hộ giáp hình núi bên ngoài cơ thể, có thể đao thương bất nhập, vừa không ảnh hưởng đến tốc độ và lực lượng, vừa có năng lực bảo vệ mình, người của Ngạo Nhật Sơn Tông đều biết. Ông chuẩn bị xong chưa? Mạc Phàm cười mỉa hỏi. Long Trấn Vân nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Vậy mà tiểu tử này không sợ ông ta? Tiểu tử, mày chán sống rồi à, vậy để tao tiễn mày một đoạn. Ông ta nắm chặt tay, hoàng quang trên tay tỏa ra, trong chớp mắt cánh tay thô thêm một vòng, giống như được tảng đá màu vàng bao quanh, làm cho người ta có cảm giác không gì phá nổi. Long thí chủ, mong ông lưu lại mạng cậu ta, chúng tôi còn cần mang cậu ta về Thiếu Lâm tự phục mệnh. Phổ Độ nhắc nhở. Yên tâm, tôi tự có chừng mực, cậu ta chém con tôi sẽ không để cậu ta chết dễ như vậy. Tôi chỉ muốn chém hết tay cả nhà cậu ta thôi, Phổ Độ đại sư sẽ không ngăn cản đúng không? Long Trấn Vân nhếch miệng, cười tàn nhẫn nói. Không thể giết tiểu tử này, vậy báo thù người nhà cậu ta luôn. A-di-đà Phật. Phổ Độ niệm Phật, không trả lời, xem như là ngầm đồng ý. Long Trấn Vân cười mỉa, quả đấm giơ lên tạo ra gió lớn, thổi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười, tươi cười như đao, vô cùng sắc bén. Sát ý xuất hiện quanh người hắn giống như là một thực chất. Đã có ý nghĩ muốn trả thù người nhà hắn, vậy thì chém luôn cả Long Trấn Vân này. Hắn ấn pháp thuật, một tay cầm quạt vung nhẹ về phía Long Trấn Thiên, linh khí chen chúc mà ra, sát khí tràn ra liên tục. Thủy, linh, lại chém. Hai đạo kiếm khí theo tiếng mà ra, sắc bén làm lưng người ta phát lạnh. Long Trấn Vân thấy là kiếm khí như trước, khóe miệng nhếch lên. Tiểu tử này chỉ biết sử dụng pháp khí, đã dùng hết kỹ năng rồi. Tiểu tử, mày nghĩ có kiện pháp khí thì vô địch à, quá ngây thơ. Long Trấn Vân đắc ý nói. Ông ta không nhìn hai đạo kiếm khí của Mạc Phàm, quả đấm đánh về phía hạ thể Mạc Phàm, thế muốn một quyền khiến Mạc Phàm làm thái giám. Mạc Phàm đứng trước gió, vẻ mặt không chút thay đổi, kiếm khí trong tay dùng lực chém xuống. Két, kiếm khí thứ nhất chém lên cánh tay Long Trấn Vân. Giống như chém lên kim khí, tia lửa bắn lên bốn phía. Tiểu tử, tao đã nói rồi pháp khí vô dụng với lão tử, nếm thử quả đấm của tao đi. Long Trấn Vân thấy cánh tay ông ta không sao, miệng nhếch lên, cười đắc ý nói. Vậy sao, ông nhìn lại xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ thấy trên tay Long Trấn Vân, thạch giáp hoàng quang xuất hiện chi chít vết nứt. Cũng đúng lúc này, không để Long Trấn Vân phản ứng kịp. Kiếm khí thứ hai đã đánh xuống. Hào quang màu vàng bị nghiền nát, như đồ sứ bị ném vỡ. Phập, máu tươi phụt ra, một tay Long Trấn Vân bị chặt đứt. A, tiếng hét thảm vang lên, sắc mặt Long Trấn Vân vô cùng hung dữ, trong mắt là lửa giận vô tận, tràn đầy vẻ khó tin. Ông ta đã luyện thành Phá Sơn Giáp, sao có thể bị chém mất tay?
ngay cả Tiên Thiên Tông sư cũng không làm được. Tiểu tử, mày làm như thế nào vậy? Long Trấn Vân chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, giận dữ hét. Tôi không cần phải giải thích với ông đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phương pháp đối phó với phá sơn giáp của Ngạo Nhật Sơn Tông, có một câu vô cùng lưu hành ở tu chân giới. Không có võ pháp gì một kiếm không giải quyết được, nếu lập tức đánh kiếm thứ hai. Còn về nguyên nhân, kiếm thứ nhất sẽ khiến phá sơn giáp xuất hiện khe nứt, sau đó chém kiếm thứ hai, phá sơn giáp sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu để phá sơn giáp tự động khép lại vài lần, sẽ càng ngày càng rắn chắc, cuối cùng thật sự có thể nói là kim cương bất hoại. Nhược điểm này gần như cả tu chân giới đều biết, hắn sẽ không biết sao. Long Trấn Vân nhíu mày, bàn tay còn lại đánh về phía Mạc Phàm. Nhất định là trùng hợp, nhất định là thế. Phá sơn giáp của ông ta có thể bị một đứa bé phá sao? Tao muốn giết mày, tiểu tử. Tâm niệm Mạc Phàm khẽ động, hai chữ trên quạt sáng lên, hai kiếm khí từ cây quạt xuất hiện, sắc bén hơn ba đạo vừa rồi. Kiếm khí và quyền sắt thép chạm nhau. Phập, kết quả không khác gì, tay còn lại của Long Trấn Vân cũng bị chém xuống. Huyết khí nồng đậm tràn đầy trong sơn cốc, thổi về phía đám người Long gia. Đám người Long gia ngây ra như phỗng, ngốc tại chỗ. Lần đầu tiên còn có khả năng là trùng hợp, tiểu tử này chém đứt hai tay Long Trấn Vân thì không đơn giản như vậy. Ngay cả Long Trấn Vân cũng không làm gì được cây quạt trong tay tiểu tử này, xem ra những lời Chu Trường Hoàng nói Long Trường không bị tiểu tử này giết chết là thật. Lúc này đám người Long gia không cười nổi, không còn ai dám xem thường Mạc Phàm. 16, 17 tuổi đã đáng sợ như vậy, rốt cuộc tiểu tử họ Mạc này là ai? Mạc Phàm lạnh lùng liếc cả đám người Long gia, cuối cùng nhìn Long Trấn Vân. Ông còn hai chân, muốn thử nữa không? Sắc mặt Long Trấn Vân vô cùng khó coi, hai mắt phun lửa ước gì có thể ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Chỉ là ông ta không kích động nữa, Mạc Phàm có thể chém ông ta lần hai, vậy thì có thể chém lần ba. Tiểu tử, xem như mày lợi hại. Thù này Long gia chúng tao sẽ không từ bỏ ý đồ. Cha con ông ta bị Mạc Phàm chém đứt tay, nếu cứ bỏ qua như vậy, bọn họ còn là Long gia. Ông ta nổi giận đùng đùng tiêu sái trở về, một đệ tử Long gia nhặt hai tay ông ta lên, vội vàng chạy về. Không từ bỏ ý đồ. Mạc Phàm nhếch miệng, lấy Trấn Sơn phù ra lần nữa. Các người từ bỏ thứ này sao? Đám người Long gia nhìn thấy Trấn Sơn phù trong tay Mạc Phàm. Trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ không cam lòng. Có thứ này tương đương có được phủ đệ cả tông phái, cho dù trong sơn cốc không có thiên tài địa bảo gì, linh khí và thiết bị tu luyện trong sơn cốc không thể dùng tiền bạc để so sánh. Chỉ riêng linh khí trong sơn cốc, chỉ cần bọn họ giải được phong ấn trong sơn cốc, thực lực của Long gia sẽ tăng gấp bội lần trong thời gian ngắn, dù sao linh khí khô kiệt là vấn đề lớn nhất của tu sĩ trên địa cầu. Tiểu tử, tôi khuyên cậu nên giao đồ ra đây tốt hơn. Thứ này là của Long gia chúng tôi, không phải một người ngoài như cậu có thể cầm, Long Trường Thiên trầm giọng nói, không có ý ra tay. Long Trấn Vân không phải là đối thủ của Mạc Phàm, ông ta đi lên cũng không có tác dụng. Mạc Phàm lắc đầu cười, đám người Long gia vừa muốn lên cướp đoạt, lúc này lại bắt đầu giảng đạo lý. Những lời này lọt vào tai hắn giống như hắn hao phí đại khí lực mới được bảo vật, hoàn nguyên bảo vật, lúc này có người nói với hắn bảo hắn đưa bảo bối vật quy nguyên chủ. Ông có chứng cứ gì đây là đồ của Long gia ông? Long Trường Thiên cau mày, nghiến răng, quả thật bọn họ không có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, có phải tôi cũng có thể nói tất cả nam nữ xung quanh sơn cốc đều là nô lệ của tôi, tất cả phụ nữ đều là tỷ nữ của tôi hay không? Mạc Phàm nhìn lướt qua người Long gia, bá đạo hỏi. Cho dù trước đây nơi này là Âm Sơn Tông của Long gia, hiện giờ không còn họ Long, mà là họ Mạc, của Y Tiên Bất Tử Mạc Phàm hắn. Ai muốn cướp nơi này của hắn, phải hỏi xem pháp khí trong tay hắn có đồng ý không. Muốn giảng đạo lý với hắn, nhất định phải có thực lực mới được. Sắc mặt Long gia càng thêm khó coi, không ít người nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ. Tiểu tử, mày đừng làm càn quá, cho dù hôm nay mày có thể lấy đi, sau này Long gia chúng tao cũng sẽ lấy lại được. Người thanh niên bảo Long Trấn Vân đánh nát hạ thể Mạc Phàm chỉ vào Mạc Phàm giận dữ hét. Đây là thành phố Nam Sơn. Có khi nào Long gia bọn họ mất mặt như vậy? Hửm! Mạc Phàm nhướng mày! Anh dùng cái gì lấy? Quạt trong tay hắn quét qua người thanh niên kia, một chữ phun từ trong miệng hắn ra.
một đạo kiếm khí phun trào ra, chém về phía tay người thanh niên kia. Đám long gia này còn muốn mượn gió bẻ măng, hôm nay hắn sẽ chém hết tay bọn họ. Một kiếm chém ra, không ít người long gia nhíu mày. Có người trực tiếp trốn đi, cách thanh niên kia xa một chút. Có người do dự có nên ra tay không, cuối cùng vẫn không ra tay. Long gia có tổng cộng 8 mạch, thanh niên này không phải nhất mạch của bọn họ, cho dù ra tay cũng không hẳn đỡ được một kiếm của Mạc Phàm, dù sao Long Trấn Vân còn không đỡ được, hà tất phải mạo hiểm. Thanh niên kia không ngờ Mạc Phàm sẽ bá đạo như vậy, một lời không hợp liền ra tay, bỗng nhiên sắc mặt xám như tro tàn. Thấy một kiếm sắp chém xuống tay thanh niên này, một bóng dáng nhoáng lên một cái chắn trước người thanh niên. A-di-đà Phật, thí chủ, sát khí của cậu quá nặng, dừng tay đi. Bóng người này không phải ai khác, đúng là Phổ Độ. Phổ Độ vừa xuất hiện, gần như tất cả người long ra giãn mày, khóe miệng lộ ra tươi cười lần nữa. Phổ Độ nói xong, một tay bắt lấy kiếm khí bay tới. Không thấy nội kình, cũng không có bất luận pháp lực gì dao động, chỉ đơn giản là bắt lấy. Ngay cả phá sơn giáp đều bị kiếm khí chém nứt, vậy mà bị ông ta bắt lấy trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như trái lựu đạn nổ mạnh, chấn đắc làm màng tai người ta đau nhức, không ngừng truyền vang trong sơn cốc. Đồng thời kình phong mãnh liệt như bay ra bốn phía. Rầm rầm, vài tiếng, kình phong thổi tới tảng đá trên đất, tia lửa bắn ra bốn phía, từng đạo vết kiếm sâu xuất hiện. Xung quanh hiện lên vẻ khiếp sợ. Một kiếm của Mạc Phàm ngay cả Long Trấn Vân cũng bị chém, uy lực có thể nghĩ, chỉ sợ không kém gì đạn, thậm chí còn mạnh hơn lại bị Phổ Độ nắm một cách dễ dàng, đơn giản như ăn kẹo đường. Không ít người nhìn thoáng qua tay Phổ Độ, không có một bạch ấn nào, càng không nói đến xước da. Đây là tay người sao? Dùng tay cản kiếm tới, Phổ Độ đại sư quá lợi hại rồi. Thấy một màn như vậy, đám người long ra kinh ngạc, đồng thời rất vui vẻ. Mục đích của Phổ Độ và Phổ Đà tới đây khác bọn họ, nhưng cũng là đối phó tiểu tử này. Nếu Phổ Độ ra tay, tiểu tử này có thể may mắn thoát khỏi sao? Tiểu tử này ỷ vào cây quạt trong tay, Phổ Độ có thể cầm thanh kiếm khí, tiểu tử này có thể dựa vào gì nữa? Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi đợi tiểu tử này bị chế phục, sau đó lấy đi trấn sơn phù và nhẫn chữ vật, với quan hệ của Long Gia và Thiếu Lâm Tự, Phổ Độ sẽ không từ chối. Cảm ơn Phổ Độ đại sư ra tay cứu giúp, lát nữa Long Gia tôi sẽ tặng một phần đại lễ cho quý tự. Long Trường Thiên vội vàng cảm tạ. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Long thí chủ khách sáo rồi. Một tay Phổ Độ để trước ngực, hơi gật đầu với Long Trường Thiên, trên mặt vẫn là lãnh đạm trách trời thương dân. Phía sau Mạc Phàm, A Hào và Chu Trường Hoàng nhíu mày. Nhất là Chu Trường Hoàng có vẻ hiểu biết hai hòa thượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, hai vị đại sư này đều là sư đệ của Phổ Hoàng, lớn lên ở Thiếu Lâm Tự từ nhỏ, thực lực đều trên Phổ Hoàng, theo lời đồn chỉ thiếu nửa bước nữa là tới Hoành Luyện Tông Sư. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng kiêng kỵ nhìn Phổ Độ và Phổ Đà chăm chú, nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Đến Hoành Luyện Tông Sư, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, địch vạn người, phá vạn pháp, vô địch trong cảnh giới tiên thiên. Tuy hai người còn chưa tới cảnh giới Hoành Luyện Tông Sư, nhưng xem vừa rồi Phổ Độ dễ dàng cầm kiếm khí của Mạc Phàm như vậy, cũng không sai biệt nhiều. Trừ phi Mạc Phàm cũng là Hoành Luyện Tông Sư, nếu không không có khả năng là đối thủ của hai người. Trước khi ra bọn họ đã xác nhận với Mạc Phàm rồi, Mạc Phàm chưa đến Hoành Luyện Tông Sư, lần này phiền phức rồi. Ngoài ra sau lưng hai hòa thượng là cả Thiếu Lâm Tự. Tôi đã biết. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phổ Độ, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có một chút sợ hãi. Phổ Độ đại sư đúng không, ông muốn ngăn cản tôi sao? Sát khí trên người thí chủ quá nặng, bần tăng khuyên cậu nhanh thu tay lại, theo chúng tôi đến Thiếu Lâm Tự một chuyến thì tốt hơn. Phổ Độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Sát khí nặng. Mạc Phàm nhướng mày, hắn cho quạt trong tay và trấn sơn phù vào trong nhẫn, cười khinh thường. Vừa rồi khi Long Trường Phong muốn chém đứt tay hắn, hòa thượng này chưa từng ngăn cản, cũng không nói sát khí của người Long ra quá nặng. Long Trấn Vân ra tay với hắn, muốn nghiền nát xương cốt toàn thân hắn còn muốn chém tay cả nhà hắn nữa, hòa thượng này không chỉ không ra tay, còn ngầm đồng ý. Hắn mới ra tay đã bị người ta coi là sát khí quá nặng. Thiên vị cũng quá nặng như vậy.
tôi cảm thấy sát khí của tôi còn chưa đủ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Mạc thí chủ, cậu muốn ép Bần Tăng ra tay sao? Vẻ mặt Phổ Độ không chút thay đổi hỏi, trong mắt trào ra giận dữ, sau đó liền biến mất. Nếu ông cảm thấy một mình ông có thể bắt tôi, cứ việc thử xem, nhưng tôi khuyên sư huynh đệ các ông cùng lên đi, có lẽ còn có chút khả năng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một đời này, Phật không công bằng hắn muốn tiêu diệt Phật, thần có ý thiên vị hắn sẽ giết thần, càng không nói đến hai hòa thượng không đại biểu cho thần Phật đầy trời. Mạc Phàm vừa nói ra những lời này, vẻ mặt người Long Gia ngẩn ra. Phổ Độ đại sư vừa dùng tay cản kiếm khí, thực lực không thể nghi ngờ, rõ ràng là trên tiểu tử này. Một mình Phổ Độ chưa chắc tiểu tử này đã đánh thắng được, vậy mà cậu ta bảo Phổ Độ và Phổ Đà cùng tiến lên. Không phải tiểu tử này nghĩ mình thiên hạ vô địch đấy chứ? Có đệ tử Long Gia cười khinh thường nói. Tiểu soái ca, kiên định là chuyện tốt, chị rất thích, nhưng quá kiên định sẽ dễ bị bẻ gãy, vậy chị không thích rồi. Mỹ phụ bên cạnh Long Trường Thiên cười quyến rũ trêu chọc. Khóe miệng Long Trường Thiên nhếch lên, trên mặt lộ ra biểu cảm vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Mạc Phàm càng tự đại càng tốt, càng tự đại càng đắc tội Phổ Độ, Phổ Đà càng sâu. Hai vị đại sư ra tay cũng càng độc ác, chuyện này càng có lợi với Long Gia bọn họ. Người Long Gia khác cũng có biểu cảm tương tự, nhất là cha con Long Trấn Vân và Long Trường Phong bị chém tay, bọn họ rất muốn nhìn thấy Mạc Phàm bị Phổ Độ đại sư đánh tàn phế. Chỉ cần tiểu tử này bị Phổ Độ đại sư phế đi, nhất định phải chém tay chân tiểu tử này xuống. Không chỉ tiểu tử này, Chu Trường Hoàng và một người khác sau cậu ta cũng phải bị chém hết tứ chi. Vẻ mặt A Hào lo lắng đứng sau Mạc Phàm, nhìn về phía Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng nhận được ánh mắt của A Hào, lắc đầu thở dài. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng Phổ Độ và Phổ Đà gần đến Hoành Luyện Tông sư hầu như không có nhược điểm. Ông ta cũng không biết Mạc Phàm có là đối thủ của bọn họ hay không. Phổ Độ và Phổ Đà nhìn nhau, hai người đều lắc đầu cười khinh thường. Hai người họ hợp lực lại, ngay cả sư phụ bọn họ cũng không chống đỡ được. Càng đừng nói đến đứa bé 16, 17 tuổi như Mạc Phàm. Mạc thí chủ, cậu không chỉ có sát khí nặng, khẩu khí cũng không nhỏ, nếu như vậy, không bằng chúng ta đánh cược, thế nào? Phổ Độ cười nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đầy hứng thú hỏi. Các người nói thử xem. Nếu Mạc thí chủ muốn hai anh em chúng tôi cùng ra tay, chúng tôi sẽ làm như cậu mong muốn, chỉ cần Mạc thí chủ có thể đỡ được ba chiêu của sư huynh đệ chúng tôi. Sư huynh đệ chúng tôi lập tức về Thiếu Lâm, không gây khó dễ cho cậu nữa, nhưng nếu cậu không đỡ được, mời trả lại đồ của Long Gia, đi với chúng tôi đến Thiếu Lâm tự, thế nào? Phổ Đà luôn không mở miệng nói. Ba chiêu của Phổ Độ và Phổ Đà sao? Gần như tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu những người khác nói ba chiêu, bọn họ sẽ cảm thấy quá tự đại, nhưng lời này từ miệng Phổ Đà nói ra, không ai cảm thấy có vấn đề. Có ai có thể tiếp được ba chiêu của hai vị đại sư này? Tôi cảm thấy tiểu tử này không đỡ được nửa chiêu. Đệ tử Long Gia cười đắc ý nói. Giao đồ của Long Gia chúng ta và lên Thiếu Lâm tự với hai vị đại sư còn tốt, tránh để ra thịt chịu khổ. Có người chào phúng nói. Một kích của người nửa bước đến Hoành Luyện Tông sư không đơn giản, nhẹ thì cốt nhục nghiền nát, nặng thì trực tiếp tử vong. Ba chiêu nhiều quá, một chiêu đi. Mạc Phàm nhếch miệng. Cười thoải mái nói. Cái gì? Mắt mọi người mở to vô cùng khiếp sợ hỏi. Mạc thí chủ, ý của cậu là cậu nguyện ý đỡ một chiêu đúng không? Như vậy cũng được, chỉ cần cậu có thể đỡ được một chiêu của sư huynh đệ chúng tôi sẽ quay đầu rời đi, thế nào? Phổ Độ tự tin nói. Phổ Độ vừa nói những lời này, ánh mắt đám người Long Gia nhìn Phổ Độ tràn đầy kính nể. Đại sư đúng là đại sư. Tiểu tử, Phổ Độ đại sư độ lượng như vậy. Biến ba chiêu thành một chiêu, cậu còn không biết xấu hổ từ chối. Một người Long Gia chào phúng nói. Không dám tiếp ba chiêu còn không biết xấu hổ mở miệng, chỉ đồng ý đỡ một chiêu sao. Có người lắc đầu cười nói. Người nhát gan. Đám người Long Gia ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khó nghe. Chu Trường Hoàng và A Hào nhíu chặt mày, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Có bản lĩnh các người thử ba kiếm của Mạc tiên sinh chúng tôi. Chu Trường Hoàng tức giận nói. Tôi thừa nhận tôi không bằng ba kiếm của cậu ta, nhưng tôi chịu thua cũng sẽ không mở miệng nói ba chiêu thành một chiêu. Long Trường Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ, cười mỉa nói.
không phải đỡ được một chiêu còn vinh quang hơn sao? Chu Trường Hoàng trầm giọng hỏi. Vinh quang hay không thì tôi không biết, tôi nghĩ ông nên nhanh suy xét đường lùi cho mình thì hơn, đợi tiểu tử này bị Phổ Độ Đại Sư và Phổ Đà Đại Sư đánh bại, hai người sẽ như thế nào? Long Trường Thiên cười khinh thường nói. Sắc mặt Chu Trường Hoàng lập tức trầm xuống, nếu Mạc Phàm thực sự thua Phổ Độ và Phổ Đà, chắc chắn đám Long gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hừ, Mạc tiên sinh sẽ không thua đâu. Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Cậu ta không thua sao? Đùa giỡn gì thế, nếu cậu ta không thua, sao đổi từ ba chiêu thành một chiêu? Long Trường Thiên cười nói. Ông! Chu Trường Hoàng phẫn nộ nhìn Long Trường Thiên chăm chú, tức giận đến mức không biết nên nói gì. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm Long Trường Thiên. Tôi nói một chiêu là không dùng phương pháp gì, nếu hai người bọn họ có thể đỡ được một chiêu của tôi sẽ theo bọn họ đến Thiếu Lâm Tự, nếu tôi thắng, bọn họ liền cút đi, có vấn đề gì sao? Lời này vừa nói ra, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử này nói khoác mà không biết ngượng, bảo Phổ Độ và Phổ Đà đỡ một chiêu của cậu ta, chứ không phải đồng ý đỡ một chiêu của Phổ Độ và Phổ Đà. Nếu trên người Mạc Phàm có pháp khí gì khác, nói không chừng có thể ngăn được một chiêu của Phổ Độ Phổ Đà. Ai biết tiểu tử này lại muốn chết, muốn đại sư đỡ một chiêu của cậu ta. Đúng là thiên đường có lối đi ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngay cả A Hào và Chu Trường Hoàng cũng thay đổi sắc mặt, tâm tình chìm vào đáy cốc. Ha ha, tiểu tử, cậu thật sự không biết chữ thua viết thế nào sao? Long Trường Thiên cười âm hiểm nói. Thua sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Nếu ông có thể đỡ một chiêu của tôi cũng có thể giao Trấn Sơn Phù, nhẫn và tất cả pháp khí cho ông có gan muốn thử không? Trong mắt Long Trường Thiên và đám Long gia hiện lên tham lam, nhưng nhanh chóng tắt đi. Nếu bọn họ có thể đỡ được một chiêu của Mạc Phàm, thì không cần Phổ Độ Đại Sư ra tay rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ mắc mưu của cậu sao? Long Trường Thiên cười đều, trốn tránh đề tài này. Nếu không dám thì câm miệng tốt hơn, còn nữa nếu tôi là các người, tôi sẽ lập tức trốn đi thật xa, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gương mặt già nua của Long Trường Thiên xanh tím, giống như người đàn bà dâm đãng bị tát trước mặt mọi người mấy cái. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa, cũng không rời đi. Mày nghĩ Long gia chúng tao sẽ bị dọa chắc, đợi Phổ Độ Đại Sư và Phổ Đà Đại Sư đánh mày tàn phế, nhìn xem mày còn dám nói như vậy nữa không? Người thanh niên được Phổ Độ Đại Sư cứu giữ Võ Dương Oai nói. Dù sao có Phổ Độ Đại Sư ở phía trước, có gì phải sợ tiểu tử này? Không đi cũng được, tránh để tôi đi tìm cả đám các người. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trên mặt vẫn không có một chút sợ hãi. Đám người Long gia nhíu mày, trong lòng có dự cảm không hay. Tiểu tử này cũng quá bình tĩnh rồi, chẳng lẽ cậu ta thực sự có thực lực đối phó Phổ Độ và Phổ Đà. Dù vậy không có ai lựa chọn rời đi, nếu rời đi lúc này, vậy hoàn toàn vô duyên với Sơn Cốc. Một đứa bé 16, 17 tuổi, có thể lợi hại thế nào? Mày không dọa được chúng tao đâu. Nhanh cho chúng tao nhìn xem mày có thể đánh bại Phổ Độ Đại Sư và Phổ Đà Đại Sư thế nào. Người thanh niên kia nói tiếp. Mạc Phàm cười, không để ý đến đám người này nữa. Hắn đã cho đám người này cơ hội, nếu bọn họ không nắm lấy một đường sống này, vậy thì ở lại hết đi. Đồ của Y Tiên Bất Tử hắn không dễ cướp như vậy. Một chiêu nhé, Phổ Độ, Phổ Đà Đại Sư. Mạc Phàm hỏi. Phổ Độ và Phổ Đà nhìn nhau cười, Phổ Độ nói. A-di-đà Phật, nếu Mạc Thí Chủ tự tin như vậy, vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng Mạc Thí Chủ đừng trông cậy vào chúng tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu tình. Mạc Phàm cười, từ lúc bắt đầu hắn đã không trông cậy hai hòa thượng thiên vị Long gia lưu tình, càng không cần lưu tình. Tốt nhất là các người sẽ không, nếu không các người sẽ chết. Tươi cười của Phổ Độ và Phổ Đà cứng đờ, sau đó lại cười mỉa. Thanh danh của hai bọn họ không bằng Phổ Hoàng. Nhưng chưa từng có người xem thường thực lực của bọn họ, nhất là bị một đứa bé như Mạc Phàm xem thường. A-di-đà Phật, vậy chúng tôi sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của Mạc Thí Chủ. Phổ Độ và Phổ Đà không nói gì thêm, kéo tăng y trên người xuống, nửa người trên màu đồng lộ ra ngoài. Hai người không béo, cũng không tính là khôi ngô, nhưng hơi cử động một phen thân thể sẽ phát ra âm thanh đùng đùng như giang đậu, bắp thịt khủng bố cũng xuất hiện.
hai người chuẩn bị ra tay, đám người Long Gia vội vàng lùi lại. Cao thủ nửa bước là tới Hoành Luyện Tông sư ra tay, bọn họ khó mà chống đỡ nổi, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Hai người lùi ra sau một chút. Mạc Phàm xua tay với Chu Trường Hoàng và A Hào nói. A Hào và Chu Trường Hoàng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng mở miệng nhưng không biết nên nói gì, ông ta không tin Mạc Phàm lắm. Lui ra đi, tôi tự có chừng mực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng lùi xuống không chút do dự, nhưng ông ta vẫn lấy pháp bàn quỷ vương ra, đồng thời ra hiệu cho A Hào chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ đâu Mạc Phàm thua, cho dù mất quỷ vương cũng phải cứu Mạc Phàm. Mọi người lùi ra sau, Phổ Độ và Phổ Đà nhìn Mạc Phàm. Mạc thí chủ, quyền cước không có mắt, cậu cũng nên cẩn thận. Mạc Phàm cười không nói gì. Hai người không thèm để ý, giơ tay nắm lấy trong không khí, bắp thịt trên cánh tay như cầu long lập tức lộ ra, không khí vô hình vô tướng giống như bị hai người họ nắm lấy. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy bất an, giống như không khí muốn nổ mạnh, vô cùng nặng nề. Mắt hai người nheo lại, hai chân hơi cong, bắp thịt khủng bố lập tức xuất hiện trên đùi bọn họ. Rầm rầm giống như hai tiếng kinh lôi xẹt qua, chỗ hai người đứng xuất hiện bốn dấu chân thật sâu, hai người trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện hai người đã đến bên cạnh Mạc Phàm, trong tay mỗi người có thêm thứ gì như đao màu trắng. Không phải kiếm khí, cũng không phải đao khí, nhưng làm người ta có cảm giác khủng bố gấp hơn 10 lần Mạc Phàm. Lực lượng khủng bố này làm cả không gian cũng run rẩy. Lưỡi dao không khí. Có người vô cùng kinh ngạc nói. Trong chớp mắt ở đây ngoại trừ Mạc Phàm, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lưỡi dao không khí, thân thể cường đại đến một mức độ, sử dụng không khí sản sinh ra lực sát thương cường đại. Không phải pháp thuật, cũng không phải võ pháp, thuần túy là lực lượng cơ thể và tốc độ biến chất. Bình thường rất ít được nhìn thấy, dù sao trong 100 tu sĩ tiên thiên tông sư, cũng không nhất định có một Hoành Luyện tông sư thi triển được lưỡi dao không khí. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, quá lợi hại rồi. Lần này chỉ sợ ngay cả Tiểu Sơn cũng bị đánh nát, đừng nói đến cơ thể người. Thật nhanh, thật mạnh, tiểu tử này chết chắc rồi. Một đệ tử Long Gia nói chắc chắn. Những người Long Gia khác cảm nhận được năng lượng khiến người ta tâm kinh đảm hàn trong lưỡi dao không khí, khóe miệng đều nhếch lên. Kết thúc rồi, Trấn Sơn Phù, nhẫn chữ vật đều tới tay. Sắc mặt Chu Trường Hoàng và A Hào khó coi đến mức tận cùng, hai người một người nắm pháp bàn quỷ vương, một người cầm miếng kiếm phủ của Mạc Phàm lúc trước, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Thấy lưỡi dao không khí trong tay Phổ Độ và Phổ Đà sắp chém tới, Mạc Phàm cười khẽ, động tác cũng tương tự, hai tay nắm chặt trong không khí, quần áo khẽ bay bay, kình phong nhấc lên. Khác biệt duy nhất chính là hai tay hắn vừa chuyển, không khí trong lòng bàn tay lập tức bắt đầu xoay tròn, đè nén. Không khí trong vòng năm thước xung quanh bị hút vào tay hắn trong chớp mắt, hình thành một hình tròn màu trắng xoay rất nhanh. Hắn nắm lấy hai hình tròn, đánh về phía hai hòa thượng không chút do dự. Mạc Phàm vừa ra tay, không ít người nhao nhao sửng sốt. Có phải tiểu tử này điên rồi không, dám cứng đối cứng với Phổ Độ, Phổ Đà. Không biết bạch cầu trong tay tiểu tử này là pháp thuật gì, nhưng thanh thế kém xa lưỡi dao không khí của Phổ Độ và Phổ Đà. Trong tay Phổ Độ và Phổ Đà như cầm một tấn thuốc nổ đã đốt, Mạc Phàm lại giống như lấy hai khí cầu rót nước. Khí cầu có thể liều mạng với thuốc nổ sao? Không biết sống chết, đỡ phải để chúng ta ra tay. Long Trấn Vân bị Mạc Phàm chém hai tay lúc trước hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này đối chọi với hai vị đại sư, hai tay bị phế là nhẹ, bị giết chết cũng không phải không có khả năng. Đi chết đi, tiểu tử. Không ít người Long Gia nhếch miệng cười nói, giống như đã thấy cảnh tượng hai tay Mạc Phàm bị phế. Đúng lúc này, viên cầu nhìn như bình thường trong tay Mạc Phàm đụng vào lưỡi dao không khí của Phổ Độ, Phổ Đà. Rầm, giữa ba người giống như có sấm sét nổ tung, sơn cốc và đất đai đều chấn động, núi đá liên tục rơi xuống, mặt đất lắc lư, giống như bị động đất. Khí kình cường đại như cự phong cuốn cát đá trên đất, lá cây chậm rãi thổi đi bốn phía. Ở đây đều là tu sĩ, kém nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, dưới kình phong như vậy sắc mặt thay đổi nhanh chóng lùi về sau. A, mấy người phản ứng chậm kêu thảm thiết vài tiếng, bị thổi vào trong minh hồ, trên người có thêm vài vết thương sâu tới xương.
chỉ có một vài người như Long Trường Thiên, Long Trấn Vân hào quang trên người sáng lên, được ánh sáng bao phủ, kình phong mãnh liệt thổi chỉ tạo nên gợn sóng, không thương tổn tới bọn họ. Mấy người này đang đợi Mạc Phàm bị đánh gãy tay, nhưng một màn khiến bọn họ mở rộng tầm mắt xảy ra. Bạch cầu trong tay Mạc Phàm tầm thường không có gì lạ, gặp lưỡi dao không khí vô cùng cường bạo, chỉ kiên trì được một lát thì bị cắn nát. Rầm rầm rầm, tiếng không khí nổ mạnh lại vang lên, giống như một quả bom nổ mạnh giữa không trung. Lưỡi dao không khí bị cắn nát, bạch cầu không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, còn lớn hơn vừa rồi một vòng, thế như trẻ che đánh về phía tay hai người Phổ Độ và Phổ Đà. Phổ Độ, Phổ Đà nhíu mày, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Không khí kỹ. Lưỡi dao không khí chỉ là một loại của không khí kỹ, vậy mà Mạc Phàm cũng biết không khí kỹ. Hai người không có trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng lùi về phía sau. Không khí kỹ của Mạc Phàm nhìn như uy lực không mạnh, lại ẩn chứa huyền diệu bên trong. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ căn bản không phải đối thủ của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhếch miệng, cười lạnh lùng, một bước như dẫm nát lên gió, đuổi theo hai hòa thượng. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì bỏ chạy, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Tôi nói nếu các người không dốc toàn lực, có khả năng sẽ chết. Sắc mặt Phổ Độ và Phổ Đà thay đổi. Mạc thí chủ, tài nghệ của sư huynh đệ chúng tôi không bằng cậu, nguyện chịu thua, cậu vẫn cố gắng bức bách sao? Phổ Độ vừa lui vừa nói. Đừng nói linh tinh nữa. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén. Khi nói chuyện đã đến bên cạnh hai hòa thượng, hai tay cầm lấy phong cầu không do dự đánh tới. Nếu hai hòa thượng này công bằng công chính một chút, hắn sẽ bỏ qua cho họ. Nhưng bọn họ ngoài miệng luôn niệm A-di-đà Phật, trên mặt luôn là từ bi nhưng trong lòng lại giấu dao mổ. Nếu tài nghệ của hắn không bằng người khác, chắc chắn không có cơ hội chịu thua, ít nhất bị hai người này phế hai tay, sau đó mặc người long ra xử trí. Chu Trường Hoàng, A Hào và Tiểu Hồ Ly cũng gặp Tao Ương theo. Nếu hai hòa thượng này vô tình, y tiên bất tử hắn há có thể thành quả hồng mềm mặc người ta bóp nắn. Nếu Mạc thí chủ cố gắng bức bách, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Hai hòa thượng nhìn nhau, không chút do dự lấy một chuỗi Phật Châu ra, tay dùng lực bóp nát nó. Phật Châu vừa nát, quang mang màu vàng bao phủ trên người bọn họ, thân thể hai người cứng rắn hơn. Khí thế trên người hai người bành trướng, mỗi nơi trên người đều như kim cương. Ha ha, bàn tay lóe sáng kim quang, kéo không khí ném về phía Mạc Phàm. Vẫn là lưỡi dao không khí, nhưng cường đại gấp hơn 3 lần vừa rồi. Pháp khí, có thể cứu các người sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tay xoay tròn theo hướng ngược lại, phong cầu màu trắng biến lớn, cuốn tay hai người đánh tới vào bên trong. Răng rắc, cánh tay phiếm kim quang của hai người gần như không chống lại được gì, trong chớp mắt bị vặn thành bánh quai trèo. Chuyện này còn chưa xong, phong cầu lại biến lớn, trực tiếp cuốn hai người vào trong đó. Răng rắc, tiếng xương gãy khiến người ta nổi da gà vang lên liên tục trong phong cầu. Âm thanh này rằng có khoảng một phút, Mạc Phàm vung tay lên, phong cầu tản đi, lộ ra Phổ Độ và Phổ Đà. Quần áo hai người sớm đã nát thành mảnh vải, ngay cả bộ phận quan trọng cũng không che được. Trên người còn phiếm kim quang nhàn nhạt, nhưng chi chít vết thương, giống như bị thiên đao vạn quả, căn bản không có chỗ nào nguyên vẹn, trên người đầy máu. Một tay nhũn như mì sợi, rõ ràng là xương cốt bên trong đã bị đứt hết. Hai người vừa rồi còn bộ dạng đại sư trang nghiêm, lúc này vô cùng chật vật, nhìn vô cùng đáng thương. Hai người thua chưa? Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, liếc mắt nhìn hai người một cái nói. Hai người nhíu mày nhìn Mạc Phàm chăm chú, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cho dù là Phật thật, bị thương thành như vậy cũng sẽ phẫn nộ. Thực lực của Mạc thí chủ rất mạnh, chúng tôi sẽ lập tức về Thiếu Lâm tự, nhưng cũng hy vọng Mạc thí chủ sẽ không hối hận vì chuyện hôm nay. Phổ Độ trầm giọng nói. Đường đường là hai người nửa bước tới Hoành Luyện tông sư, một chiêu lại bị Mạc Phàm phế đi, bọn họ không có khả năng mang Mạc Phàm đi. Tôi không giết người không đáng giết, cũng không làm hại người không nên bị hại, cuộc đời này không hối, để sư phụ các người tới tìm tôi đi, tôi sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cười khẽ, giọng nói mạnh mẽ có lực. Âm thanh như đao đâm vào trái tim người ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây bị dọa sợ ngây người. Phổ Độ và Phổ Đà nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ.
Mạc Phàm không nhiều tuổi, người cũng không tính là cao, nhưng câu nói kia vừa mới vang lên, cả người giống như cao thêm mấy chục lần, như một pho tượng tiên nhân nhìn xuống muôn dân đứng trước mặt bọn họ. Ở trước mặt Mạc Phàm, hai người bọn họ có một loại nhỏ bé và vô lực không nói nên lời. Cho dù hai người tu Phật từ nhỏ, tâm trí kiên định hơn người thường vô số lần cũng không khỏi sửng sốt, trong mắt xuất hiện cảm giác muốn quỳ lạy. Một lúc lâu sau hai người lấy lại tinh thần. A-di-đà Phật, hồn lực của Mạc Thí Chủ thật mạnh, chúng ta còn gặp lại, hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho câu trả lời thỏa đáng. Công đạo, bảo sư phụ các ông tới hỏi Vô Tâm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai hòa thượng nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên dị sắc, giống như nghĩ đến gì đó, hơi cúi người với Mạc Phàm, kim quang trên người tản đi, xoay người đạp nước Minh Hồ mà đi. Để lại đám người Long Gia ngây ra như phỗng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, liên tục nuốt nước bọt. Phổ Độ, Phổ Đà đại sư còn nửa bước là tới Hoành Luyện tông sư, vậy mà không đỡ được một chiêu của tiểu tử này. Chuyện này không phải đáng sợ nhất chính là tiểu tử này không dùng pháp thuật và võ pháp, mà dùng không khí kỹ tu thể. Lấy cường khắc cường. Chẳng lẽ tiểu tử này là Hoành Luyện tông sư? Có thể đánh bại người nửa bước là tới Hoành Luyện tông sư, vậy chắc chắn là Hoành Luyện tông sư. Còn nhỏ tuổi đã là Hoành Luyện tông sư, qua một thời gian nữa, đừng nói là thành phố Nam Sơn, cả Hoa Hạ còn ai là đối thủ của cậu ta. Ngay cả Chu Trường Hoằng cũng không ngờ một chiêu của Mạc Phàm đánh bại Phổ Độ, Phổ Đà. Chuyện này, vừa rồi ông ta còn muốn liều mạng từ bỏ Quỷ Vương cứu Mạc Phàm, ai cũng không ngờ Mạc Phàm không cần bọn họ cứu. Mạc tiên sinh, cứ thả bọn họ đi như vậy, là thả hổ. Chu Trường Hoằng lo lắng nhắc nhở. Mạc Phàm hoàn toàn có thể giết bọn họ, thả bọn họ đi, không khác gì thả hổ về rừng. Cho dù Mạc Phàm vặn đứt tay bọn họ, đánh bọn họ thương tích đầy mình, nửa bước tới Hoành Luyện tông sư khôi phục sức khỏe không phải người thường có thể so sánh, vài ngày đã khôi phục không tệ rồi. Nếu bọn họ là lão hổ, bọn họ đã chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Sở dĩ hai người có thể sống sót là vì hai người bóp nát Phật Châu. Phật Châu này không khác huân chương của Tần gia. Lạc gia đưa hắn lắm, trong đó tích lũy nguyện lực. Mỗi một đạo nguyện lực, đó là một thiện nguyện. Nếu không phải nguyện lực trong pháp khí Phật Châu đủ mạnh, hai người đã chết rồi. Không chết đã chứng minh hai hòa thượng này không phải lão hổ. Lão hổ không có khả năng đạt được nhiều nguyện lực như vậy, có cũng chỉ là nghiệt nguyện, không chỉ không bảo vệ được bọn họ, trái lại sẽ khiến bọn họ chết nhanh hơn. Chu Trường Hoằng thấy Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, cũng không nói gì thêm. Sư phụ Phổ Độ, Phổ Đà là Phật Đạo Tông sư nổi tiếng ở Hoa Hạ, cho dù là tỉnh trưởng của tỉnh Giang Nam, thậm chí là cán bộ thủ đô đều vô cùng khách sáo. Nếu ông ta đến đây, hy vọng không phải đến tìm Mạc Phàm báo thù. Lúc Mạc Phàm và Chu Trường Hoằng nói chuyện với nhau, ba người Long Gia rón rén rời đi. Mạc Phàm lợi hại như vậy, lúc này không đi, đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, muốn chạy cũng không chạy được. Bọn họ mới đi hai bước. Muốn bước lên một chiếc cano. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cây quạt đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung về phía bầu trời, ba kiếm khí vô cùng sắc bén phát ra tiếng kiếm chém không khí phóng lên trời, giọng của Mạc Phàm cũng vang lên. Các người đi về phía trước một bước thử xem. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, theo giọng nói vang lên. Cạch cạch cạch. Ba đạo kiếm khí chém lên trên cano. Cano làm bằng sắt thép lóe lên tia lửa. Bị chém ở giữa thành hai nửa, nhanh chóng biến mất vào trong nước đen Minh Hồ. Mắt mấy người kia mở to, trên mặt không còn chút huyết sắc, nuốt nước bọt. Chúng tôi muốn đi tiểu, không đi, không đi. Một người trong đó nghiêng đầu cười nịnh nọt. Đúng vậy, mắc tiểu. Hai người khác nói theo. Tuy những người Long Gia khác không có ý định chạy trốn, nhưng sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm ngăn bọn họ lại. Rõ ràng là không muốn để bọn họ đi, lần này xong đời rồi. Nhất là đám Long Trấn Vân, Long Trường Phong, vừa rồi bọn họ đều trêu chọc Mạc Phàm, bây giờ vô cùng hối hận. Mạc tiên sinh, cậu còn chuyện gì không, nếu không còn chúng tôi đi trước một bước, sơn cốc này chúng tôi từ bỏ, mong cậu bỏ qua cho chúng tôi, thế nào? Long Trường Thiên nói, vẻ mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Phổ Độ, Phổ Đà đều chịu thua. Dứt khoát rời đi, nếu bọn họ không chịu cúi đầu, có thể sống rời đi sao? Các người từ bỏ sao?
Mạc Phàm nhếch miệng, cười khinh thường. Sơn cốc này vốn là của tôi, các người dùng đồ của tôi đổi mạng, rất biết buôn bán đó. Tâm tình Long Trường Thiên và người Long Gia chìm vào đáy cốc. Vậy Mạc tiên sinh muốn gì, tiền bạc có thể chứ, Long Gia chúng ta có chút của cải ở thành phố Nam Sơn, Mạc tiên sinh muốn bao nhiêu cứ việc mở miệng. Long Trường Thiên cười lấy lòng nói. Có 100 triệu không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đối với y tiên bất tử hắn mà nói tiền tài chỉ là con số, nếu quá ít, vẫn nên giết đám người muốn cướp đoạt đồ của hắn tốt hơn. 100 triệu. Đám người Long Gia không hẹn mà cùng run lên. Đừng nói Long Gia bọn họ, cho dù là Khổng Gia mở ngân hàng cũng khó lấy ra 100 triệu, con số này quá lớn rồi. Số tiền này quá nhiều, Mạc tiên sinh cần thứ gì khác không, ví dụ như pháp khí hay nguyên liệu, trái lại Long Gia chúng tôi cũng có một ít. Tôi cần yêu linh 500 năm. Mạc Phàm nói thẳng. Trận bàn của tụ linh đại trận đã tập hợp đủ, chỉ còn lại trận linh vận chuyển đại trận. Nếu Long Gia có yêu linh 500 năm, hắn có thể không truy cứu chuyện hôm nay. Yêu linh 500 năm. Khóe miệng Long Trường Thiên giật giật, sắc mặt trầm xuống, giống như bị Mạc Phàm tát gãy hai cái răng. 100 triệu, cho dù tám mạch Long Gia bọn họ nắm giữ không ít kỹ thuật thế tục không có, cũng khó kiếm được. Yêu linh 500 năm, yêu thú vốn hiếm thấy, yêu linh 500 năm có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp được cũng không hẳn giết chết được, bọn họ đi đâu tìm. Ông ta vừa nói Long Gia bọn họ có tích lũy pháp khí, ngay cả yêu cầu của Mạc Phàm cũng không thỏa mãn được. Mạc tiên sinh, cậu thấy người phụ nữ này thế nào, nếu cậu không ngại tôi tặng cô ấy cho cậu, cô ấy là lô đỉnh tôi bồi dưỡng nhiều năm, ngủ một lần công lực sẽ tăng lên một chút, mong Mạc tiên sinh tha cho tôi một mạng. Trong mắt Long Trường Thiên lộ ra sắc lạnh, đẩy Mỹ Phụ bên cạnh lên, ăn nói khép nép. Mỹ Phụ này nói là vợ ông ta, thực ra là lô đỉnh ông ta dùng nhiều đan dược bồi dưỡng, chỉ riêng linh dược đều tìm không dưới 10 triệu. Nếu không phải gặp chuyện như hôm nay, chắc chắn ông ta không nỡ tặng người khác. Mỹ Phụ này không chỉ có bộ dạng gợi cảm quyến rũ, công phu trên giường cũng là số 1, còn có thể tăng tu vi. Long Trường Thiên, ông nói cái gì? Mỹ Phụ sửng sốt, nhìn chằm chằm Long Trường Thiên với vẻ khó mà tin, giống như nhìn một người không quen biết. Lúc trước cô ta vẫn luôn nghi ngờ vì sao Long Trường Thiên đối xử với cô ta tốt như vậy, mua các loại linh dược cho cô ta, còn truyền cho cô ta công pháp Long Gia không thể truyền cho người ngoài, lúc này cô ta mới ra sức với Long Trường Thiên trên giường như vậy. Ai biết Long Trường Thiên vì mạng sống, vậy mà muốn tặng cô ta, còn nói cô ta là lô đỉnh. Chẳng lẽ lúc trước đối tốt với cô ta là lừa gạt cô ta? Hửm! Nghe thấy hai chữ lô đỉnh, Mạc Phàm nhướng mày. Mạc tiên sinh, thế nào? Long Trường Thiên thấy Mạc Phàm lộ ra do dự, không để ý đến Mỹ Phụ, cười đắc ý nói. Người Long Gia ở bên cạnh đều lộ ra hâm mộ, sớm biết như vậy bọn họ cũng mang theo lô đỉnh xinh đẹp tùy thân theo. Long Gia căn bản không thiếu lô đỉnh, khi ở Hoang Sơn giã lĩnh không có việc gì có thể làm lô đỉnh. Lúc quan trọng có thể giữ mạng. Cô ta có thể rời đi, ông ở lại. Mạc Phàm chau mày, lạnh lùng nói. Thân là y tiên bất tử, hắn có không ít chuyện rất chán ghét, dưỡng lô đỉnh là một trong số đó. Hiện giờ Mỹ Phụ này nhìn không có gì khác thường, thời gian dài sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy theo thứ tự là y phục cấu uế, đầu thượng hoa nuy, dịch hạ lưu hãn, thân thể xú uế, bất nhạc bản tọa. Đó là năm loại dị tượng khi tuổi thọ sắp hết, không thuốc nào cứu được, càng không nói người bình thường. Kiếp trước hắn từng trơ mắt nhìn một số lô đỉnh bị tu sĩ vứt bỏ chết đi, không làm được chuyện gì, cho dùng phục dụng thọ dương đan cũng không có tác dụng. Có thể nói lô đỉnh là loại người đáng thương nhất. Vậy mà Long Trường Thiên này bồi dưỡng lô đỉnh, còn đưa lô đỉnh cho hắn, vậy Long Trường Thiên có thể đi chết đi. Cái gì? Tươi cười trên mặt Long Trường Thiên lập tức cứng ngắc. Lại bị Mạc Phàm từ chối rồi. Chính ông ta không thể đi, còn tặng cho Mỹ Phụ này một con đường sống. Tôi nói cô ta có thể đi, ông phải ở lại. Mạc Phàm lặp lại. Tôi có thể đi sao? Mỹ Phụ chớp chớp mắt, khó có thể tin nói. Vừa rồi Mạc Phàm nói cô ta có thể đi, cô ta còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Đúng, trước khi tôi không thay đổi chủ ý, cô có thể rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy bọn họ, Mỹ Phụ liếc mắt nhìn đám Long Trường Thiên, hỏi. Con người đều có mệnh, bọn họ không cần cô quan tâm, cô vẫn nên quan tâm mình thì tốt hơn,
sau này đừng sinh hoạt vợ chồng, làm nhiều việc thiện, có lẽ còn có thể sống lâu một thời gian. Mạc Phàm nhíu mày, nhắc nhở. Mỹ phụ nữ này làm chuyện phòng the người này một lần, tương đương với làm giá y một lần, dần dần không khác gì đi theo Long Trường Thiên. Mạc tiên sinh, ý của cậu là tôi không thể mang thai sao? Mỹ phụ sửng sốt, không cam lòng hỏi. Bình thường cô ta nhìn như phóng đãng không kiềm chế nổi, thực ra đều là vì Long gia mong muốn, đến bây giờ cô ta chỉ có một người đàn ông là Long Trường Thiên. Không ít phú hào cho cô ta 1.000 vạn để cô ta ngủ một đêm, đều bị cô ta từ chối. Ngoài ra cô ta vẫn muốn một đứa bé, cảm thấy người phụ nữ như vậy mới viên mãn, không thể sinh hoạt vợ chồng, cô sinh con thế nào? Nếu cô có con, lúc thai thành cũng là lúc cô chết. Mạc Phàm nói, một ngày trở thành lô đỉnh, cả đời nhất định là giá y, mang thai đứa bé sẽ hút khô tinh khí của cô ta. Chuyện này, Mỹ phụ không cam lòng cắn đôi môi đỏ mọng, đỏ mắt trừng Long Trường Thiên, bái lạy Mạc Phàm. Cảm ơn Mạc Đại Sư nhắc nhở, đại ân đại đức này Tống Thu Tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tên rất hay, đi đi, nếu cô tìm được người mình muốn sinh đứa bé cùng, có thể đến Đông Hải tìm tôi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên không đành lòng, khoát tay áo nói. Cảm ơn Mạc Đại Sư, Thu Tử cáo từ. Trong mắt Tống Thu Tử lóe lên phức tạp nói. Một người đối tốt với cô ta, lại lừa gạt cô ta mười mấy năm, một người mới gặp mặt lại tha cho cô ta một con đường sống, còn khuyên bảo cô nữa, thế đạo này, ha ha. Cô ta nói xong muốn rời đi. Thu Từ, chớ đi, anh chi nhiều tiền bạc trên người em như vậy, cứu anh. Long Trường Thiên không cam lòng nắm lấy tay Tống Thu Từ nói. Dựa vào cái gì người phụ nữ để tiện ông ta mua về có thể đi, ông ta đường đường là người Long gia phải ở lại. Tôi ngay cả mình cũng không cứu được, cứu các người thế nào? Tống Thu Từ đỏ mắt, lạnh lùng hỏi. Cô ta tưởng rằng Long Trường Thiên thật lòng thích cô ta, ai biết chỉ vì cô ta là lô đỉnh, cô ta hết hy vọng rồi. Cứu thế nào, ha ha. Long Trường Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên âm độc, như cái đuôi con bò cạp. Ông ta dùng lực kéo, Tống Thu Từ bị ông ta kéo vào trong lòng, một tay ông ta nắm chặt cổ trắng nõn như gốm sứ của Tống Thu Từ. Cười hung ác nham hiểm. Long Trường Thiên, ông làm gì thế? Sắc mặt Tống Thu Từ thay đổi, vừa rồi Long Trường Thiên muốn đưa cô ta cho Mạc Phàm, đã nằm ngoài dự kiến của cô ta, càng không ngờ lúc này Long Trường Thiên còn bắt cô ta. Không sao, vì cứu người Long gia chúng tôi, chỉ có thể ấm ức cô rồi. Long Trường Thiên không cảm thấy có gì không đúng, cười nhìn Mạc Phàm. Tay hơi bóp lấy, chỉ cần ông ta vừa ra tay có thể bóp nát cổ Tống Thu Từ. Thần tiên cũng không cứu được cô ta. Mạc tiên sinh, có phải cậu thích kẻ tiện nhân này hay không? Nếu cậu thích mà nói, để chúng tôi rời đi, đợi chúng tôi đến nơi an toàn, sẽ thả con tiện nhân này rời đi. Nếu không tôi chỉ có thể giết cô ta, phụ nữ tôi tốn tiền mua về, cho dù chết cũng phải chôn cùng chúng tôi. Ông ta không phải đứa bé 3 tuổi, sao có thể không nhìn ra tiểu tử này có tâm tư với Tống Thu Từ? Nếu như vậy, bọn họ có hy vọng bình yên rời đi. Bọn họ không có khả năng lấy ra 100 triệu và yêu linh 500 năm, muốn rời đi chỉ có thể dựa vào đồ đê tiện Tống Thu Từ. Long Trường Thiên bắt Tống Thu Từ, sắc mặt đám Long gia đỡ hơn không ít, khóe miệng không ít người hiện lên tươi cười đắc ý. Một chiêu này cao minh, kha kha, chúng ta được cứu rồi. Có người cười nói, tiểu tử, không phải mày thích mua ve chai sao, còn nói cái gì mà không thể sinh hoạt vợ chồng, muốn sinh đứa bé thì tới tìm mày. Không phải là mày muốn ngủ với cô ta sao, nói thẳng ra là được, mày muốn nhìn đồ vứt đi này chết, hay để chúng tao rời đi. Một người Long gia khác cười nói. Các người, đê tiện. Tống Thu Từ nén lệ trong mắt, tuyệt vọng nói. Bị coi là lô đỉnh khiến cô ta hoàn toàn chết tâm với Long Trường Thiên, ai biết Long Trường Thiên còn lấy cô ta áp chế Mạc Phàm, những người khác còn vỗ tay khen hay. Trước kia cô ta ở Long gia không cảm thấy Long gia vô liêm sỉ như vậy. Long gia thường xuyên nhận nuôi một số cô nhi, cô ta còn cho rằng bọn họ làm việc thiện, bây giờ xem ra đều là giả. Đê tiện, cô là người được Long gia chúng tôi nuôi lớn, lấy nhiều tiền và tài nguyên của Long gia như vậy, cô có tư cách gì nói chúng tôi đê tiện, cho dù tôi bảo cô ngủ với một đống đàn ông, cô cũng không thể từ chối. Long Trường Thiên cười mỉa nói. Ha ha, không ngờ ông lại lộ bộ mặt thật ở đây. Tống Thu Từ cười thê lương. Mạc tiên sinh, để ông ta giết tôi đi.
Tiện nhân, cô nói cái gì, muốn chết. Long Trường Thiên không do dự tát Tống Thu Từ một cái. Hiện giờ Tống Thu Từ là cơ hội sống duy nhất của bọn họ, ông ta chi nhiều tiền cho gái điếm này như vậy, vậy mà cô ta bảo Mạc Phàm đừng cứu cô ta. Bốp! Trên mặt Tống Thu Từ có thêm một dấu tay, khóe miệng tràn ra chút máu. Long Trường Thiên, ông cũng quá đê tiện rồi, lấy một người phụ nữ ra làm lá chắn thì có bản lĩnh gì? Chu Trường Hoàng không nhịn được nói. Lúc mới đầu ông ta không hiểu vì sao Mạc Phàm muốn thả Tống Thu Từ, dù sao Tống Thu Từ từng vô lễ với Mạc Phàm. Nhưng lúc này nhìn thấy Tống Thu Từ bị người Long gia chà đạp như vậy, ông ta cũng không nhìn được. Đê tiện, chỉ cần có thể sống sót, tôi quản đê tiện hay không đê tiện, ông làm chó đi theo tiểu tử này, chẳng lẽ rất vinh quang? Long Trường Thiên cười âm hiểm nói. Ông, hai mắt Chu Trường Hoàng gần như phun ra lửa, tức đến mức không nói nên lời. Tiểu tử, tôi cho cậu 3 giây để suy nghĩ, nếu qua 3 giây cậu không cho tôi đáp án, tôi chỉ có thể giết kẻ tiện nhân này. Long Trường Thiên cười nhìn Mạc Phàm chăm chú nói. Tiểu tử mày nhanh lên chút, đừng lề mề như đàn bà. Người thanh niên lúc trước nói theo, trên mặt đều là đắc ý. Người Long gia khác cũng cười, ba người vừa nói đi tiểu còn nhảy lên trên một cái cano khác. Tiểu tử, nhanh quyết định đi, nếu không quyết định chúng tôi có thể đi rồi. Giọng điệu nói chuyện và ánh mắt căn bản không để Mạc Phàm vào mắt. Ông giết đi, chỉ cần các ông giết được. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn đám người Long gia, như tử thần nhìn chăm chú đám người chết. Lời này vừa nói ra, Minh Hồ vốn băng hàn, nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Ôi, Mạc tiên sinh tức giận rồi, vậy tôi giết thật đó, người chết không thể sống lại đâu. Sắc mặt Long Trường Thiên trầm xuống, ra vẻ trấn định nói. Tay ông ta hơi bóp lấy, trên khuôn mặt Tống Thu Từ lộ ra vẻ thống khổ, nước mắt chảy xuống gò má. Nếu Mạc Phàm thật sự không để ý đến sống chết của Tống Thu Từ, có khả năng bọn họ chỉ có đường chết. Vì đường sống, ông ta chỉ có thể liều mạng một phen, xem Mạc Phàm ý chí sắt đá, hay nhu tình nhiệt tâm. Ông thử xem. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Long Trường Thiên cười nham hiểm. Xoẹt, áo da giáp kít trên người Tống Thu Từ bị Long Trường Thiên xé rách. Áo ngực màu trắng không chịu nổi hai ngọn núi to lớn chen nhau mà ra, cùng lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thu Từ đỏ lên, trong mắt đều là khuất nhục. Trong mắt đám đàn ông Long gia đều là cực nóng. Bình thường Tống Thu Từ đều ăn mặc kín đáo, chưa từng lộ như vậy. Rất trắng, rất. Người thanh niên kia liếm môi nhìn chằm chằm nửa người trên trần trụi của Tống Thu Từ, cười âm hiểm nói. Không tệ, nếu có thể chơi mấy ngày mấy đêm, sống ít vài năm cũng đáng, Trường Thiên, diễm phúc của anh không tệ đâu. Có người hâm mộ nói với Long Trường Thiên. Trường Thiên, cho dù tiểu tử này quyết định thế nào, đều nhớ cho chúng tôi mượn chơi đùa. Long Trấn Vân cười bỉ ổi nói, khi nói chuyện còn không quên liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Trước đây người phụ nữ này là lô đỉnh của Long Trường Thiên, tuy không phải là vợ của ông ta, bọn họ cũng không tiện ra tay, đây là quy củ của Long gia. Nhưng hiện giờ Tống Thu Từ chỉ là tiện nhân phản bội Long gia, không khác gì gà bên ngoài gà điếm, thậm chí còn thấp hèn hơn, ai cũng có thể chơi được, sống hay chết đều phải chơi sảng khoái. Không thành vấn đề. Long Trường Thiên cười đắc ý, sảng khoái đồng ý. Cho tôi chơi với. Người đàn ông Long gia khác vội nói, từ ngữ khó nghe. Một gái điếm mà thôi, ai cũng có phần. Long Trường Thiên hào phóng nói. Nếu như là Tống Thu Từ trước đây, tất nhiên ông ta không chịu, sao có thể chia sẻ phụ nữ với người khác. Hiện giờ Tống Thu Từ chỉ là đồ đê tiện trong mắt ông ta. Cảm ơn Trường Thiên đại ca. Chỉ trong phút chốc, đám người Long gia đắc ý đến mức tận cùng. Long Trường Thiên cười ha ha, nếu có thể rời đi, nói không chừng ông ta sẽ thành tộc trưởng Long gia. Trong mắt ông ta hiện lên sắc bén, lấy một thanh chủy thủ trong tay áo giá. Chủy thủ sắc bén để trên ngực tuyết trắng của Tống Thu Từ, một giọt máu chảy ra. Tiểu tử, cậu suy nghĩ thế nào, làn da trắng như vậy, nếu có thêm một vết thương lúc chơi đùa sẽ ảnh hưởng đến tâm tình đó. Tống Thu Từ khóc lóc lắc đầu, muốn mở miệng nói chuyện nhưng yết hầu bị Long Trường Thiên nắm chặt, muốn chút giận cũng khó, đừng nói đến nói chuyện. Ông thử lần nữa xem. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn xuất hiện ngọn lửa đỏ như yêu nghiệt, giống như lửa giận lan từ ngực hắn.
Lúc trước đám Long Gia này còn có thể sống sót, dù sao nhân phi thánh hiền, có ai chưa từng mắc lỗi. Hiện giờ đám người này không thể sống sót nhìn trời rồi. Màu đỏ yêu nghiệt này không ngừng phóng đại trong mắt đám Long Trường Thiên, giống huyết nguyệt ở trên bầu trời, yêu dị nói không nên lời. Ha ha, vậy tôi thử xem. Long Trường Thiên cười khinh thường, muốn dùng chủy thủ lưu lại vài cái động trên người Tống Thu Từ, để Mạc Phàm thấy máu trước. Nhưng Long Trường Thiên vừa có ý nghĩ này, sợ hãi lan tràn trong lòng ông ta, nhanh chóng lan đến mặt. Tay ông ta giống như không nghe sai bảo, căn bản không nhúc nhích. Sao lại thế này? Ông ta sống hơn nửa đời người, coi như thấy không ít chuyện người thường khó mà tưởng tượng nổi, nhưng chưa từng thấy việc lạ như vậy. Một tay không nghe theo ông ta sai bảo, tay nắm lấy cổ Tống Thu Từ bóp chặt theo bản năng. Thể tay có thể sử dụng sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Sắc mặt Long Trường Thiên trắng bệch, vội vàng vận khởi pháp lực, nhưng pháp lực có cùng cục diện đáng buồn, căn bản không dùng được, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Chết đi! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hai chữ như thánh chỉ, tay Long Trường Thiên không nghe sai bảo, không chút do dự buông cổ Tống Thu Từ nắm lấy cổ mình. Rắc rắc! Phập! Long Trường Thiên bóp cổ mình, chủy thủ cũng đâm vào tim ông ta. A à, mắt Long Trường Thiên trợn to tràn đầy vẻ khó hiểu và không cam lòng, miệng muốn phát ra tiếng lại không được, nhanh chóng như bùn nhão ngã xuống đất, thần quang trong mắt nhanh chóng biến mất. Chết rồi! Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, tất cả đều khiếp sợ. Đây là tình huống gì? Mạc Phàm chỉ nói một câu, Long Trường Thiên liền tự giết mình. Đây là pháp thuật gì? Chuyện này, tâm tình đám người Long ra chìm vào đáy cốc. Trong đó có một người phản ứng nhanh, giơ tay vỗ một trường về phía Tống Thu Từ. Cho dù bọn họ phải chết, cũng không thể để Tống Thu Từ còn sống. Hừ, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Một tay duỗi về phía Tống Thu Từ. A, à, Tống Thu Từ há to miệng thành hình chữ O, thân thể căng thẳng, lập tức bay về phía Mạc Phàm. Nhấn trên ngón tay Mạc Phàm sáng lên, áo khoác nam xuất hiện trong tay hắn. Cô mặc vào trước đi. Tống Thu Từ nhìn thoáng qua bộ ngực gần như trần trụi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến tận cổ, giống như đào mật chín mọng trên cây, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cảm ơn Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh. Chỉ sợ Long gia có không ít người như tôi. Cô ta nhỏ giọng nói xong liền nhận áo trong tay Mạc Phàm vội vàng mặc vào. Lúc trước cô ta không rõ vì sao Long gia muốn nhận nuôi trẻ con, nam nữ đều có, sau khi những nam nữ này lớn lên sẽ ở bên cạnh chính thống Long gia làm tình nhân, trai bao, có một số người rõ ràng còn trẻ mà bệnh nặng chết đi. Hiện giờ cô ta đã biết, những người này đều là lô đỉnh. Mạc Phàm nhíu mày. Rời mắt nhìn đám người Long gia, lạnh lùng hơn trước nhiều. Linh khí trên địa cầu khô kiệt, quả thật phương pháp nuôi nhốt lô đỉnh tu luyện có tác dụng, tốc độ tu luyện nhanh hơn ma công, còn không khiến người ta điên cuồng, khuyết điểm duy nhất là sau khi dùng lô đỉnh xong sẽ không có thuốc nào cứu chữa. Nhưng loại chuyện thiên lý khó dung, người nào dưỡng lô đỉnh, người đó chết. Vẻ mặt đám người Long gia khiếp sợ, trên mặt không còn tươi cười, mặt như người chết. Mạc Tiên Sinh, trên người Long gia chúng tôi còn có nguyền rủa, cậu giết người Long gia chúng tôi sẽ bị nguyền rủa. Một người trong đó lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói. Tôi đã giết hai người, còn sợ giết người thứ ba sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Loại nguyền rủa này làm khó người khác, có thể làm khó Y Tiên Bất Tử hắn sao? Cho dù làm khó, hắn cũng phải giết. Sắc mặt người vừa nói chuyện vô cùng khó coi. Long Trường Thiên đã chết. Tống Thu Từ cũng được cứu đi, Mạc Phàm không sợ nguyền rủa của Long gia bọn họ không còn con bài nào để lật nữa. Mạc Tiên Sinh, cậu muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chúng tôi? Bỏ qua cho các người. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, lộ ra tươi cười lạnh lùng. Hậu duệ của Ngạo Nhật Sơn Tông dưỡng lô đỉnh tu luyện trên địa cầu, còn muốn hắn bỏ qua. Các người có quá nhiều người, chỉ có 5 người có thể rời đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trong mắt là sát ý vô hạn. Chỉ có 5 người có thể rời đi sao? Những lời này có ý gì? Vẻ mặt đám người Long gia sửng sốt, sắc mặt bắt đầu quái dị, mỗi người tâm hoài quỷ thai. Chuyện này rất đơn giản. Long Trường Phong bị Mạc Phàm chém nứt một tay gần như không do dự, cười tàn nhẫn, trong tay anh ta xuất hiện thêm một cái đao khắc đầy phù văn, có pháp lực chú bên trong.
Đao tăng vọt lên khoảng chừng một trượng, ánh đao sắc bén nhấc lên đao phong cuồng bạo chém về phía người bên cạnh. Nếu chỉ có 5 người được rời đi, trong 5 người này sao có thể thiếu anh ta, phế vật khác đều chết hết cả đi, chỉ có thiên tài như anh ta mới xứng sống sót. Phập, mấy người bên cạnh Long Trường Phong không phản ứng kịp, một người bị chém thành hai đoạn, mấy người còn lại cũng bị thương không nhẹ, huyết khí nồng đậm tỏa ra. Long Trường Phong ra tay, những người Long gia còn đang do dự cũng bắt đầu ra tay. Đừng giả bộ nữa, tuy chúng ta đều là người Long gia, nhưng mệnh đều là của mình, ra tay đi. Lúc này tất cả người Long gia đại chiến với nhau, vì mạng sống của mình mà giết lẫn nhau, không ai hạ thủ lưu tình. Chuyện này, mắt Tống Thu Từ mở to, nhìn chằm chằm đám Long gia không khác gì cầm thú, trong mắt là xa lạ. Tám mạch của Long gia, trong đám người ra tay không thiếu anh em ruột và cha con, cho dù là lão hổ cũng không như vậy, vậy mà đám người này lại làm ra loại chuyện như thế. Đây thật sự là gia tộc cô ta ở mười mấy năm sao? Không đợi đám người Long gia giết chỉ còn lại 5 người, một bài thơ Tiêu Dao Linh Động xuất hiện trong tai bọn họ. Tú Thủy Linh Sơn ẩn kiếm tung, bất văn giang hồ chú thanh phong, tiêu diêu thử thân quân tử ý, nhất hồ ôn tử hướng trường không. Một chữ cuối vang lên, một chữ trên cây quạt trong tay Mạc Phàm tỏa sáng. Két, tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, một đạo kiếm ý làm lưng người ta phát lạnh thoát ra khỏi cây quạt, trôi nổi trước người Mạc Phàm, có tổng cộng 28 thanh kiếm chĩa về phía đám Long gia còn lại. Cảm nhận được kiếm khí sắc bén, lúc này tranh đấu mới dừng lại. Đám người Long gia kinh hoàng nhìn Mạc Phàm, lưng không ngừng đổ mồ hôi. Kiếm khí như vậy, bất luận là một đạo kiếm khí nào cũng có thể chém vỡ phá sơn giáp của Long Trấn Vân, giết bọn họ dễ như thái rau, huống chi kiếm khí có 28 đạo. Nhiều kiếm khí như vậy, đủ để giết sạch đám bọn họ. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ khác ngoại trừ Long Trấn Vân, Long Trường Thiên gia cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc tiên sinh, không phải cậu nói trong chúng tôi có 5 người sống sót sao, những kiếm khí này là sao đây? Ông ta là trúc cơ hậu kỳ, có hy vọng sống sót rất lớn. Tôi nói có 5 người có thể rời đi, nhưng trong đó có các người sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trong số bọn họ có một người từ chối ra tay cũng coi như là nhân tính chưa mất hết, hắn có thể cho người này cơ hội sống sót. Nhưng hiển nhiên không có ai, đám người Long gia này coi sinh mệnh của những người khác là cỏ rác, người như vậy không giữ lại tốt hơn, giữ lại chỉ làm hại người khác. Mạc Phàm vừa nói như vậy, đám người Long gia như bị sét đánh. Không, Mạc tiên sinh, xin cậu cho chúng tôi một cơ hội nữa. Có người kêu lên. Tôi đã cho các người nhiều cơ hội rồi. Mạc Phàm nói. Hắn từng để những người này rời đi, nhưng không ai rời đi. Hắn vừa thả Tống Thu Từ rời đi, đám người này lại bắt lấy Tống Thu Từ. Hắn thăm dò tâm tính của đám người này, kết quả là tự giết lẫn nhau. Thiên đạo vô tình cũng để lại một đường sống, tôi cho các người 3 cơ hội, các người đều không nắm lấy, vậy thì để trời quyết định các người có nên chết hay không. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hai tay hắn đặt ở miệng, vận khởi linh khí, miệng niệm thần chú. Một đoạn kinh văn huyền ảo khó hiểu bay ra, 28 đạo kiếm khí trước người Mạc Phàm nhanh chóng nhất phân nhị, nhị phân tứ. Không lâu sau kiếm khí vô cùng sắc bén hóa thành vô số, chi chít trước người Mạc Phàm. Đừng nói kiếm khí xuyên người, cho dù nhìn thấy nhiều kiếm khí như vậy, không ít người cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đám người Long gia sợ tới mức trên mặt không còn chút huyết sắc. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Chuyện này, ai có thể khống chế nhiều kiếm khí như vậy, cho dù là tiên nhân kim đan trong truyền thuyết cũng không cường đại như thế, đây quả thực là kiếm tiên trong truyền thuyết. Có mấy đệ tử Long gia chân mềm nhũn, ngồi phịch trên đất. Chết chắc rồi. Không chỉ đám người Long gia, trong lòng Chu Trường Hoàng, A Hào, Tống Thu Từ và Tiểu Hồ Ly đứng bên cạnh Mạc Phàm lạnh lẽo, nhìn Mạc Phàm đầy kính sợ. Giống như nhìn thấy kiếm thần. Nhiều kiếm khí như vậy, không có một vạn cũng phải 8.000. Con người thật sự có thể tạo ra nhiều kiếm khí như vậy sao? Nhiều kiếm khí như vậy, giống như huy động chiến hạm, các loại vũ khí thông thường cùng nã pháo, đừng nói là đám người Long gia, tiêu diệt một tiểu trấn cũng rất dễ. Một đứa bé 16, 17 tuổi lại làm được chuyện này. Mạc Phàm niệm đoạn chú ngữ này khoảng chừng 3 phút mới dừng lại. Hàn quang trong mắt hắn chớp lóe. Yên lặng liếc mắt nhìn đám người Long gia, pháp thuật này tên là Thập Vạn Bát Thiên Kiếm.
khi phát huy đến mức tận cùng, có thể huyễn hóa ra 10 vạn 8.000 đạo kiếm khí. Hiện giờ hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, có thể phóng ra uy lực 1 phần 10, chỉ có 1 vạn 800 kiếm khí bên trong có thật có giả. Bị ảo giác đánh chúng sẽ không chết, có thể mỗi lần gặp ảo giác hay không phải xem trời có muốn bọn họ chết, nếu trời có tình, hắn sẽ không ra tay với đám người này. Các người còn gì muốn nói không? Mạc Phàm vươn tay ra, 1 vạn 800 kiếm khí chuẩn bị bay đi, làm ra đầu người ta run lên. Phịch phịch, tiểu tử, mày giết chúng tao, Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ không bỏ qua cho mày. Người đến trúc cơ hậu kỳ hung dữ nói. Ngạo Nhật Sơn Tông, tôi sẽ đi tìm bọn họ, yên tâm đi, các người có thể đi chết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Oán kiếp trước, cửu kiếp này, hắn đều lấy lại hết, Ngạo Nhật Sơn Tông cũng là một trong số đó. Bàn tay hắn vung lên, kiếm khí nhấc lên một trận kình phong, như mưa xối chút xuống đám người Long Gia. Vù vù, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Đợi kiếm khí bay ra ngoài hết, đám người Long Gia không còn ai đứng, trên đất tràn đầy huyết tinh, thi thể bị đâm nát. Nôn, Tống Thu Từ chưa từng thấy cảnh này bao giờ, trực tiếp ói ra. Trên những thi thể này, một đám nguyền rủa ngũ quỷ phệ thần bay ra, chui vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mỗi lần thêm một nguyền rủa, ấn ký hình rắn ở mi tâm hắn rõ hơn một chút. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, nói với Chu Trường Hoàng. Ông thu dọn nơi này đi, chúng tôi về Đông Hải, đợi ông làm xong chuyện tôi an bài thì lại đến Đông Hải tìm tôi. Dạ, Chu Trường Hoàng cung kính nói. Mạc Phàm làm pháp thuật, âm sơn lập tức đất rung núi chuyển rồi phong bế, hắn mang theo A Hào và Tiểu Hồ Ly rời đi. Mục đích tới âm sơn đã đạt được. Cũng là lúc nên về Đông Hải, không biết bây giờ Đông Hải thế nào. Trên đường quốc lộ về Đông Hải, Mạc Phàm gọi điện thoại cho người nhà, xác định trong nhà không có chuyện gì trong khoảng thời gian này, hắn mới yên tâm hơn. Hắn mới tắt điện thoại, Tiểu Hồ Ly liền cướp lấy di động, bàn tay đầy lông lá sủ xì chạm loạn trên màn hình, một lát sau nó mất hứng chu miệng. Lại thua rồi, Mộc Đầu, ngươi gọi cho ai thế, nếu không phải tại ngươi, sao ta có thể thua được? Mạc Phàm cười, không để ý đến Tiểu Hồ Ly. Gần đây con Tiểu Hồ Ly này rất thích một trò chơi, nếu không phải ăn ngủ, đó là chơi game. Tiểu Hồ Ly thấy Mạc Phàm không để ý tới nó chớp chớp mắt, rời sang đề tài khác. Ái ra, Mộc Đầu, người đã lợi hại như vậy, cần gì phải lo lắng có người dám động vào người nhà ngươi, trừ phi bọn họ chán sống rồi. Ha ha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có biết không? Mạc Phàm vỗ đầu Tiểu Hồ Ly, cười nói. Hiện giờ hắn nhìn như rất lợi hại, có thể nói là vô địch ở trúc cơ kỳ, chỉ vì đối thủ hắn gặp được quá yếu. Hoa Hạ này nhiều danh sơn đại xuyên, danh môn đại phái như vậy, ngay cả một cao thủ cũng không có, hắn chắc chắn không tin. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt của Thanh Bang tới tìm hắn, hơn phân nửa hắn không phải là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt. Cho dù hắn vô địch ở địa cầu, vậy ở tu chân giới thì sao? Một kim đan kỳ kém nhất cũng có thể giết hắn và nghiền chết dễ như một con kiến. Không nói đến tu chân giới là nơi còn tương đối xa xôi, một số vũ khí ở trên địa cầu hắn cũng không ngăn được. Súng thì không có tác dụng gì với hắn, nhưng một quả bom nào đó hắn cũng không thể chống cự, càng không nói đến tên lửa loại vũ khí hạt nhân này. Nếu bên ngoài còn nhiều người lợi hại như vậy, ngươi dạy cho ta bản lĩnh dùng mắt phun lửa của ngươi, thế nào? Tiểu Hồ Ly híp mắt. Cười giảo hoạt nói. Bản lĩnh dùng mắt thiêu đốt của Mạc Phàm, thật sự quá lợi hại rồi. Có bản lĩnh này, sau này ai dám mặc áo khoác ra hồ, nó nhìn thấy một người thì đốt một người, đốt đến ngay cả cặn cũng không còn, xem những người này còn dám giết tộc nhân của nó hay không. Cái này sao, ngươi không học được đâu. Mạc Phàm cười nói. Thần thông kia chỉ có huyết mạch Hồng Liên mới có thể sử dụng, Tiểu Hồ Ly là huyết mạch Thanh Khâu học cũng vô dụng. Ngươi xem thường bổn đại tiểu thư đúng không, bổn đại tiểu thư là Thanh Khâu nhất tộc, là bộ tộc có ghi tên trong Sơn Hải Kinh đó. Tiểu Hồ Ly thở hổn hển đứng dậy nói. Trên Sơn Hải Kinh còn nói, Thanh Khâu nhất tộc ăn sâu độc, đúng không? Mạc Phàm trêu đùa. Hừ, không dậy thì không dậy, bổn đại tiểu thư còn lâu mới hiếm lạ. Tiểu Hồ Ly chu miệng nói. Thanh Khâu nhất tộc có thần thông của Thanh Khâu nhất tộc, đợi ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Sẽ dẫn ngươi đi học thần thông của Thanh Khâu nhất tộc các ngươi. Mạc Phàm nói.
Thanh Khâu nhất tộc có một loại cũng là thông qua mắt thi triển thần thông, tên là Thanh Hồ Kiếm, uy lực vô cùng kinh người, được xưng có thể phá tam giới. Loại thần thông này nhất định phải đến truyền thừa chi địa của Thanh Khâu nhất tộc mới học được. Như vậy còn được, vậy tay ngươi có thể thi triển không khí kỹ thì sao? Sắc mặt tiểu hồ ly dịu đi một chút, tiếp tục nói. Không biết vì sao nó rất chán ghét hòa thượng, không khí kỹ của Mạc Phàm có thể làm hòa thượng đầy người là máu, loại bản lĩnh này nhất định phải học. Sau này nhìn thấy hòa thượng nó sẽ đi lên khiến bọn họ toàn thân đầy máu. Phải ăn khổ mới có thể học được, người có muốn thử hay không? Thân thể hắn không cứng hơn Phổ Độ và Phổ Đà, chỉ là không khí kỹ hai người sử dụng quá thối nát, chỉ có thể dùng không khí chuyển hoán thành đao phong. Nhưng hắn dùng thể tu nhất mạch của tu chân giới, được xưng là Hỗn Nguyên Quyết võ pháp tu thể số 1 tu chân giới, trong đó có ghi lại 99 loại phương pháp sử dụng không khí kỹ. Hắn dùng phong thần, chiêu thức đầu tiên, cũng là chiêu thức uy lực yếu nhất. Nếu học Hỗn Nguyên Quyết này đến thâm sâu, cánh tay không những lật chuyển từ sơn đến hà, thậm chí trực tiếp phá hư không. Phổ Độ, Phổ Đà so với hắn, giống như hai người cầm mộc côn, hắn lại cầm kim cô bổng, tất nhiên không có khả năng thắng. Nếu tiểu hồ ly muốn học phong thần mà nói, nhất định phải rèn luyện thân thể trước mới có thể sử dụng không khí kỹ. Có người muốn khổ sao? Tiểu hồ ly yếu ớt hỏi. Ngươi nói xem, phải luyện ra 8 múi bụng mới được. Mạc Phàm tức giận nói. Cơ bụng sao, ta là một đại cô nương, vẫn nên rụt rè một chút, yên phận làm mỹ nữ tốt hơn. Tiểu hồ ly lại nói tiếp. Hai thứ này đều không được, vậy cuối cùng pháp thuật của ngươi có thể giao cho ta không? Pháp thuật nhìn rất phong cách. Muốn học cái đó trước hết phải phóng ra kiếm khí hay thi triển ra kiếm khí pháp khí? Không phải ngươi có pháp khí sao, cũng tương đương với ta có, nhanh dạy ta. Tiểu hồ ly làm núng, trong mắt là khẩn cầu. Mạc Phàm lắc đầu, coi như nợ yến thù kiếp trước, đều trả hết cho tiểu hồ ly này đi. Hắn búng chán tiểu hồ ly, giao pháp quyết thập vạn bát thiên kiếm cho tiểu hồ ly. Đi đi, đợi học thuộc lòng xong, ta làm kiếm phủ giúp ngươi. Hi hi, mộc đầu, người ngoại chữ ít nói ra, còn rất đẹp trai, nhất là rất hào phóng với bổn đại tiểu thư. Tiểu hồ ly cười tinh nghịch, nhảy lên trên vai Mạc Phàm dùng cái lưỡi màu hồng nhạt liếm mặt Mạc Phàm vài cái. Tiểu hồ ly, người có tên không? Mạc Phàm không còn gì để nói, hỏi. Đương nhiên là có, bổn đại tiểu thư tên Yến Tử, Yến trong tử Yến, tử trong sắc tử, có phải rất êm tai không? Tiểu hồ ly lấy làm tự hào nói. Yến Tử. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Kiếp trước Yến Thù có một sư muội tên là Yến Tử, nhưng sau đó Yến Tử vì bảo vệ Yến Thù chạy trốn, tự mình dụ chóc yêu sư rời đi. Cuối cùng bị một đám chóc yêu sư bao vây giết chết trong luyện yêu hồ. Hắn từng thấy Yến Tử vài lần, khi đó Yến Tử đã hóa thành hình người, cũng là đại mỹ nữ nổi danh ở tu chân giới. Trái lại tính cách tương tự với tiểu hồ ly này, cẩu thả, giọng nói thì hắn không nhớ rõ rồi. Làm sao vậy, mộc đầu, người dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn đại tiểu thư, không phải nhìn chúng bổn đại tiểu thư rồi đấy chứ, nếu người giao hết thiên tài địa bảo trên người cho bổn đại tiểu thư. Bổn đại tiểu thư có thể suy xét cho ngươi một cơ hội. Tiểu hồ ly nhận thấy được khác thường của Mạc Phàm, cười nói. Ha ha, không sao. Mạc Phàm cười khẽ, sắc mặt khôi phục như thường, trong lòng lại là bốn bề dậy sóng, không phải khéo như vậy đấy chứ. Xe vẫn chưa đi rất xa, bỗng nhiên két một tiếng, dừng lại. Làm sao vậy? Mạc Phàm hỏi. Mạc tiên sinh, hình như phía trước kẹt xe rồi. A Hào giải thích. Mạc Phàm nhìn ra ngoài qua cửa sổ, chỉ thấy đường phía trước có không ít xe dừng lại, một đám người vây quanh một chỗ, không biết đang làm gì. Chúng ta đi xuống xem chút đi. Mạc Phàm nói, nơi này đã là thành phố Đông Hải, sẽ không có chuyện gì. Hai người mở cửa xuống xe, tiểu hồ ly cũng không muốn ngồi yên trên xe, vội vàng nhảy vào trong túi Mạc Phàm. Phía trước không xa, trước một chiếc xe Lamborghini màu xanh lam có một người thanh niên gầy khô nằm. Trên người không giống có vết thương lại nằm trước xe không dậy nổi. Mấy tên thanh niên như du côn đi tới vỗ lên cửa kính xe, vẻ mặt hung ác. Xuống xe, đâm phải người ta còn không xuống cho lão tử, nhanh lên, có tin tôi đập nát xe của các người không? Cửa xe mở ra, hai cô gái bước từ trong xe ra. Trong đó có một người tuổi xấp xỉ Mạc Phàm, mặc trang phục thục nữ, bộ dạng rất đáng yêu,
tóc dài màu đen phấp phới, đôi mắt to ngập nước như hai khối bảo thạch, giống như thiếu nữ bước từ trong truyện tranh ra. Một người khác lớn tuổi hơn một chút mặc bộ thể thao, cắt tóc ngắn, trên khuôn mặt tinh xảo là biểu cảm cách người ta xa ngàn dặm. Phong cách hai người khác xa nhau, nhưng đều là mỹ nữ độc nhất trong vạn người, dáng người cao gầy, đầy đặn, khuôn mặt như họa. Bọn họ vừa đứng trước chiếc xe, quả nhiên là xe sang xứng với mỹ nữ, hoàn toàn là hai loại người với đám du côn kia. Hai vị mỹ nữ này vừa đi ra, mắt đám du côn sáng lên. Ôi, hai vị mỹ nữ à, hai người đụng vào anh em của tôi, nói xem làm thế nào đây. Mã Khôn người đàn ông rẽ tóc giữa, râu cá chê và nhìn như con khỉ để một tay lên trên xe, nhìn chằm chằm bộ ngực no đủ của người phụ nữ đáng yêu nói. Bạch Tiểu Manh người phụ nữ ngây thơ đáng yêu thấy có người trước xe, vội vàng che miệng. Tiểu Hàn, hình như chúng ta đụng vào người thật rồi. Bạch Tiểu Hàn một cô gái khác bắt mạch cho chàng trai trước xe kia, chân mày lập tức nhíu lại. Cô học y, bây giờ đã thực tập ở bệnh viện. Người nằm trước xe bọn họ sắc mặt như thường, hơi thở vững vàng. Xe bọn họ lái ít nhất 50 km/h, nếu thật sự bị đâm vào, ít nhất cũng phải bị đâm bay 10 mét, miệng mắt đổ máu. Người thì rất tốt, giả chết trước xe bọn cô, chắc chắn là gặp phải người giả bị đâm. Đâm vào người gì chứ, rõ ràng là người giả bị đâm. Người giả bị đâm, cô bé à, cơm có thể ăn lung tung. Nhưng không thể nói những lời bậy bạ, chúng tôi đều là người đứng đắn, sao có thể làm loại chuyện đó được, các cô đâm vào người ta xong còn nói chúng tôi giả bị đâm, tôi thấy các cô không muốn rời khỏi nơi này đúng không? Mã Khôn cười mỉa nói. Thân thể Bạch Tiểu Manh co rụt lại, trong mắt có thêm mấy phần sợ hãi. Bạch Tiểu Hàn không có sợ hãi, mấy tên cặn bã thôi mà, có thể làm gì người Bạch ra bọn họ? Các ông muốn làm gì, cảnh cáo các ông chớ chọc vào chúng tôi. Cô bé, ngực to thì không nói, lá gan cũng lớn nhỉ, đâm vào người ta còn dám nói với Khôn ca của chúng tôi như vậy, có tin chúng tôi lột quần áo của cô không, để cô chạy khỏa thân trên quốc lộ. Một người đàn ông to con thuộc hạ của Mã Khôn xắn tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện, dáng vẻ hung hăng như muốn ra tay với hai cô gái. Dừng tay, phải ôn nhu với người đẹp một chút. Mã Khôn vẫy tay đuổi tên thuộc hạ xuống, trên mặt lộ ra tươi cười bấn cợt. Thực ra rất đơn giản, hai người đâm người anh em tôi bị thương, cho dù cảnh sát đến đây, hai người cũng phải bồi thường tiền, còn bị thu bằng lái xe, nể mặt hai người còn trẻ không hiểu chuyện, một là bồi thường tiền, hai là bồi người, thế nào? Bao nhiêu tiền? Trong đôi mắt Bạch Tiểu Hàn lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi. Bọn họ tới Đông Hải làm việc nên không muốn gây chuyện, nếu tốn chút tiền đuổi đám người này đi cũng không phải không thể được. Không nhiều lắm. 100 vạn được rồi, người anh em của tôi mãi mà chưa đứng dậy, hơn phân nửa là bị gãy xương, trong nhà cậu ấy có mẹ già 80 tuổi, phía dưới còn có 6 đứa bé, trong nhà đều phải dựa vào cậu ấy kiếm sống, 100 vạn là tiện nghi cho các người rồi. Mã Khôn cười âm hiểm nói. Lái xe đắt tiền như vậy, chắc chắn là kẻ có tiền, còn là hai cô gái, đụng phải người như vậy không làm thịt nhiều một chút, không phải sẽ phụ lòng bọn họ bất chấp nguy hiểm tính mạng đâm xe sao? 100 vạn. Không ít người xung quanh xem náo nhiệt đờ người. Đám người này quá xấu xa rồi, mở miệng là đòi 100 vạn. Chỉ là trong số những người này không ai dám mở miệng nói chuyện. Đám người này nhìn như chỉ có mấy người, nhưng lại là đám ăn vạ chuyên nghiệp nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Đại ca của Mã Khôn tên là Mã Hồng, ngoại hiệu Lan Lộ Hổ Hổ Cản Đường. Người giả bị đâm ở thành phố Đông Hải đều nhập hội của ông ta. Nếu dám giả bị đâm một mình, bắt được nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng thì bị ném ra đường để xe đâm, không chỉ chân và mạng không còn, ngay cả tiền cũng bị Mã Hồng lấy đi. Đắc tội đám người này không khác đắc tội Mã Hồng, gặp phải bọn họ chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Bồi thường tiền chuyện gì cũng không có, nếu không bồi thường tiền, đừng nghĩ vô tai vô nạn ở thành phố Đông Hải. Nghe thấy Mã Khôn ra giá, đôi mắt Bạch Tiểu Manh mở to, vẻ mặt khó xử. Quá nhiều sao? Bạch Tiểu Hàn thì nhướng mày, không phải cô chưa từng gặp đám giả bị đâm, nhưng công phu sư tử ngoạm như vậy vẫn là lần đầu. Vừa tới thành phố Đông Hải làm việc lại gặp phải người như vậy, trong mắt cô lóe lên lửa giận. Đừng nói là không có nhiều tiền như vậy, cho dù có cũng không đưa cho đám người này. Sao các người không đi ăn cướp luôn đi, cặn bã, tôi đã cho các cô giá hữu tình rồi,
vậy mà dám nói chúng tôi là cặn bã, hai người không trả tiền cũng được, vậy bồi người đi. Bồi người, bồi thế nào? Bạch Tiểu Hàn nghiến răng nói. Chuyện này thì đơn giản, hai người theo tôi uống rượu, ngủ một tối, chuyện hai người đụng phải anh em chúng tôi, 100 vạn tôi trả giúp hai người, ngủ một tối 100 vạn, người mẫu trẻ cũng chỉ có giá này thôi, thế nào? Bộ dạng hai cô gái này còn ngon hơn hai minh tinh trên TV, nhìn còn hơi giống nhau, hơn phân nửa là đôi chị em như hoa, nếu có thể mang về ngủ một tối, sống ít vài năm cũng đáng giá. Bạch Tiểu Manh há to miệng, không ngờ bồi người là như vậy, cô tưởng rằng chỉ khám bệnh cho người bị đâm thôi. Tiểu Hàn, chúng ta làm sao giờ? Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng liếc nhìn đám Mã Khôn, trong mắt hiện lên chán ghét. Nếu ở tỉnh Giang Nam, một cú điện thoại của cô đã khiến đám người này biến mất, ở Đông Hải bọn họ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Đừng để ý đến bọn họ, báo cảnh sát. Được. Bạch Tiểu Manh vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi điện báo cảnh sát. Mã Khôn nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, đoạt lấy di động trong tay Bạch Tiểu Manh. Đâm phải anh em tôi, còn muốn báo cảnh sát, nghĩ hay quá nhỉ, bồi thường tiền hay bồi người, nhanh lên, lão tử không có thời gian dây dưa với mấy người. Ông trả di động cho tôi. Bạch Tiểu Manh bị cướp di động, vội vàng đoạt lấy. Cô vừa giơ tay cướp lấy di động, trước ngực lập tức bốn bề sóng dậy, đám Mã Khôn nhìn thấy trợn trắng mắt rồi. Muốn lấy lại di động cũng được, cho tôi sờ hai lần, thế nào? Mã Khôn nhìn chằm chằm ngực Bạch Tiểu Manh, cười dâm nói. Không thể không nói ngực con ngốc này rất lớn, khi vợ ông ta sinh con cũng chưa to như vậy. Ông! Khuôn mặt Bạch Tiểu Manh đỏ lên, lúc này mới nhận thấy được ánh mắt của những người khác, vội vàng che ngực, trên khuôn mặt động lòng người đều là ấm ức. Trả điện thoại cho Tiểu Manh, khốn nạn, nếu không Bạch gia ở Giang Nam chúng tôi sẽ cho đám con kiến các ông đẹp mặt. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, phẫn nộ nói. Sớm biết rằng sẽ như vậy đã mang mấy vệ sĩ tới, mấy tên du côn này căn bản không đủ cho vệ sĩ Bạch gia trừng trị. Bạch gia Giang Nam sao? Mã Khôn nhíu mày, lập tức giãn ra. Mộc gia Giang Nam, Lâm gia Giang Nam ông ta đều từng nghe nói rồi, Bạch gia là cái thá gì, mở gà điếm sao? Bạch gia, chưa từng nghe nói đến, nhưng cô đã nói sẽ cho chúng tôi đẹp mặt rồi, các anh em, cô gái này đâm người ta còn muốn để chúng ta đẹp mặt, tôi cảm thấy cô ta không mặc quần áo đẹp mắt nhất, làm bọn họ đẹp một chút đi. Mã Khôn cười nói. Ông ta mới nói xong, mấy tên thuộc hạ của ông ta cười bỉ ổi, không kiêng nể gì đi tới chỗ Bạch Tiểu Hàn. Trên mặt Bạch Tiểu Hàn lộ ra vẻ bối rối hiếm hoi, trái lại cô từng học một số thuật phòng thân, nhưng không đánh lại được nhiều người như thế. Nếu như thật sự bị đám người này lột sạch, sẽ không còn mặt mũi về Bạch gia. Các người đừng động vào Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh thấy đám người xấu xa này đi đến chỗ Bạch Tiểu Hàn, vội vàng nói. Vậy tôi cũng để cô đẹp hơn chút nữa. Râu cá chê của Mã Khôn nhếch lên, nở nụ cười dâm đãng giơ tay muốn chạm vào ngực Bạch Tiểu Manh. Tối nay thật có phúc, kha kha. Không ít người xung quanh không nhìn được nhưng thờ ơ, không thể trêu chọc đám người này. Không đợi tay ông ta chạm vào Bạch Tiểu Manh, giọng nói lạnh như băng truyền từ bên cạnh đến. Biến ngay bây giờ. Các người còn có thể tay chân kiện toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.